tống diễn thanh thì đi đến một căn phòng khách sạch sẽ khác trong phòng khách trước mặt bọn người tống diễn thanh viên phương băng bó xong vết thương thì cho đệ tử lui ra một thân lông vàng kia đã khiến mấy người tống diễn thanh hiểu rõ chẳng qua chỉ là một con yêu tinh bất tài còn chưa hoàn toàn hóa người nhìn quần áo viên phương vừa mới mặc lại xong tống diễn thanh kỳ quái nói theo ta được biết nam sơn tự này hình như đã có tử rất lâu một đám tăng lữ sao lại để một yêu tinh như ngươi làm trụ trì những tăng lữ khác hắn ta vừa giao thủ đã xác định đó đều là người thật mà trụ trì lại là một yêu tinh sao có thể không kỳ quái cho được viên phương sợ vết thương bị rách ra nên mặc y phục rất chậm lão cười khổ nói thực ra ta không phải trụ trì viên phương đợi sau khi lão ta kể xong chân tướng sự việc đám tống diễn thanh mới hiểu hóa ra trụ trì viên phương thật sự hai năm trước đã viên tịch còn lão ta là một con gấu được đám tăng lữ trong nam sơn tự nhặt được trong núi đem về nuôi dưỡng hai năm trước có lẽ do thường nghe phật pháp nên linh tính của lão dần dần mở ra, tự ngộ được một môn pháp hấp thu linh khí thiên địa, dần dần có tu vi, sau đó ở trong núi tu luyện. Lúc lão ta có tu vi nhất định bắt đầu hóa hình, đối tượng tham chiếu hóa hình là trụ trì viên phương, thế nên đã biến thành hình dáng viên phương. Có điều tu vi không đủ, hóa hình vẫn chưa hoàn toàn, còn đang đợi tiến bộ. chương 41, có bữa ăn khuya ăn sao? Một, đúng như lão đã nói, thế đạo quá loạn, Nam Sơn tự muốn duy trì được rất khó khăn lúc trụ trì viên phương còn tại thế chính lão đã không ngừng cung cấp tài vật từ bên ngoài mới giúp nam sơn tự miễn cưỡng chống đỡ không bị sụp đổ lúc trụ trì viên phương viên tịch vì không muốn nam sơn tự sụp đổ nên mới phó thác nam sơn tự cho lão có điều tên này vì hoàn thành di nguyện của trụ trì viên phương bắt đầu dẫn dắt đám tăng lữ làm những chuyện xấu xa chẳng những giết người cướp của trong chùa mà còn mang theo chúng tăng nam sơn tự mai phục cướp của trên đường tuy nhiên có vài tăng lữ trước kia lặng lẽ nhận tài vật lão đem về để sống thì còn được muốn họ tự mình làm những chuyện thế này thì không chịu được. Đệ tử Phật môn đi ăn cướp thì còn ra thể thống gì nữa. Thế là họ bỏ đi, ngôi chùa trên trăm người chỉ còn lại chưa đến một nửa, kết quả vì vụ giết người cướp của lần này lại bị rơi vào tay Tống Diễn Thanh. Thực ra ta cũng làm không ít chuyện tốt, ở rừng núi kế bên có vài đám thổ phỉ đều bị ta lặng lẽ dẫn đệ tử Nam Sơn tự quét sạch, đến nhóm nào chúng ta quét nhóm đó. Đám thổ phỉ kia quá đáng hận, thấy người là cướp, thấy nữ nhân là bắt về sơn trại. Chúng ta không giống vậy, chúng ta chỉ cướp kẻ có tiền, đối người nghèo tuyệt đối không đụng đến dù chỉ là cây kim sợi chỉ. Vào những lúc thu hoạch tương đối khá, thỉnh thoảng chúng ta đến các thôn trang xung quanh xin chút lương thực bố thí, không tin các người có thể đi hỏi thăm thử. Sau khi ta lên làm trụ trì, các thôn trang lân cận cuối cùng đã không cần lo lắng thổ phỉ, đêm không cần đóng cửa cũng được. Mặc dù bọn họ không biết Nam Sơn tự giúp họ giải quyết phiền phức, nhưng chỉ sẽ nói Nam Sơn tự tốt, sẽ không nói xấu một chữ nào danh tiếng Nam Sơn tự ở xung quanh đây chắc chắn không có vấn đề. Viên Phương ra sức nhấn mạnh điều này với ý đồ chứng minh thực ra mình là người tốt. Ba người tống diễn thanh sau khi nghe xong trợn mắt hốc mồm, nhìn vị trụ trì này mà có cảm giác như gặp người cõi trên. Đây đâu phải sư trụ trì, đây rõ ràng phải là đại ca cầm đầu mới đúng chứ. Sau khi trao đổi một lát, viên phương cáo lui, tống diễn thanh phái hứa dĩ thiên đi bồi tiếp, trên thực tế là trông giữ không để viên phương chạy. Với tống diễn thanh mà nói, viên phương có chấp nhận việc chiêu an hay không là một chuyện khác ít nhất không thể để viên phương làm hỏng chuyện tốt của hắn ta tạm thời phải khống chế nam sơn tự trong tay mình sau khi viên phương đi tống diễn thanh hơi buồn cười mắng một tiếng con yêu gấu này khá thú vị đấy trần quy thạc tiến đến trước mặt hắn ta trừng mắt nhìn nói gấu lông vàng lông tóc đau thương bất nhập sư huynh huynh có chút ấn tượng nào không ánh mắt tống diễn thanh ngưng lại hơi vuốt cằm nói lão ta cởi quần áo để lộ một thân lông vàng ta liền nhận ra chính là kim vương hùng trong dị thú lục. Lấy lông tóc này bền thành y giáp sẽ có lực phòng ngự rất mạnh, vật hiếm có như vậy mà chúng ta lại gặp được ở đây. Nhìn bộ dạng của lão chắc chưa tiếp xúc gì với người của giới tu hành, nếu không tu vi yếu thấp như vậy sao dám tùy tiện bại lộ mình như thế. Không cần vội, chuyện sau này thì sau này hãng nói, giờ xem lão có thức thời hay không, làm cho tốt chuyện trước mắt cái đã. Trần Quy thạc ừ một tiếng, phát hiện yêu gấu này cũng coi như mạng lớn nếu không phải chưa hoàn toàn hóa hình thành công có một thân lông vào ngăn cản chị e vừa mới bắt đầu động thủ đã bị bọn hắn làm thịt rồi sau đó trần quy thạc lại bồi tống diễn thanh đi xem xét khắp nơi trong nam sơn tự quan sát hoàn cảnh để chuẩn bị sau khi ba người bọn hắn rời khỏi thượng thanh tông gần như ngựa đi suốt không ngừng vó để đến bố trí trước nhờ vào gia cảnh của tống diễn thanh dọc đường có thể tìm dịch chạm đổi ngựa bằng không tỏa kỵ của ba người sẽ không thể chịu nổi với tốc độ đi này trăng sáng chiếu xuống bờ sông, trên bờ sông là từng tòa lều vải, sóng sông cuồn cuộn ánh trăng. Trên bờ sông là một đình nghỉ mát, thương chiều tông chắp tay dựa vào lan can nhìn ánh trăng trên sông. Làm như đình từ xa bước tới, chậm rãi đi vào trong đình, hỏi, vương gia đứng đây buồn bã ngắm sông là có tâm sự gì sao? Thương chiều tông than nhẹ một tiếng, tuy ta rất tự tin cổ vũ sĩ khí nhưng tình hình của mình thế nào thì ta vẫn hiểu rõ. Bên người không có pháp sư pháp lực cao cường bảo hộ, chẳng biết có thể đến đất phong bình an không. Qua được quận Quảng Nghĩa thì cách huyện Thương Ngô đã không xa, càng đến lúc cuối cùng ta càng lo lắng. "Lam Như Đình an ủi, vương gia yên tâm, trước khi có được 10 vạn nha tướng kia, con đường này của chúng ta sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn, hẳn là sẽ đến nơi bình an. Thần chỉ lo bên đất phong đã bị triều đình ngầm bố trí gì đó mà thôi." Thương Triều Tông quay đầu lại nói, "Ta đang suy nghĩ, với tình hình bây giờ chúng ta có nhất định phải đi huyện Thương Ngô không?" Vẻ mặt Lam Như Đình nghiêm lại, liên tục khoát tay nói, "Vương gia, chuyện này không được đâu, dọc theo con đường này triều đình chắc chắn đã bố trí rất nhiều tai mắt. Nếu chúng ta thành thật đi thẳng đến còn có thể an toàn, nếu như đi lệch phương hướng e là sẽ lập tức bị người ta truy sát. Ngoài ra, thuộc hạ ở Kinh Thành đã phí hết tâm tư ấp ủ, thúc đẩy bọn họ trục xuất phương ra đi định cư ở đất phong huyện Thương Ngô cũng không phải không có nguyên nhân, lúc tiên vương còn sống đã có chuẩn bị chút vốn liếng ở huyện Thương Ngô. Đây là hy vọng cuối cùng của vương gia, trên tay chúng ta đã không còn tài nguyên gì để sử dụng, không thể dễ dàng từ bỏ như vậy. Thương Triều Tông Yên lặng gật đầu, nói, hy vọng có thể cho những huynh đệ thể sống chết đi theo này một công đạo. Đúng lúc này quan thiết một trong năm bách phu trưởng bước nhanh tới, đằng sau còn có một ông lão dâu tóc bạc trắng, chân hơi què. Hai người một trước một sau tiến vào trong đình, quan thiết ôm quyền bẩm báo một tiếng, vương ra, phương thúc tới. Ông lão tóc trắng kia quỳ một chân trên đất hành lễ, trong giọng nói mang chút rung động, tiểu nhân phương bình tham kiến tiểu vương ra. Không, tham kiến vương gia, phương thúc, mau mau đứng lên, thương triều tông bước nhanh đến trước, hai tay đích thân đỡ ông lão dậy. Ông lão này vốn là một thân binh dưới chướng ninh vương thương kiến bá, sau đó vì bị thương trên chiến trường, đi đứng không tiện nên suốt ngũ trở về quê, nhà ở vùng này. Chờ ông đứng lên, làm như đình hỏi, phương bình, trước đó ta có sai người bảo ông chuẩn bị dụng cụ vượt sông, ông chuẩn bị xong chưa? Phương Bình xấu hổ lắc đầu nói, tiểu nhân vô năng, đến nay chỉ chuẩn bị được mấy cái bẻ gỗ mà thôi. Làm như đình nhíu mày, mấy chục người mà mấy ngày nay chỉ chuẩn bị được mấy cái bẻ gỗ, chuyện gì xảy ra. Năm đó thương kiến bá đã để một ít binh lính xuất ngũ, cố ý bố trí ở vùng này không phải không có nguyên nhân, chính là vì để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Phương Bình thở dài, làm tiên sinh có chỗ không biết, sau khi thái thú quận Nghĩa Quảng là Phượng Lăng Ba tự xây dựng quân đội đã nảy sinh xung đột với đại quân triều đình mấy lần, tác động không nhỏ đến những khu vực xung quanh, cộng thêm việc cưỡng chế những thanh niên trai tráng làm lính, mấy chục người chúng ta đã chết phân nửa, còn một nửa bị người của Phượng Lăng Ba bắt đi, sống chết không biết, cũng chỉ có tiểu nhân tuổi tác quá lớn, cộng thêm đi đứng không tiện khiến người ta chướng mắt, nên mới tránh thoát một kiếp. Làm như đình rơi vào trầm mặc, thì ra là thế, Phương Thúc, không cần lo lắng nhiều, cái này không trách thúc được. Thương Triều Tông nghe vậy lên tiếng an ủi, rồi quay đầu chỉ con sông lớn. Nếu ta nhớ không nhầm, chỗ hẹp của mặt sông Thượng dù có cây cầu. Nếu thực sự không được, Chúng ta đi đường vòng xa một chút." Lam Như Đình cười khổ nói, "Vương gia có chỗ không biết, xung đột của Phượng Lăng Ba và Đại quân Triều Đình thuộc hạ luôn chú ý, để đề phòng Đại quân Triều Đình đánh lén, không những thuyền ở cả vùng ven sông này đều bị Phượng Lăng Ba khống chế, mà tất cả những cầu nối có thể lui tới trên sông cũng bị Phượng Lăng Ba làm hỏng hết. Thật sự muốn đi đường vòng, ít nhất phải đi vòng hơn 800 dặm. Mấy người chúng ta không đi mấy ngày trời e là không vòng qua được. Sau khi vòng qua sông lại phải đi vòng đoạn đường rất xa." được không bù mất, còn chẳng bằng bệnh bè gỗ vượt sông. Thương Triều Tông hơi trầm tư, sau đó quả quyết nói, nếu như thế, sau khi trời sáng thì đi đốn củi. chương 42, ca một bài không chết được một. Chuyện được quyết định như vậy, quan thiết vừa tiến Phương Bình đi nghỉ ngơi thì thương Thục thanh đội nón vải xa ôm cổ cầm đi tới, mấy người đi theo sau còn mang hộp cơm đến. Thương Triều Tông nhìn thấy nàng ta như vậy, không khỏi vui mừng nói, thanh nhi, xem ra là có nhã hứng. Thương Thục Thanh lắc đầu nói ca, hai vị kia e là không muốn tâm sự với chúng ta, thế nhưng ngày đẹp cảnh tối, không ngại mời đến uống vài chén rượu. Thanh Nhi nguyện đánh đàn trợ hứng chư vị, sau khi hứng chí rồi nói không chừng có thể giải được khúc mắc. Thương Triều Tông do dự nói, muốn muội đánh đàn trợ hứng. Đường đường là quận chúa lại hạ mình như vậy, Thanh Nhi, có phải muội quá mức coi trọng bọn hắn rồi không? Thương Thục Thanh nói ca, chiêu hiền đãi sĩ không mất mặt. Coi như đối phương không phải hiền sĩ, chúng ta rơi vào tình trạng như thế, đâu còn có tư cách nói hạ mình hay không hạ mình gì nữa, cứ coi họ như là khách quý, nhiệt tình chiêu đãi một phen cũng là chuyện nên làm, chẳng thua thiệt gì. Lỡ như đối phương thật sự là hiền sĩ, có thể trợ giúp chút sức lực thì càng tốt. Ca, tình hình của chúng ta không sợ kết giao thêm bằng hiếu, chỉ sợ không có bằng hiếu, huynh thấy sao? Trong lòng Lam như đình âm thầm cảm khái, vị quận chúa này thông minh vô cùng, còn có lòng dạ mà Nam Nhi cũng khó có được, đáng tiếc lại là thân nữ Nhi, không có nhiều đất dụng võ ta đúng là quá thiền cận, thụ giáo. Thương Triều Tông thành ý chắp tay, ra vẻ thụ giáo chọc cho Thương Thục Thanh cười khúc khích. Thương Triều Tông cũng mỉm cười, quay đầu gật đầu với Lam Như Đình, ra hiệu đi mời người. Ai ngờ Thương Thục Thanh nói, vẫn là chúng ta cùng đi mời đi, để thể hiện thêm chút thành ý. Thương Triều Tông gật đầu, cũng được. Thế là Thương Thục Thanh bày xong cổ cầm, lại dặn dò một tiếng để quân lính dọn xong thịt rượu, lúc này mới cùng Thương Triều Tông và Lam Như Đình đi về phía trước ba người tìm tới lều vải của ngưu hữu đạo vừa tới gần thương triều tông đi trước đã dừng bước cảm giác như chân đạp phải thứ gì bên này còn chưa kịp phản ứng một bóng người đã từ trong lều vải lao ra cơ thể tráng kiện của viên cương kia đột nhiên xuất hiện ngăn bên ngoài một thanh thủy thủ cầm chặt trong tay ánh mắt nhìn chằm chằm ba người thương thục thanh cùng lam như đình đều chú ý tới sự dị thường của thương triều tông thuận theo chân y nhìn lại mới phát hiện dưới chân thương triều tông đạp phải một sợi tơ ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau hóa ra có người lặng lẽ bày bố một thiết bị dự phòng trong bụi cỏ này một khi có người tiếp cận xung quanh lều vải sẽ lập tức bị người trong trướng phát hiện trước đó nghiêu hữu đạo không làm thứ này xung quanh lều vải họ đã từng tiếp xúc thế này nhưng không hề bị phát hiện người trang bị những thứ này không cần nhiều lời ba người cùng nhìn về phía viên cương thương triều tông nhìn về phía viên cương trong mắt càng toát lên tia hứng thú nhiều thủ hạ nhìn chằm chằm như vậy mà không hề có ai phát hiện ra viên cương này đã lặng lẽ động tay động chân thấy là bọn họ, giọng viên cương cũng lạnh lẽo như mặt hắn ta. Chuyện gì, thương Triều Tông nói, đoạn đường này bôn ba, chiều đãi không chu đáo, khó gặp được ngày hay cảnh tốt như hôm nay, ta có chuẩn bị rượu thịt bên bờ sông, mời Pháp sư cùng viên huynh đệ cùng đến uống mấy chén rượu. Viên cương lạnh lùng nói, không cần, Pháp sư đã ngủ rồi. Ba người xứng sờ cứ nghĩ là mình đụng phải chắc trở rồi, ai ngờ trong trướng đột nhiên vang lên tiếng như hữu đạo có bữa ăn khuya ăn sao. Mành lều vén lên, như hữu đạo chui ra, tiện tay phủi đuôi ngựa trên vai sang một bên. Nhìn thấy ba người, ánh mắt hắn lóe sáng, lại vui tươi hớn hở bồi thêm một câu có bữa ăn khuya sao? Ăn, khuya, à, có bữa ăn khuya, ở trong đình bên bờ sông. Thương Triều Tông đáp, Ngưu Hữu Đạo quay đầu nhìn về phía cái đình ở bờ sông, lại quay đầu lại hỏi Viên Cương, người có đói bụng không? Không đói bụng thì ngươi đi ngủ đi. Dứt lời lại đáp lễ nói với Thương Triều Tông, làm phiền, làm phiền, mời. Mấy người quay người rời đi, viên cương lách mình trở về trong chướng ba người thương triều tông thấy viên cương thật sự quay về ngủ không ai ngờ chỉ chớp mắt sau viên cương lại lách người trở ra trên tay có thêm một thanh bảo kiếm chính là bội kiếm tùy thân của ngưu hữu đạo hắn ta cũng không nói có đói bụng hay không im lặng không lên tiếng đi sau ngưu hữu đạo ánh mắt nhìn xung quanh đến đình bên bờ sông ngưu hữu đạo quay tới quay lui một lát cuối cùng dừng lại dựa vào lan can nhìn sóng sông trăng sáng liền cảm khái một tiếng đúng là ngày tốt cảnh đẹp pháp sư mời ngồi thương triều tông nhiệt tình mời như hữu đạo mỉm cười ngồi xuống lam như đình cũng ngồi xuống viên cương lại không có ý đó hắn ta sách kiếm canh giữ sau lưng như hữu đạo viên huynh đệ mời thương triều tông đưa tay ra hiệu viên cương lạnh lùng nói không đói bụng chẳng hề nể mặt một chút nào chọc cho thương triều tông hơi xấu hổ như hữu đạo lại giải vây giúp hắn ta là người như vậy toàn cơ bắp không hiểu nhân tình thế sự ta không biết đã nói hắn ta bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn vô dụng vương gia không cần phải quan tâm đến đâu. Không sao, không sao cả, thương triều tông xấu hổ cười một tiếng, thấy thương thục thanh không có ý định ngồi xuống, như hữu đạo cũng vội vàng mời, quận chúa mời ngồi. Thương thục thanh cười khẽ từ chối nhã nhặn dung mạo tiểu nữ xấu xí, sợ ảnh hưởng đến khẩu vị của pháp sư, ta ở bên đánh đàn trợ hứng cho mọi người thôi. Dứt lời nàng liền đi đến ngồi bên cây đàn cầm, điều chỉnh tư thế người và đàn. Như hữu đạo cũng thừa nhận nữ nhân này có dung mạo khiến người ta phải giật mình nói không đẹp là khách sáo rồi trên thực tế đúng là có thể ảnh hưởng khẩu vị nếu người ta thật sự muốn ngồi xuống dùng bữa chắc chắn phải cởi nón lá ra thế chẳng phải sẽ ảnh hưởng khẩu vị người khác sao có điều nói đi cũng phải nói lại nữ nhân có thể cười thản nhiên tự nhận mình xấu xí như vậy thì trong lòng chắc chắn đủ mạnh mẽ kẻ sống cả hai đời như hắn cũng hiếm khi gặp được người như thế này chính vì thế thương thục thanh càng khiến hắn cảm thấy hơi thú vị nhưng thương triều tông nghe nói vậy thì vẻ mặt hơi ảm đạm nếu lần trước muội muội đi thượng thanh tông thật sự bỏ qua cơ hội trừ bỏ vết bớt chỉ e sẽ làm lở dở cả đời này thấy thương triều tông thất thần làm như đình vội ho một tiếng nhắc nhở thương triều tông lấy lại tinh thần nâng chén mời nói pháp sư một đường bôn ba chưa từng khoản đãi thật tốt mời uống cạn chén này lời này của vương gia khiến như mỗ xấu hổ như mỗ kính vương gia như hữu đạo nâng chén muốn uống trước rồi nói ai ngờ viên cương đột nhiên đưa một tay nhấn lên vai hắn nhắc nhở một tiếng đạo gia nhiều chuyện không cần phải nói đừng nói nghiêu hữu đạo ngay cả thương triều tông cùng lam như đình đều đã hiểu đây là đang nhắc nhở nghiêu hữu đạo cẩn thận rượu này có vấn đề khiến hai người không khỏi nhìn nghiêu hữu đạo xem như thế nào nghiêu hữu đạo không hề nói gì tiếp tục ngửa đầu uống cạn một chén lắc cái chén đã cạn thấy đáy cho hai người đối diện nhìn trông vô cùng lỗi lạc thấy hắn không nghe bàn tay viên cương rời khỏi vai hắn cũng không nói thêm gì hắn ta chỉ cần nhắc nhở đúng mức thực hiện hết chức trách của mình những cái khác không cần rong dài hắn ta tin đạo gia tự có quyết đoán, hành vi của viên cương chắc chắn bên này không thể lý giải, dù sao cũng chẳng quen thuộc gì đột nhiên mạo muội mời rượu, có chỗ hoài nghi cũng không quá đáng. Có điều khiến thương triều tông thấy kỳ quái là viên cương này nhìn thế nào cũng giống thủ hạ hoặc hộ vệ tùy hành của nghiêu hữu đạo, không giống huynh đệ cùng thôn. Nhưng nhìn diện mạo thì hình như viên cương còn lớn tuổi hơn nghiêu hữu đạo một chút. chương 43, ca một bài không chết được hai điều càng làm mấy người thấy kỳ quái là dọc đường viên cương luôn gọi nghiêu hữu đạo là đạo gia không phải các huynh đệ lớn lên cùng thôn không cần xưng hô mang theo chữ ra sao nghiêu hữu đạo còn trẻ như vậy dùng hai chữ đạo gia để xưng hô thật sự là hơi quá tiếng đàn tình tăng chậm rãi vang lên thương thục thanh gảy dây đàn cố gắng điều chỉnh cho âm điệu nhẹ nhàng chậm rãi che lấp đi không khí không hòa hợp sắp hiện ra ánh trăng ngoài đình chiếu vào giống như thủy ngân rác lên người thương thục thanh đang ngồi ngay ngắn đánh đàn khiến cho quanh thân nàng ta như được bao phủ trong ánh trăng mông lung tư thế ngồi nghiêng đánh đàn dịu dàng yêu nhã kia khiến nhiều hữu đạo sau cơn choáng váng lại âm thầm thổn thức nữ nhân này thật sự là bị gương mặt kia làm hỏng không cầu khuôn mặt thật đẹp chỉ cần một gương mặt bình thường không dọa người một chút là được với nội tại như thế này chị e cũng có thể hấp dẫn không ít nam nhân thật sự là đáng tiếc lão thiên gia đôi khi không khỏi quá không công bằng có tiếng đàn yêu mỹ trợ hứng bầu không khí thực sự thoải mái sôi nổi hơn nhiều Nhân cơ hội khó được, Lam Như Đình có ý định dùng vài câu để thăm dò thực hư, nào là tình hình Thượng Thanh Tông, hoặc Đông Quách Hạo Nhiên đã xảy ra chuyện gì, hoặc là tu vi như thế nào nhưng đều bị Nưu Hữu Đạo trả lời qua loa. Có vài việc không phải Nưu Hữu Đạo không đàng hoàng mà vẫn câu nói đó, tình hình Thượng Thanh Tông hắn thật sự không rõ. Chuyện của Đông Quách Hạo Nhiên lại dính đến cái gương đồng kia, hắn không muốn nói nhiều với người ngoài. Còn tu vi của bản thân, trong 5 năm ngắn ngủi hắn đã tiến bộ quá nhanh, nếu phải nói hắn chỉ có thể nói những lời không thật, đành phải trả lời qua loa cho xong. Thấy tên nhãi này vẫn chỉ nói những câu không đáng tin, trong lòng thương Triều Tông một lần nữa có đánh giá không tốt về Ngưu Hữu Đạo. Làm như đình dù sao cũng lão luyện thành thục, với những lời hồ ngôn loạn ngữ của Ngưu Hữu Đạo thì biết đối phương cố ý né tránh những chuyện này. Làm như đình không muốn không khí tẻ ngắt nên đổi chủ đề nhẹ nhàng hơn, nghe quận chúa nói, pháp sư tài hoa hơn người, xuất khẩu thành thơ không biết pháp sư có muốn để cho ta được mở rộng tầm mắt không? như hữu đạo vẫn khoát tay hàm hồ nói, quận chúa quá khen, thuận miệng bịa một vài câu thôi. lam như đình cười ha ha nói, pháp sư lại thuận miệng bịa thêm một lần nữa xem sao? như hữu đạo vẫn chối từ, thì từ chính là tiểu đạo, không đáng là gì, không thể so được với thiết kỵ tung hoành của vương gia, không đề cập tới cũng được. lam như đình lại nói, lời ấy sai rồi, thì từ sao lại là tiểu đạo? có câu võ có thể bình thiên hạ, văn có thể an bang trị quốc câu này nói có thể hơi quá một chút nhưng thực sự vẫn đúng một điểm một bài thơ hay có thể cổ vũ được sĩ khi tướng sĩ nếu mà nói thô tục hơn một chút ở kinh thành một bài thơ hay giá trị ngàn vàng đủ cho một người bình thường cả một đời áo cơm không lo đại tục đại nhã một đều đủ cả sao lại không đáng là gì một đại tục đại nhã ý chỉ những nhu cầu vật chất bình thường đến nhu cầu lớn hơn về tâm hồn mắt nghiêu hữu đạo sáng lên thử hỏi một câu giá trị ngàn vàng đáng tiền thế sao trong lòng hắn đang nghĩ thầm, nếu đúng như vậy thì sau này vấn đề kinh tế của mình và hầu tử có cách giải quyết rồi. Xuất thân từ khảo cổ, thứ khác có lẽ không có, một bụng những thứ cổ đại lại không hề ít, dùng thương triều tông thử hàng có lẽ được đấy. Đương nhiên, làm như đình cười tủm tỉm lại mời, quận chúa đích thân đánh đàn trợ hứng cho pháp sư, lại thêm ngày tốt cảnh đẹp thế này, hẳn pháp sư sẽ không làm mất hứng chứ. Thì từ ta thật sự không biết, như hữu đạo vẫn có tâm che giấu, nhưng thấy người ta đào ra đủ lý lẽ nên quyết định miễn cưỡng ứng phó một chút vì đối phương cứ nói mãi không thôi. Dù sao đã ăn của người ta rồi, sau này còn có một vài việc phải nhờ vả, thế là hắn chỉ tay về phía viên cương đứng sau, có điều huynh đệ này của ta thì có biết một chút, cứ để hắn ta làm thay là được rồi. Viên cương vẫn âm thầm quan sát bốn phía, nghe vậy sướng sở nhìn như hữu đạo, còn tưởng rằng mình nghe lầm, bắt ông đây làm thơ sao. Đạo ra, đầu óc ngài không bị bệnh đấy chứ. Thương Triều Tông nghe xong lại hứng thú, dĩ nhiên hứng thú với viên cương hơn nhiều hữu đạo rất nhiều, con mắt tỏa sáng, chẳng lẽ là văn võ song toàn sao? Lúc này y liền nâng chén mời, nguyện rửa tai lắng nghe. Viên cương nói một câu chặn ngược trở lại, không, thương chiều tông lại lúng túng, chén rượu trong tay đặt xuống không phải, không đặt xuống cũng không xong. Bầu không khí lại trở nên gượng gạo, nhiều hữu đạo lập tức quay đầu khiển trách quát, ta nói này hầu tử. Người có bị sao không thế, người cứ làm đại một bài chẳng phải xong rồi sao. Viên cương nhìn hắn chằm chằm muốn hỏi tội 18 đời tổ tông của hắn. Ta làm thơ cái quái gì, ta đâu có cái tài này, ngài bắt ta phải làm thế nào đây, cái này mà cũng có thể miễn cưỡng được sao? Nhanh, tùy tiện làm một bài đi, nhanh lên, Nghiêu Hữu Đạo nghiêng đầu thúc giục một tiếng, đồng thời đưa mắt liếc một cái ra hiệu. Hai người phối hợp coi như ăn ý, thường chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu ra ý đối phương. Viên Cương vừa nhìn ánh mắt ý vị thâm trường kia liền hiểu rõ, đạo gia há có thể không biết mình không biết làm thơ ép buộc như vậy hóa ra không phải bắt mình làm thơ mà bắt mình đạo một bài thơ trong lòng viên cương thầm mắng một tiếng xem như ngài lợi hại hắn ta quay đầu nhìn xung quanh ánh mắt dừng trên mặt sông một chút lại xoay xoay đầu mặt không biểu cảm nhíu mày nhìn nhìn, nhìn như hữu đạo ánh mắt bao hàm thâm ý như hữu đạo bị ánh mắt này của hắn ta nhìn cho hơi hãi hùng khiếp vía bởi vì thực sự hiểu rất rõ hắn ta hầu tử cũng không phải loại lương thiện gì tuyệt đối là hạng giết người không chớp mắt. Hắn cảm thấy hầu tử đang nén xấu hổ làm bậy thì hơi hối hận, giả vờ cúi đầu yên lặng thưởng rượu. Viên cương đột nhiên mở miệng, trường giang cuồn cuộn chảy về đông, sóng bạc cuốn phăng hết anh hùng. Chỉ một câu đã khiến nhiều hữu đạo không kìm được ho khan một tiếng, suýt chút nữa bị nghẹn. Hắn không ngờ hầu tử lại đọc ra bài này, đúng sai, thành bại tan đâu cả, trơ lại núi xanh với áng hồng, trên bến đôi ngư tiều bạc tóc, quen ngắm trăng thu, đón gió xuân nhẩn nha kim, cổ cười thành tiếng, vui bầu rượu đục nghĩa tương phùng, viên cương đều đều đọc xong bài thơ thì ngậm miệng, một bài thơ hay qua miệng đọc của hắn ta lại hoàn toàn không có vận luật và cảm giác đẹp đẽ gì. Mặc dù như vậy nhưng cũng đủ làm cho thương triều tông và lam như đình sợ ngây người. Bài thơ này quá hợp tình hợp cảnh, đủ khiến trong lòng hai người trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tiếng đàn cũng đã ngừng, viên cương vừa đọc được một nửa, thương thục thanh đang đánh đàn cũng vô thức dừng lại lắng nghe. Nàng kim lòng không đặng, lúc này đang nghiêng đầu nhìn về phía viên cương mặt không đổi sắc, đôi mắt sáng dưới tấm khăn xa sững sờ thất thần, nhìn chăm chú về phía viên cương, trong ánh mắt chợt rộ lên thần thái kinh diễm đánh giá từ trên xuống dưới. Không ngờ, thật sự không ngờ, thơ hay, nên uống cạn một chén lớn, thương chiều tông cao giọng khen hay, vô cùng hưng phấn đứng lên nâng chén. Làm như đình cũng đứng lên nâng chén, lắc đầu sợ hãi than nói, không ngờ viên huynh đệ đầy bụng tài hoa thâm tàng bất lộ. Hi hi, thơ hay, thơ hay. Nghiêu hữu đạo cũng bừng chén rượu mang theo nụ cười bị ổi. Viên cương lại nhàn nhạt buông một câu, ta làm gì biết làm thơ, đây là bài từ trước kia đạo ra làm, chẳng qua ta chỉ lấy ra đọc lại thôi. Thương Triều Tông, Lam Như Đình, Thương Thục Thanh Đồng loạt sướng sở nhìn như hữu đạo. Đừng có nói lung tung, chính là ngươi làm, làm một bài thơ có chết được đâu. Nghiêu hữu đạo quay đầu đánh viên cương, trừng mắt với hắn ta, hóa ra tên này mai phục ở đây đánh trả mình. Hắn vội quay đầu cười nói với ba người, đúng là thơ hay, nên uống cạn một chén lớn, uống rượu uống rượu. Chương 44, hắn nói chúng ta là phế vật một. Ai ngờ Viên Cương lại lạnh lùng nói, bài từ này chẳng những đạo gia làm mà đạo gia còn phổ khúc cho nó, đàn hát còn rất êm tai. Ta đây toàn cơ bắp, không hiểu nhân tình thế sự, chưa bao giờ nói dối. Phụt, Ngưu Hữu Đạo đang uống ngụm rượu liền dừng lại, phun ra, liên tục xoa ngực ho khan suýt nữa là bị sặc chết. Cứ tưởng hầu tử làm chuyện xấu là xong, không ngờ còn dấu hậu chiêu độc ác hơn, biết vậy ban đầu đã không đẩy hắn ra. Ba người đối diện xứng sờ nhìn hắn phục rượu lên bàn thì đều hơi trợn tròn mắt. Toàn là nước bọt của tên này, rượu và đồ ăn chắc không thể nào ăn được nữa rồi. Tương đối mà nói, ba người vẫn tương đối tin tưởng viên cương, đều cảm thấy như hữu đạo không đáng tin lắm. Làm như đình vừa lau rượu tung tóe trên mặt vừa lên tiếng hỏi, đàn hát. Pháp sư còn biết nhạc khí, viên cương tiếp tục lạnh như băng bổ đao, há lại chỉ có từng đó, nhạc khí cổ điển không gì ngài ấy không biết, ngài ấy am hiểu nhất là kéo nhị hồ. Khụ khụ, cơn ho khan của Ngưu Hữu Đạo chưa dừng lại nên nhất thời bị nghẹn lại, liên tiếp đánh vào tay hắn ta, ra hiệu hắn ta ngậm miệng. Kéo nhị hồ là gì? Thương thuộc thanh hiếu kỳ một tiếng, bên này không có nhị hồ, nàng tưởng lầm kéo nhị hồ là một món nhạc khí, không biết kéo là một động từ. Đây quả thực là bổ thêm một đao, Ngưu Hữu Đạo khụ khụ không ngừng, suýt chút thì tắt thở. Vội vàng vận khí áp chế, ổn định cảm xúc hắn đau sốc không mặc dù đã nhanh chóng vận công để áp chế xuống nhưng dường như vẫn ho khan kịch liệt ho đến mức khiến người ta cảm giác phổi cũng sắp ho cả ra nhưu hữu đạo ho khan chỉ chỉ mình khoát tay với mọi người ra hiệu mình không xong rồi không cách nào phụng bồi được trực tiếp rời tiệc ho khan rời đi cứ thế bỏ chạy sao mấy người im lặng nhìn nhau thương thuộc thanh im lặng nghe viên cương nói vậy ban nãy nàng ta vốn còn định mời nhưu hữu đạo đàn một khúc kết quả người ta căn bản không cho nàng ta cơ hội mở miệng đưa mắt nhìn theo bóng lưng nghiêu hữu đạo rời đi khóe miệng viên cương co giật người khác không hiểu chứ hắn ta sao có thể không hiểu rõ đạo gia là hạng người gì rõ ràng hắn mượn ho khan làm lý do để lần đi vốn hắn ta định chơi lại đạo gia một vỗ kết quả đạo gia vẫn là đạo gia ngay cả một câu giải thích cũng chẳng cần cứ như một con lửa thuận thế núi lăn xuống viên cương cũng cạn lời không nói gì cũng không cáo từ mấy vị khác cứ như người xa lạ cầm kiếm quay người bước nhanh rời đi sau đó ba người thương triều tông cũng phản ứng lại, Nghiêu Hữu Đạo đây là mượn cơ trốn mất sao. Nhìn rượu và đồ ăn trên bàn đã bị Nghiêu Hữu Đạo phun rượu lên, không cách nào ăn được nữa, Lam Như Đình lắc đầu nói, thơ thì đúng là thơ hay rồi đấy, nhưng không biết ai mới nói thật. Thương Triều Tông hừ lạnh một tiếng, người cảm thấy lời của ai đáng tin hơn, còn cần phải nói nữa sao? Bước sen của Thương Thục Thanh nhẹ nhàng rời đi, quay người tựa vào lan can, nhìn dòng sông cuồn cuộn dưới ánh trăng, chậm rãi ngâm. Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông, sóng bạc cuốn phăng hết anh hùng, đúng sai, thành bại tan đâu cả, trơ lại núi xanh với áng hồng, hay cho câu trơ lại núi xanh với áng hồng, ngưng một chút, nàng ta lại tiếp, tỉnh rượu ngắm nhìn hoa khoe sắc, say khướt răng màn dưới hoa bay, một bài phóng khoáng tang thương, một bài thi tử điền viên nhưng cả hai đều lộ ý coi nhẹ danh lợi thế gian, rất có khả năng là cùng một người làm. Có điều vẫn chưa chịu thổ lộ tâm tình, cố ý giữ khoảng cách với chúng ta. Ca, Người này e là chúng ta không giữ được, sợ là sớm muộn gì cũng mỗi người đi một ngả thôi. Mặt thương Triều Tông có vẻ không vui, đi theo chúng ta nguy hiểm, cầu bình an cho bản thân, chuyện này hợp tình hợp lý. Làm như đình thở dài, bất kể nói thế nào, chỉ ít đối phương đi đủ để chứng minh một điểm, không phải ngoại bộ phái đến ngu đồ bất chính. Trong chướng, như hữu đạo ngồi xếp bằng trên một tấm chăn. Vén mảnh lều lên, viên cương tiến vào, nhàn nhạt hỏi một câu, bữa khuya ăn ngon không? Có gì ngon chứ, chưa hấp, luộc, nướng vẫn là hấp, luộc, nướng. Trình độ ẩm thực ở bên này kém quá, đợi ổn định lại phải giải quyết chuyện này thôi. Nói đến đây, nhiều Hiếu đạo mở hai mắt ra liếc xéo, tức giận nói, hầu tử, người được lắm, khuỷu tay xoay ra ngoài nhé. Ngài còn có mặt mũi nói câu này sao? Viên cương vứt cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, lười đôi co với hắn mấy chuyện này, bảo kiếm với vỏ kiếm cắm ngay trước mặt hắn, quay người trải chăn phía đối diện ngồi xuống. Đạo ra, ở đây cách Nam Sơn tự không xa rồi, ngài chắc chắn có người sẽ ra tay với ngài ở Nam Sơn tự chứ. Như hữu đạo cũng lập tức vứt chuyện vừa rồi ra sau đầu. Giữa hai người bọn họ, chút chuyện ban nãy đối với họ căn bản chẳng phải là chuyện gì. Hắn hơi suy nghĩ rồi nói, đồ hán không nhắc nhở, e là ta cũng không nghĩ tới. Nếu đồ hán đã nhắc nhở rồi, có bức thư giả kia, chuyện này e tám chín phần là thật. Muốn động thủ với ta ở Nam Sơn tự có hai khả năng, hoặc là người của Thượng Thanh Tông trốn ở Nam Sơn tự xuống tay với ta, hoặc có người khác muốn xuống tay với ta ở nam sơn tự viên cương hỏi thẳng vậy ngài định làm như thế nào như hữu đạo đầu tiên ta vẫn chưa đến mức thấy sống quá phiền ta vẫn chưa muốn chết biện pháp giải quyết tốt nhất ta nghĩ là để thượng thanh tông hiểu lầm cho rằng đã giải quyết được ta như vậy sẽ chặt đứt khả năng thượng thanh tông cứ nhìn chằm chằm ta không buông cũng cho chúng ta thời gian thoải mái rời đi và nâng cao thực lực của bản thân như vậy cho dù sau này thượng thanh tông phát hiện ta còn sống chúng ta tự có thực lực cũng không cần sợ chúng đây chính là biện pháp ổn thỏa nhất nếu không cứ bị cao thủ thượng thanh tông quấn lấy e là sẽ rất nguy hiểm chúng ta chưa quen với cuộc sống ở đây nên tương đối thiệt thòi đây chính là nguyên nhân ta cứ dùng rằng chưa dám rời khỏi đội ngũ này dù gì thương triều tông cũng là vương gia không có đại nhân vật mở miệng chuyện công nhiên tập kích người của thương triều tông thượng thanh tông vẫn chưa dám làm hai người phối hợp rất ăn ý nhiều năm Nói tới đây viên cương đại khái đã hiểu ra Nghiêu Hữu Đạo muốn làm gì, hỏi thay mận đổi đào. Nghiêu Hữu Đạo vuốt cằm nói, nếu như vậy, hai khả năng ở Nam Sơn tự có thể mang theo hai kết quả có ý nghĩa khác nhau. Nếu người của Thượng Thanh Tông động thủ với ta, 89 phần 10 đối phương biết ta, thay mận đổi đào cũng vô dụng, về sau vẫn sẽ đuổi theo ta. Nếu không phải Thượng Thanh Tông thì quá thuận lợi rồi. Viên cương hỏi, kế hoạch cụ thể. Nghiêu Hữu Đạo đáp, người nhất định phải tìm từ trong 500 người này, tìm mộ kẻ hình dáng bên ngoài tương tự với ta. Người nghĩ cách hóa trang cho hắn một chút, đưa hắn đến Nam Sơn Tự. Nếu không phải người của Thượng Thanh Tông, nhìn thấy người cầm thư giả chắc chắn sẽ hạ độc thủ, người vừa chết, sát thử tưởng rằng đã đắc thủ, người của Thương Triều Tông chắc chắn cũng sẽ đi tìm người của mình, chúng ta có thể nhân cơ hội nhanh chóng rời đi. Nếu là người của Thượng Thanh Tông thì sẽ không ra tay đánh rắn động cỏ. Nếu người thấy người bình an bước ra thì lập tức phát tín hiệu cầu cứu, dẫn người của Thương Triều Tông gấp rút tiếp viện một là tranh thủ người của thương triều tông cuốn lấy hung thủ, hai là để hấp dẫn sự chú ý của hung thủ, chỉ ít không để cho hung thủ biết hướng đi của chúng ta, chúng ta có thể nhân cơ hội chạy trốn. Tóm lại mặc kệ là kết quả nào, chúng ta không cần thiết bồi hai huynh muội này mạo hiểm, sau khi châm lửa xong lập tức rời đi. chương 45, hắn nói chúng ta là phế vật hai. Viên cương gật đầu, gió, việc này ta đi xử lý, ngài ổn định đám thương triều tông đi. Ngưu Hữu đạo than thở nói, ban nãy ta muốn ổn định bọn hắn, ngươi làm dối cái gì chứ viên cương lắc đầu một cái nằm trên chăn nhắm mắt đi ngủ làm như không nghe thấy gì hết bình minh ngày hôm sau viên cương đi múc nước giúp nghiêu hữu đạo chuẩn bị sẵn nước cần dùng nghiêu hữu đạo ở ngoài lều rửa mặt xong hết thì nhìn đông tới nhìn tây thấy người ngựa bôn tẩu liền quay đầu hỏi tình hình thế nào nghe nói lên núi đốn củi bệt bè gỗ vượt sông viên cương đáp ôi nghiêu hữu đạo nhìn bốn phía rửa mặt xong nghiêu hữu đạo toàn bộ xung quanh nhìn thấy đám thương triều tông đang đứng trên sườn bờ sông chỉ trỏ mặt sống, nhiều hữu đạo chủ động bước tới. Vương ra, động tĩnh lớn như vậy là muốn làm bè gỗ vượt sông sao? Mấy người quay đầu lại nhìn, cũng lần lượt chào hỏi, làm như đình cười nói, đúng vậy. Nếu chỉ có người qua sông thì dễ xử lý, nhiều ngựa thế này, không làm trên trăm bè gỗ thì e là không tiện. Nhiều hữu đạo nhìn xuống phía dưới, hiếu kỳ nói, thượng hạ du không có cầu sao? Lam Như Đình nói, Pháp Sư có chỗ không biết, Thái thú Phượng Lăng ba quận Quảng Nghĩa tự xây dựng quân đội riêng, để đề phòng đại quân triều đình đã khống chế chặt thuyền lui tới trên sông, còn cầu núi qua sông cũng đã bị đốt hết. Đi đường vòng thì quá xa, chúng ta chỉ có thể làm bè gỗ vượt sông. Xây dựng quân đội riêng, như hữu đạo đi vào giữa đám người, nhìn cảnh vật lờ mờ bờ bên cạnh. Chỉ là một quận trưởng mà cũng dám đối kháng với đại quân triều đình. Phượng Lăng ba này rất lợi hại sao, huynh muội thương triều tông liếc nhìn nhau, ngay cả điều này cũng không biết sao liệu có phải như hữu đạo đã biết rõ còn cố hỏi không? Làm như đình mỉm cười, vuốt dâu nói, thực lực một quận đối kháng với cả triều đình dĩ nhiên không được, chẳng qua triều đình hiện nay đang đối mặt với đại quân nước đối địch áp cảnh, không thể tạo thêm nội loạn. Còn Phượng Lăng Ba này đúng là cũng có chút thực lực, có môn phái tu hành làm chỗ dựa không nói, dưới chứng còn có 10 vạn đại quân tinh nhuệ, trưởng tử Phượng Nhược Nghĩa, thứ tử Phượng Nhược Tiết đều là hổ tướng năng trinh thiện chiến ngay cả nữ nhi phượng nhược nam cũng là nữ tướng hào kiệt không thua gì đấng mày dâu. phượng lăng ba có hai nhi một nữ làm tướng liên tiếp đánh bại đại quân triều đình trinh thảo nhiều lần khiến triều đình tạm thời chỉ có thể trấn an không dám bứt họ hoàn toàn làm phản cộng thêm quận quảng nghĩa là nơi đất lành khí hậu ôn hòa lương thực sung túc nhân khẩu dĩ nhiên cũng không ít có thể nói là đã đã tạo điều kiện cho phượng lăng ba tự lập bởi vậy họ mới dám nhân lúc triều đình lo ngoại hoạn mà đối kháng một quận trưởng bên dưới mà cũng dám tự xây dựng quân đội riêng xem ra phiền phức của nước đại yên này không nhỏ như hữu đạo lại lộ vẻ đăm chiêu thầm thì trong miệng phượng nhược nam hắn nhớ tới một chuyện năm đó lúc từ miếu nhỏ trong thôn dọc theo con sông trôi đi từng gặp một nữ tướng lúc gọi hang từng bảo hắn tìm đến quận nghĩa quảng nương tựa hắn nhớ kỹ trên lệnh bài bắn cho hắn có khắc một con phượng hoàng còn có một chữ nam lam như đình nghe hắn lẩm bẩm vậy thì ướm hỏi phát sư quen phượng nhược nam nữ nhi phượng lăng ba sao Ha ha, Ngưu Hữu Đạo cười lắc đầu. Đúng lúc này, nơi tạm đóng quân phía sau đột nhiên xuất hiện động tĩnh rối loạn, Thương Triều Tông bỗng nhiên quay đầu lại quát, xảy ra chuyện gì? Ngưu Hữu Đạo quay đầu sang nhìn thì thấy Viên Cương bị một đám người vây quanh, lông mày hơi giật giật. Sau đó mấy người nhanh chóng bước tới, Bách Phu trưởng quan thiết tiến đến mở đường, đám người vây quanh tránh ra, thấy Viên Cương đang đối mặt với thân vệ của mình, Thương Triều Tông lại một lần nữa quát, xảy ra chuyện gì? Viên Cương đứng sừng sững tại chỗ không nhúc nhích, mặt không cảm xúc trần thụ lâm một bách phu trưởng khác đứng đối diện gã chỉ vào viên cương sắc mặt giận dữ nói vương ra hắn ta nói người của nhị vệ anh dương vũ liệt chúng ta là phế vật mọi người nhanh chóng nhìn chằm chằm viên cương thương thục thanh âm thầm cảm thấy kỳ quái viên cương này tuyệt đối không phải người nhiều chuyện sao lại có thể nói ra những lời này thương triều tông hỏi viên huynh đệ có chuyện như vậy sao viên cương thờ ơ nói là ta nói một câu càng kích thích chúng nộ sắc mặt của những người xung quanh đều giận dữ, ngay cả sắc mặt thương triều tông cũng trầm xuống, làm như đỉnh cùng thương thuộc thanh liếc nhìn nhau. Như hiểu đạo tay cầm thanh kiếm đi đâu cũng làm thành quả trượt, hững hờ nói một câu, hầu tử, nói hưu nói vượn gì vậy? Viên cương lạnh nhạt nói, không có nói hưu nói vượn, nói sự thật thôi, nếu ai không phục có thể so tài thử xem. Hai vệ thân binh lập tức xoa nắm đấm, rõ ràng đang chuẩn bị để đánh viên cương một trận. Thương Triều Tông thì mừng rỡ, lần đầu tiên gặp viên cương y đã vừa mắt với cố khí chất trên người viên cương, y tin chắc mình không nhìn nhầm. Y sớm đã muốn thăm dò bản lĩnh của viên cương như thế nào, giờ thời cơ đã đưa đến trước mắt, không khỏi quát, được. Vị huynh đệ nào ra bồi viên huynh đệ chơi thử đi. Thuộc hạ, để thuộc hạ, vương ra, để thuộc hạ, cả đám người tranh nhau chen lấn, cuối cùng vẫn là bách phu trưởng Trần Thụ Lâm hét lên một tiếng để ép ý kiến những người khác xuống, đích thân ra trận. Viên cương vẫn đứng bất động, bộ dạng rõ ràng muốn nói họ muốn thay ai lên cũng được như hữu đạo cũng hét lên hầu tử chớ làm loạn mau trở về đây không phải nơi để ngươi làm bậy ta không làm bậy ta thua sẽ mặc cho vương ra xử trí viên cương hứa hẹn thương triều tông nghe vậy mừng thầm đang muốn thu thập viên cương về dưới trướng từ lúc gặp hắn ta ở miếu nhỏ trong rừng kia thấy hắn ta có thể dẫn dắt thôn dân chống phỉ binh đánh cướp cũng đủ để chứng minh người này có tố chất chỉ huy tác chiến nhất định viên cương cũng hất cảm với trần thụ lâm phía đối diện nếu ngươi thua thì sao Trần Thụ Lâm cũng nói, ta thua cũng tùy ý ngươi xử trí. Viên cương lạnh nhạt nói, ngươi là lính của vương gia, lời của ngươi có tác dụng sao? Trần Thụ Lâm bị chặn á khẩu không trả lời được, không khỏi nhìn về phía Thương Triều Tông xin giúp đỡ. Thương Triều Tông cười ha ha, nói chuẩn. Viên cương nghiêng đầu nhìn về phía y, nói ta không muốn xử trí ai, chỉ là đoạn đường này bôn ba, muốn tìm một chân chạy việc. Nếu ta thắng, vương gia cho phép ta tùy ý chọn một chân chạy việc, không biết ý vương gia như thế nào. Thương triều tông vung tay lên, được. Như hữu đạo lại kêu lên, hầu tử đừng làm loạn. Có điều lời của hắn dường như không hề có tác dụng. Đám thân vệ sao có thể nghe lời hắn? Ngay cả viên cương cũng thở ơ. Những người khác càng không cần nói. Tiền cược của trận đấu đã đặt xong, tất cả mọi người đều lên tinh thần. Cả trạng đường dài bôn ba đúng là quá buồn tẻ vô vị. Bây giờ có màn náo nhiệt để xem, ai nấy đều lần lượt lui sang hai bên, nhường sân bãi rộng rãi lại, hai con ngựa được dắt đến trước mặt hai người. Hai trảm mã đao tiêu chuẩn thân vệ được dâng lên. Trần Thụ Lâm chở mình lên ngựa, đón trảm mã đao được ném tới, chụp lấy dây cương phóng ngựa ra xa rồi dừng lại xoay người nhìn bên này. Như Hữu Đạo không lui ra, đợi sau khi người đưa đao đưa ngựa lui xuống mới tiến lên trách Cứ Viên Cương, ngươi làm càn cái gì vậy? Sau đó mới thấp giọng nhẹ nhàng bồi thêm một câu, ngươi có được hay không đấy? Đừng cậy mạnh, Viên Cương cũng thấp giọng đáp lại một câu, ở thôn Miếu nhỏ kia ta đã đánh nhau với phỉ binh mấy năm. Ngài đoán không nhầm đâu, tốc độ tu luyện ngạnh khí công ở đây vượt xa tưởng tượng. Chương 46, đúng là hổ tướng. Nghe hắn ta nói vậy, Như Hữu Đạo yên tâm, có nắm chắc là được. Hắn lại chỉ viên cương mắng một chập rồi thấy giờ có mắng cũng vô ích nên cuối cùng phất tay áo quay người bỏ đi, cùng đám thương triều tông quan sát bọn họ. Ở phía xa, Trần Thụ Lâm diếu võ dương oai, vùng vẫy trảm mã đao trong tay bày ra đủ động tác khiêu khích. Viên cương nhìn nhìn, dây cương trong tay ném trở về yên ngựa, chả mã đao trong tay đập vào mông chiến mã, chiến mã bị đau nên chạy sang một bên, bị thân vệ bên cạnh kéo lại. Những người quan chiến hai bên ngạc nhiên, Trần Thụ Lâm đang diếu võ dương oai cũng trố mắt, không biết viên cương là có ý gì. Nhưng động tác tiếp theo của viên cương càng khiến người ta giật mình. Viên cương tiện tay lật qua lật lại chả mã đao, tiện tay ném sang một phía. Vụt, chả mã đao bay tới, cắm trên mặt đất trước mặt thương triều tông. Đám người không khỏi ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau. Tình huống gì vậy, chẳng lẽ còn định tay không tất sắt đối chiến với Trần Thụ Lâm phóng ngựa rong rồi sao? Nếu đúng như vậy, so về sức mạnh đối chiến chắc chắn sẽ chịu thiệt lớn. Sức mạnh xông tới của chiến mã rất kinh người, bị chiến mã tung vào không chết cũng tàn phế, người ở trên chiến mã uy lực khi đánh ra một đao sẽ càng thêm đáng sợ. Hai mắt thương chiều tông sáng ngời có thần, nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của viên cương. Từ trên người viên cương có thể thấy được khí độ ung dung không nóng vội khi lâm trận, rất có phong thái của đại tướng trong lòng y càng mong muốn thưởng thức không thôi. Như hữu đạo chống kiếm làm trược, thần thái bình tĩnh trong ánh mắt cũng lộ thêm tia hứng thú, cũng muốn xem thử thực lực của viên cương hiện nay như thế nào. Trước mắt bao người, chợt thấy viên cương giơ một cánh tay lên, nắm tay dựng ngón tay cái với Trần Thụ Lâm, sau đó nắm đấm xoay chuyển, ngón tay cái hướng xuống. Dù cả hiện trường người biết ý nghĩa của động tác này chỉ có mình như hữu đạo nhưng tất cả mọi người không ngốc, đều có thể đoán ra đây là một loại thế tay khiêu khích mà mình nhìn không hiểu. Trần Thụ Lâm đối điện mặt nở nụ cười lạnh, trong lòng bốc hỏa, dám tay không tất sắt khiêu khích, chẳng phải không thèm coi mình ra gì sao. Giá, Trần Thụ Lâm vung đao vỗ lên mông ngựa, hai chân thúc vào bụng ngựa, chiến mã lập tức vung bốn vó băng băng lao tới. Bùn đất cùng cỏ xanh dưới bốn vó bắn ra, người và ngựa như cơn cơn gió vào tới. Viên cương hạ cánh tay xuống bất động như núi, hai chân đứng dạng ra, hai cánh tay rủ xuống tự nhiên dần siết chặt nắm tay, xương cốt trên người lờ mở phát ra tiếng rắc rắc trầm đục, hai mắt nhìn chằm chằm chiến mã đang vào tới, đột nhiên cả người gã như con báo đi săn bỗng nhiên nhảy lên ra phóng thẳng ra đối đầu với chiến mã. không ít người hít sâu một hơi đều nói thầm cái thằng này điên rồi sao. mắt thấy người và chiến mã sắp đụng vào nhau, trần thụ lâm một tay cầm đao đang phóng nhanh tới liền đưa tay lật đao một cái, lưỡi đao đổi thành sống đao, vung mạnh đao bổ về phía viên cương. hành động lần này cũng coi như dơ cao đánh khẽ, thân là người ở cạnh vương gia ít nhiều cũng nhận ra vương gia rất thích người này dù sao tỉ thí như thế này không phải để giết người, lúc lâm trận giấu đi lưỡi đao, đổi lại là sống đao gõ xuống giáo huấn là được rồi. Một động tác giả dụ địch, dụ đao thế của Trần Thụ Lâm bổ xuống, viên cương mượn thế xông lên đột nhiên dạp xuống sát đất né sang bên trái, tránh được đao thế công kích của Trần Thụ Lâm, cả người giống như sượt qua móng ngựa đang lao nhanh tới. Tay hắn ta thuận thế vung mạnh ra, bàn tay đang móc một cái vào móng trước bên trái của ngựa. Hí hí, hí, chiến mã hí lên giống như gặp phải thường gạt ngựa, trong nháy mắt lật ngửa rồi ngã lộn nhào trên mặt đất. Trần Thụ Lâm trên lưng ngựa bị quảng mạnh vào không trung, kêu lên a. Thân vệ quan chiến hai bên lần lượt hét lên kinh ngạc. Trần Thụ Lâm rơi xuống lăn lộn trên mặt đất chưa dừng lại, Viên Cương thuận thế xông đến, đuổi theo sát Trần Thụ Lâm đang lăn lộn. Trần Thụ Lâm rong rồi tác chiến trên lưng ngựa trường ký cũng được coi là kinh nghiệm lâm trận phong phú. Sau khi bị quảng khỏi ngựa liền biết nên tự vệ như thế nào. Trần Thụ Lâm mượn lực đạo của mặt đất lăn lộn để giảm bớt lực, người còn chưa đứng vững liền nghe đám đồng đội thốt lên một tiếng, cẩn thận. Vừa nhìn lại, còn chưa không kịp phản ứng, viên cương đã lao tới phi thân đạp một cái chúng sau lưng Trần Thụ Lâm. Phịch một tiếng, Trần Thụ Lâm lại bay ra ngoài, bay ra xa hai trượng, rơi đập trên mặt đất, mã chảm đao trong tay cũng bị đập bay ra ngoài. Viên cương vội vàng xông đến, mũi chân hất trên mặt đất, móc chảm mã đao của Trần Thụ Lâm rơi xuống đất, thuận thế cầm đao trong tay, tiếp tục đi về phía Trần Thụ Lâm đang lăn lộn Thương Triều Tông thấy thế gấp giọng hét, thủ hạ lưu tình. Ngã liên tục hai cái, lại chịu một cú đạp mạnh, cả người gã đã bị ngã tới không tỉnh táo, miệng mũi đều ứa máu. Sau một hồi lắc lắc đầu, giấy ruộng muốn đứng lên, Trần Thụ Lâm liền phát hiện trên cổ mắt lạnh. Gã thấy hai bóng người ở trước mắt, trên thực tế là Trần Thụ Lâm đã bị ngã tới hoa mắt, chỉ có một mình viên cương một tay cầm đao kề lên cổ gã mà thôi. Học, Trần Thụ Lâm thở mạnh một hơi, giang rộng tứ chi, nằm trên mặt đất cười khổ, Viên cương dịch chuyển lưỡi đao, tiện tay phập một tiếng cắm ngược trả mã đao trên mặt đất, mặt không đổi sắc, yên lặng quay người rời đi. Cơ thể cao lớn, bước đi trầm ổn, không hề có chút rung động nào, nhưng ánh mắt sợ hãi than thầm hoàn toàn không có ảnh hưởng gì với hắn ta. Nghiêu hữu đạo chống gậy đứng đó miệng nở nụ cười, phát hiện ngạnh khí công của hầu tử bây giờ thực sự ghê gớm, còn dám dùng tay không đi kéo móng ngựa đang phi nhanh. Đúng là hổ tướng, thương triều tông tự lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt nhìn về phía viên cương, không thể nói là thưởng thức chừng nào giống như nhìn thấy mỹ nhân tuyệt thế vậy với ánh mắt của y có thể nhìn ra hạng người này trên chiến trường có thể phát huy uy lực như thế nào không chỉ có vũ lực năng lực để trên chiến trường không sợ hãi tùy cơ ứng biến rất quan trọng quan thiết ở bên nghiêng đầu nhìn vương gia nhận ra vương gia rất động lòng với viên cương này thì không khỏi ngầm cười khổ thương thục thanh và lam như đình không kìm được lại một lần nữa nhìn nhau dĩ nhiên hai người cũng hiểu rõ có thể có được một lương tướng có ý nghĩa như thế nào trên chiến trường lúc hai quân đang chém giết có thể có được một viên lương tướng hữu dụng hơn một pháp sư tùy tùng rất nhiều pháp sư có điều kiện tự nhiên có thể hấp dẫn đến được lương tướng chỉ có thể gặp không thể cầu thân vệ hai bên nhìn viên cương đi tới âm thầm líu lưỡi tay không tắc sắt mà dám đụng vào móng ngựa đang phi nhanh người bình thường chỉ e sớm đã bị móng ngựa đá cho bàn tay máu thịt be bét xương gãy vụn rồi vậy mà người này còn có thể làm cho ngựa trượt chân sức lực này quả thực lớn đến đáng sợ không ít người trước kia cảm thấy phẫn nộ vì lời của Viên Cương, giờ thì đã phục hơn rất nhiều, không vì cái gì khác, chỉ vì người ta hoàn toàn có tư cách để nói mạnh miệng như vậy, có lẽ người ta không hiểu rõ chiến tích của anh Dương, Vũ Liệt vệ. Chương 47, rơi vào nguy hiểm một, một nhóm người chạy tới, có người đi kiểm tra xem con ngựa bị quảng đang bò dậy có tổn thương gì không thì thấy cần phải kịp thời trị liệu. Nên biết trong thời đại chiến ngựa là tài nguyên rất quan trọng. Cũng có người dìu Trần Thụ Lâm ngã xuống đất đứng dậy đỡ hai tay hai bên dìu đi. Viên cương đi đến nhìn thương triều tông đối diện một cái, làm như không nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của thương triều tông chỉ lẳng lặng đi ra sau nghiêu hữu đạo đứng im. Nghiêu hữu đạo thì cười ha ha với thương triều tông, Kỳ thí ấy mà. Vương ra đừng để trong lòng, vụ cá cực kia cũng không cần tính đâu. Thương triều tông ngược lại bị nhắc nhở, nhìn chằm chằm viên cương nói, bản vương nói lời giữ lời, 500 thân vệ viên huynh đệ muốn ai làm chân chạy việc vặt cứ việc nói. Viên cương lạnh nhạt nói, đến lúc đó lại nói, làm loạn, Nghiêu Hữu Đạo quay đầu quát một câu, lại cười nói với Thương Triều Tông, vương gia, mọi người bận rộn, chúng ta không quấy rầy nữa. Nói xong hắn chắp tay, mang viên cương nghênh ngang rời đi, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Thương Triều Tông đưa mắt nhìn chợt không kìm được, nắn cổ tay thở dài một tiếng, hổ tướng như vậy không đi xa trường danh dương thiên hạ, lại đi theo bên cạnh hắn làm tùy tùng chạy việc, đúng là lãng phí, đáng tiếc y thật sự sẵn sàng đem một đống người đổi một mình viên cương với Ngưu Hữu Đạo. Có điều, giờ trong tay y chẳng có vốn liếng gì để đi đàm phán với Ngưu Hữu Đạo. Người ta vốn ghét bỏ y, Thương Thục Thanh và Lam Như Đình đều than nhẹ một tiếng, có thể hiểu được tâm tình của Thương Triều Tông. Thương Triều Tông giờ đang lúc thiếu nhân mã, thiếu chiến tướng. Đương nhiên Pháp Sư cũng thiếu, cũng không chỉ là Pháp Sư, cái gì cũng thiếu thay vào đó bên này cũng nhận ra nghiêu hiếu đạo e là đã quyết định sẽ đi chẳng biết là lúc nào những sẽ sớm chào từ biệt thôi hai ngày sau một lượng lớn bè gỗ đã đóng xong bên này phái một ít người lên bè gỗ đi sang bờ bên kia đánh tiếng trước với người quận quảng nghĩa tránh cho bên kia hiểu lầm sau khi được người đóng giữ bờ bên kia cho phép bên này mới đưa toàn bộ chiến mã lên bè gỗ kế thành một đội trèo sang bờ bên kia đến bờ bên kia dưới sự giám thị của nhân mã đóng giữ cả đám một lần nữa lên bờ tướng lĩnh đối phương mang theo thuộc hạ nhanh chóng đến bái kiến thương triều tông bên này vẫn chưa hoàn toàn tạo phản trên danh nghĩa vẫn là người của triều đình còn thương triều tông cũng vẫn là vương gia triều đình về tình về lý đều phải tới bái kiến nói tóm lại bên này khá lịch sự hữu lễ với thương triều tông họ đều biết thương triều tông cũng không tính là người của triều đình đó còn chưa nói có thể còn là kẻ thù tướng lĩnh bên này vốn muốn thiết yến khoản đãi nhưng thương triều tông khéo léo từ chối chỉ cần chút tiếp tế với những phản quân tự xây dựng quân đội này, y cũng không có mấy thiện cảm, dù sao y cũng là hoàng tộc. Có điều bên này vẫn khách khí, cố ý phái một tiểu đội 10 người hộ tống nhóm Thương Triều Tông, nói là hộ tống Thương Triều Tông ra khỏi quận Quảng Nghĩa mới thôi. Thương Triều Tông cũng không từ chối, cũng không thể từ chối được. Y biết nói là hộ tống nhưng trên thực tế là giám thị, dù sao trên tay y cũng đang nắm 500 kỵ binh tinh nhuệ, thế trận bày ra hoàn toàn đủ để xông pha một trận chiến, dù là mấy ngàn bộ binh kết trận e là cũng không cản nổi hoàn toàn có thể phối hợp hành động của triều đình quan hệ của quận quảng nghĩa và triều đình đã như vậy người ta không thể không phòng cả nhóm một lần nữa lên đường đằng sau có một chi theo đuôi tiểu tướng dẫn đội tên là khuất ngũ dọc đường đi theo giám thị gặp dịch trạm thì lại đi báo cáo tình hình dọc đường tiến vào trong cảnh nội quận quảng nghĩa đã cách núi tiểu nam không xa lắm ngày hôm sau là có thể đến chân núi tiểu nam vùng đồi núi bên đường cái quan kia được gọi là núi tiểu nam rồi thương thục thanh nghiêng đầu gọi ca Sắc mặt thương triều tông ngưng trọng hơi giơ tay lên, sở dĩ sắc mặt ngưng trọng là vì mấy người bên này sớm đã phán đoán. Nghiêu hữu đạo sớm muộn gì cũng đi cong đường khác với bọn y, không thể giữ lại được. Sở dĩ hắn còn chậm chạp chưa rời đi, e là liên quan đến chuyện đưa thư, đến núi Tiểu Nam có lẽ sẽ là lúc tử giã nghiêu hữu đạo. Cả đám người nhìn thấy thế tay thì kỷ luật nghiêm minh, đều ghim chặt dây cương, nhân mã đứng lại trên đường. Thương Thục Thanh ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, đầu đội nón lá mảnh tre, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, nhưng đầu nhìn về phía như Hữu Đạo, "Pháp sư, không phải pháp sư muốn đưa thư sao?" Đến núi Tiểu Nam rồi. "Ồ, tới rồi sao?" như Hữu Đạo làm ra vẻ giờ mới biết, Sở Trạch là Bách phu trưởng phụ trách tiền tiêu, dò đường chỉ vào con đường lên núi cách đó không xa, nói, "Đây là đường vào Nam Sơn tự." như Hữu Đạo quay đầu chỉ chỉ cái bao mà Viên Cương đang treo trên lưng ngựa, nói, "Hầu tử, thư ở trong bọc, người giúp ta đi một chuyến đi." Viên Cương yên lặng gật đầu, kéo mạnh dây cương trên tay rời khỏi đội ngũ, đi vòng tại chỗ nửa vòng, dơ roi chỉ vào một thân vệ trong đội ngũ, không chút khách khí nói, ngươi, bồi ta đi một chuyến. Thân vệ kia tên Tô Kiệt Nhân, thấy chỉ mình thì không khỏi ngạc nhiên. Gã ta nhìn đầu lĩnh của mình, thương chiều tông quay đầu ra hiệu một chút, gã ta phóng ngựa rời đi. Viên cương hất dây cương, phóng ngựa chạy lên đường núi, Tô Kiệt Nhân đi theo phía sau. Đề phòng, làm như đình kêu lên, đồng thời liếc mắt ra hiệu với quan thiết ở bên cạnh. Quan thiết hiểu ý, khẽ gật đầu, dẫn một chi nhân mã đi một hướng khác cảnh giới, phần lớn 500 kỵ binh đều phụ mệnh tản ra cảnh giới. Tiểu tướng khuất ngũ quận Quảng Nghĩa phụ trách giám thị dẫn người chạy tới, hỏi, vương ra, sao vậy? Làm như đình cười thay trả lời, không có gì, phái người đi Nam Sơn tự đưa thư, chờ người trở về, sẽ không tốn bao nhiêu thời gian đâu. Khuất ngũ à một tiếng, dẫn người lui lại, một mực hết nhìn đông tới nhìn tây dò xét. Đi theo ta, Viên cương đang rong rổi trên đường núi đột nhiên quay đầu lại gọi một tiếng. Kéo ngựa chuyển hướng, quẹo xuống đường núi, xông vào trong khu rừng rậm địa thế bằng phẳng. Tô Kiệt Nhân rẽ theo, tiến vào rừng rậm không xa, viên cương trước mặt bóng xiết cương cho ngựa dừng lại, yên lặng quan sát xung quanh. Tô Kiệt Nhân ở bên cũng dừng lại, hoài nghi hỏi, viên huynh đệ, không phải muốn đi Nam Sơn tự đưa thư sao? Xuống ngựa, viên cương buông một câu, vén chân nhảy xuống ngựa, lấy cái bọc trên lưng ngựa xuống, cầm một bộ y phục ra, đây chính là y phục của Ngưu Hữu Đạo. Tô Kiệt Nhân vừa xuống ngựa, trở tay không kịp tóm lấy bộ quần áo Viên Cương ném sang, lơ ngơ ôm lấy. Viên Cương hất cằm với gã ta, ra hiệu nói thay quần áo. Vì sao, Tô Kiệt Nhân không hiểu. Viên Cương lại nói, bảo ngươi thay thì thay đi, sao nhiều lời vậy. Tô Kiệt Nhân có chút bất đắc dĩ, đành phải làm theo, động tác hơi chậm, Viên Cương lại hét nhanh lên. Sau khi thay đồ xong, Viên Cương lại tiến đến cầm tóc gã ta, muốn đổi kiểu tóc. Lần này Tô Kiệt Nhân không làm, che búi tóc lui lại, cảnh giác nói, rốt cuộc ngươi muốn làm gì. Viên cương cũng không miễn cưỡng, ngươi không tình nguyện thì quay về đi, về nói với vương ra ngươi không muốn làm chân chạy việc vặt cho ta, để vương ra thay một người tình nguyện tới. Tô Kiệt Nhân im lặng, không còn cách nào khác, cuối cùng đành phải nghe theo. Chỉ một lát sau, viên cương đã đổi kiểu tóc của gã ta thành kiểu tóc buộc đuôi ngựa tùy tiện sau đầu của Ngưu Hữu Đạo, Gã đập một phong thư vào ngực Tô Kiệt Nhân, công việc rất đơn giản, giả mạo Pháp Sư Đi Nam Sơn tự đưa thư. Người cứ nói người là Nghiêu Hữu Đạo, đệ tử Thượng Thanh Tông, phụng mệnh trưởng môn đưa thư, cầu kiến trụ trì. Đưa thư chỉ là thứ yếu, nhiệm vụ chủ yếu là quan sát tình hình trong chùa, nhớ kỹ chưa? Câu cuối cùng thuần túy là đang nhắc Tô Kiệt Nhân, trong chuyện này có tồn tại chút nguy hiểm. mươi 48, rơi vào nguy hiểm 2. Sau khi căn dặn xong, hai người lại lên ngựa ra rừng rậm trở lại đường núi tiếp tục tiến về phía trước. Hai người đi đến vị trí lờ mở thấy Nam Sơn tự trên đỉnh núi thì viên cương lại xoay ngựa nấp vào trong rừng, Tô Kiệt Nhân một mình phóng ngựa xông tới đỉnh núi. Viên cương trốn trong rừng hẻo lánh, sắp xếp cho ngựa xong thì nhanh chóng đi bộ lên đỉnh núi, cuối cùng nấp trong một tán cây đại thụ quan sát. Hắn ta tận mắt nhìn thấy Tô Kiệt Nhân tiến vào trong cánh cửa lớn của chùa. Trụ trì, bên ngoài có một người, tự xưng là Ngưu Hữu Đạo, đệ tử Thượng Thanh Tông, nói là phụng mệnh trưởng môn đến đưa thư cho trụ trì. Trong chính sảnh hậu viện, trụ trì viên phương đang ngồi uống trà nói chuyện với nhóm người Tống Diễn Thanh thì một đệ tử đi vào bẩm báo một tiếng. Viên phương còn chưa đáp lời, Tống Diễn Thanh đã bỗng nhiên đứng lên, hai mắt sáng lên. Quả nhiên đến rồi, quay đầu lại nói với viên phương, cho người vào đi. Rồi hắn ta khoát tay với hứa dĩ thiên, Trần Quy Thạc, dẫn hai người tạm thời tránh trong một gian phòng nhỏ bên cạnh cửa sổ giấy của gian phòng bị tống diễn thanh liên tục chọc vài lỗ thủng viên phương rất bất đắc dĩ lão vốn không muốn tham gia vào thị phi giữa các môn phái tu hành đây không phải chuyện một tiểu yêu như lão có thể chọc vào nhưng lão làm gì còn cách nào khác chỉ có thể phất tay với đệ tử đến thông báo mời vào đi rất nhanh tô kiệt nhân vừa đi vừa quan sát xung quanh tiến vào sau khi thấy viên phương thì làm kiến lễ lấy bức thư trong ngực hai tay dâng lên tống diễn thanh trong gian phòng nhỏ bên cạnh nhíu mày hắn ta há lại không biết nghiêu hữu đạo, người đến chỉ là một người ăn mặc giống nghiêu hữu đạo mà thôi, liền quay đầu nói với hứa dĩ thiên và Trần Quy Thạc, các ngươi ra xem thử có chuyện gì xảy ra. Hai người lĩnh mệnh, trực tiếp bước ra khỏi gian phòng bên cạnh, căn bản không hề tránh né nghiêu hữu đạo giả này, nhanh chân rời đi. Viên phương mở thư ra, rũ ra một tờ giấy viết thư bên trong, nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải, lật tới lật lui nhìn, sửng sốt không hiểu gì cả. Quả thật lão không hề tìm được bất kỳ chữ viết nào, rõ ràng chỉ là một tờ giấy trắng mà tống diễn thanh đi ra một tay đoạt lấy bức thư liếc mắt nhìn tô kiệt nhân từ trên xuống dưới rồi lại quay đầu nhìn bức thư trong tay ánh mắt sững sờ tình huống gì thế này hắn ta cũng lật qua lật lại kiểm tra ở cửa lớn của nam sơn tự hứa dĩ thiên lao nhanh ra thuận theo bậc thang chạy xuống núi ánh mắt luôn dò xét hai bên viên cương trốn trong tán cây lặng lẽ chú ý ánh mắt bỗng nhiên lóe lên hắn ta thấy trên bức tường của ngôi chùa có một bóng người dẫm chân trên đầu tường một cái, lật không lao đến, rơi lên ngọn cây bên ngoài ngôi chùa, mượn lực của ngọn cây lại một lần nữa khinh thân bắn lên, nhẹ như phi yến. Người cứ đạp lên ngọn cây bay tới, ánh mắt cũng đang tìm kiếm xung quanh. Người đến chính là Trần Quy Thạc phối hợp với Hứa Dĩ Thiên cùng đi kiểm tra. Phiên Cương âm thầm kêu khổ, đúng là trùng hợp đến mức không thể trùng hợp hơn được. Trần Quy Thạc đang bay thẳng về phía hắn ta đang ẩn nấp, giờ muốn thay đổi vị trí cũng không dám, chỉ cần khẽ động thì rất có thể bị phát hiện hắn ta đành ngồi yên không nhúc nhích, chỉ hy vọng Trần Quy Thạc không chú ý đến bên này. Có điều viên cương không may mắn như vậy, Trần Quy Thạc từ tán cây phía trước bắn người lao tới, còn chưa đáp lên tán cây bên này mắt đã sáng lên, khóa chặt lấy hắn ta, còn người bỗng nhiên co rút lại, bang một tiếng, tiện tay rút kiếm trực tiếp đánh về phía viên cương đang ẩn nấp. Viên cương nhún người trượt xuống, đạp lên một nhánh cây, mượn lực bắn vọt lên, cũng nhảy ra ngoài, từ trên cây này bay sang một cây khác. Vù vù vài tiếng, cành lá bay toán loạn, kiếm quang lấp lẽ, mấy cành cây làm vướng Trần Quy Thạc đã bị kiếm trong tay cắt vụn. chân đạp trên tàng cây một cái, không hề dừng lại, người như phi yến xuyên mưa trực tiếp xuyên qua tán cây, một người một kiếm tiếp tục truy sát phiên cương. Phiên cương bay nhào lên một cây khác thì níu một cành cây đáp xuống đất, lách mình chạy nước đại trong rừng. Hắn ta thấy đối phương có thể dẫm lên ngọn cây phi hành nhẹ như chim yến thì biết mình đã rơi vào nguy hiểm. Tuy nhiên hắn ta căn bản không phải võ sĩ bình thường. Trần Quy Thạc đuổi theo phía sau không đáp xuống đất, đạp trái đạp phải lên những cành cây trong rừng, tốc độ này không phải viên cương có thể bị được. Sau khi đuổi theo một lát, Trần Quy Thạc bắn ra huyền thanh trưởng, trưởng lực cách không đánh về phía viên cương. Viên cương phát hiện ra nguy hiểm không kịp tránh né, phía sau lưng gồng lên, miễn cưỡng chịu một trường, cả người bị chấn liền ra tốc lao nhanh ra ngoài, đột nhiên kéo giãn khoảng cách với kẻ đuổi giết, tiếp tục chạy như điên. Trần Quy Thạc kinh ngạc a à một tiếng, không ngờ đối phương bị mình đánh một trưởng thế mà người không việc gì tiếp tục nhảy lên thân cây mượn lực của cành cây tránh né lung tung trần quy thạc lại đuổi đến gần đã có bài học kinh nghiệm nên liền lăng không đâm ra một kiếm viên cương né nhanh sang một bên cánh tay chụp lấy một cành cây trước mắt cả người thuận thế vòng ra sau cây có thể nói là quấn quanh cây một vòng một quyền gào thét đánh tới đánh về phía trần quy thạc ở sau cây trần quy thạc đang cầm kiếm đuổi theo không ngại viên cương đánh giết từ một phía khác không thể ngờ viên cương còn dám phản công khi nghe thấy tiếng quyền phong lực đạo hình như còn rất mạnh thì vội vàng vỗ ra một trường đỡ một quyền kia dầm một âm thanh vang vọng cơ thể viên cương bị chấn cho mất khống chế ngã ra sau lăn lông lốc xuống núi trần quy thạc cũng bị chấn cho rơi xuống đất lui liên tục vài bước chân sau khẽ trống xuống sườn dốc mới đứng vững có chút kinh hãi sức lực của thằng nhãi này lớn thật đấy một quyền của viên cương cũng đã hoàn toàn khơi dậy sát tâm to lớn của trần quy thạc lúc này trần quy thạc một lần nữa phi thân lên nhanh chóng lại đuổi kịp, kiếm quan từ trên không rơi xuống, chụp lấy viên cương ở bên dưới, lần này không hề có ý giữ người hỏi cung mà đã ra tay hạ sát thủ. Nhưng vào lúc này, tiếng vù vù gấp gáp vang lên, kiếm thế của Trần Quy Thạc bay trên không thay đổi, kiếm hoa vung ra bên cạnh. Trong tiếng len ken, năm sáu mũi tên bị loạn kiếm của Trần Quy Thạc đánh bay, hơn trăm người mai phục sẵn bên dưới do quan thiết dẫn đầu đột nhiên xông ra, bưng cung nỏ đi bộ xông đến trước đó quan thiết được lam như đình gia hiệu đã mang theo người dưới trướng của mình lặng lẽ đi theo xem xét ai ngờ vừa hay thấy viên cương gặp nạn biết vương gia cực kỳ thích vị này làm sao có thể không cứu nhờ một đợt mũi tên công kích viên cương nhanh chóng thoát hiểm trần quy thạc vội vàng rơi xuống đất không kịp ẩn núp và lại số lượng rất nhiều mấy chục mũi tên dày đặc phóng đến y có huy kiếm cũng khó có thể cản được toàn bộ nên liền vội vàng vung tay thi pháp pháp lực phóng ra ngoài kết thành pháp cương hộ thể mấy chục mũi tên cùng bắn đến trước mặt trần quy thạc thì nhanh chóng ngưng trệ rồi dừng lại giữa không trung chúng đã bị pháp lực của y hãm ở đây những mũi tên này cách trần quy thạc vừa gần lại vừa xa gần thì cách mắt của trần quy thạc chỉ một ngón tay suýt chút nữa là làm cho trần quy thạc kinh ngạc mồ hôi ướt sũng sở dĩ những mũi tên bị hãm lại xa gần không giống nhau là vì những mũi tên liên tiếp công kích suýt chút nữa đã phá đi phòng ngự pháp lực của trần quy thạc quy tắc rất đơn giản mũi tên liên tiếp bắn tới những mũi tên tới trước đối diện với phòng ngự khá mạnh Đồng thời cũng tiêu hao một bộ phận lực phòng ngự đạo, những mũi tên đến sau dĩ nhiên gặp phải lực cản nhỏ hơn, khoảng cách công kích dĩ nhiên càng gần hơn. Chương 49: Kế hoạch xảy ra sơ hở. Thế này vẫn chưa xong, Quan Thiết phung tay lên, lại một đợt mưa tên phóng tới. Trần Quy Thạc sao còn dám ngang ngạnh chống lại, tu vi luyện khí cảnh căn bản không cách nào có thể ngăn trở được quá nhiều mũi tên công kích liên nguyên. Y phất tay, quét bay những mũi tên bị hãm giữa không trung trước mặt mình đi, nhưng người bổ nhào về phía trước lách mình nấp sau một cây địa thụ. Những tiếng soạt soạt gấp gáp vang lên, có mũi tên dính lên cành cây, đuôi tên rung mạnh, cũng có mũi tên sượt qua cây đại thụ. Trần Quy Thạc bị áp chế lại, viên cương cũng xông vào trong đám đông, dưới sự bảo vệ của mọi người, tạm thời thoát hiểm. Quan thiết một tay cầm đao dò xét viên cương từ trên xuống dưới, thấy không có chuyện gì liền hỏi, xảy ra chuyện gì. Viên cương hờ hững nói, không rõ, thấy chỉ có một mình hắn ta, quan thiết dường như nhớ ra gì đó, tô kiệt nhân đâu. Viên cương nhìn về phía đỉnh núi, nói còn ở trong chùa. Quan thiết không nói hai lời, lập tức khua tay nói với các huynh đệ thủ hạ lên. Định đi vào Nam Sơn tự cứu người. Viên cương kéo cánh tay hắn ta lại, cảnh cáo nói, không phải chỉ một tu sĩ, nguy hiểm. Quan thiết trầm giọng nói, anh Dương, vũ liệt vệ không có chuyện vứt bỏ huynh đệ không để ý. Vẻ mặt viên cương khựng lại, kinh ngạc nhìn quan thiết, ánh mắt phức tạp. Quan thiết không suy nghĩ nhiều, một lần nữa hất đầu với đám thủ hạ. Đi, cả đám bắt đầu sông lên núi, ép về chỗ Trần Quy Thạc ẩn nấp. Viên Cương muốn theo kế hoạch thừa cơ thoát thân, quay đầu nhìn về hướng xuống núi, lại một lần nữa quay đầu nhìn đám người sông lên núi, gương mặt căng thẳng. Cuối cùng không thoát thân theo kế hoạch đã định mà theo đám người sông tới. hắn ta mượn một thanh trảm mã đao của một thân vệ tay mang nỏ để dùng một lát, tăng nhanh tốc độ vào tới trước sông ra trước nhất để áp trận. Mọi người đã tiến đến gần chỗ Trần Quy Thạc ẩn nấp, tán cây trên không đột nhiên có một người bay ngược xuống, chính là Hứa dĩ Thiên vừa xông vào đám người, kiếm quang lóe lên bốn phía, trong khoảng khắc vung vẩy ra những đóa huyết hoa. Trong thoáng chốc, năm sáu người đã bị đánh ngã khiến đám người kết trận liền bị hỗn loạn. Hứa dĩ thiên vào thẳng vào trong đám người, những người xung quanh không ai dám bắn tên, sợ làm bị thương người một nhà, họ lần lượt rút đao xông lên liều mạng nhưng mà đều không phải đối thủ của hứa dĩ thiên. Quan thiết thấy từng huynh đệ ngã xuống, hai mắt muốn nứt, gầm thét hưởng tiễn. Viên cương vừa quay đầu nhìn, trần quy thạc nấp sau cây bỗng nhiên lách mình lao ra một kiếm đâm tới viên cương phát giác ra liền giơ đao chém ngang keng một tiếng vang giòn đao kiếm va nhau trần quy thạc lại lính giáo được sức mạnh của viên cương thân kiếm bị chấn cho vang lên tiếng kêu bàn tay cũng bị chấn cho rung lên ngược lại viên cương dường như không bị sao vùng đao chém loạn trần quy thạc đang khựng lại sức mạnh to lớn đã ép cho trần quy thạc liên tiếp lui ra sau ẩn nấp trần quy thạc trở tay đánh ra huyền thanh trưởng Trường lực cách không đánh lên người viên cương làm viên cương lảo đảo lui lại, nhưng viên cương dậm chân ổn định thân hình, rồi lại lập tức vung đao vọt lên điên cuồng bổ xuống. Mấy mũi hưởng tiến lần lượt kéo lên, mấy đạo lưu quang vù vù phóng lên trời, liên tiếp nổ tung bằng bằng trên không trung. Sau một tiếng kinh ngạc, đám người chờ trên quan đạo bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nam sơn tự thì thấy một đạo hồng quang nổ tung trên không, ngay sau đó lại là mấy tiếng nổ vang kèm theo mấy đạo hồng quang thoáng hiện trên không trung, đây là tín hiệu cầu viện khẩn cấp. Cho dù là thương triều tông hay thương thục thanh, tất cả mọi người đều lập tức xông lên ngựa, nhân mã phân tán gần xa cảnh giới đều nhanh chóng lao tới, tiếng chân rầm rầm, mấy trăm nhân mã cung nỏ, chiến đao nơi tay, khẩn cấp thúc ngựa lao đi, mau chóng tụ quần tiến đến gấp rút tiếp viện. Lông mày như hữu đạo nhíu chặt, tình hình sao vậy? Sao lại xuất hiện ra mấy đạo tín hiệu cứu viện? Chuyện đã hơi vượt ngoài kế hoạch, như hữu đạo lo hầu tử xảy ra chuyện cũng phóng ngựa đuổi theo đám khuất ngũ bên quận quảng nghĩa thấy bọn thương triều tông vô cùng lo lắng chạy đi khuất ngũ cũng nhảy lên ngựa khua tay nói đi xem thử chuyện gì xảy ra mười người lên ngựa phi nhanh đuổi theo trong phòng khách nam sơn tự tô kiệt nhân đang trả lời chu toàn nghe thấy tín hiệu cầu viện cũng đột nhiên quay đầu tống diễn thanh và viên phương cũng ngạc nhiên mấy người liền chạy ra thấy trên không trung tín hiệu nở rộ sắc mặt tô kiệt nhân kịch biến keng một tiếng rút kiếm trong tay định lao ra mắt tống diễn thanh sáng lên lật tay đánh ra huyền thanh trưởng đánh vào giữa lưng Tô Kiệt Nhân làm gã ta rơi mạnh trên mặt đất. Canh giữ, Tống Diễn Thanh quay đầu giống lên với viên phương rồi lắc mình, thả người nhảy lên nóc tiền điện, nhanh chóng chạy đi xem động tĩnh. Ở nơi kịch chiến trong rừng, thấy đối phương phát ra tín hiệu cầu viện, biết chắc là khó dây dưa tiếp, lại thấy Trần Quy Thạc bị bước tới luống cuống tay chân, hứa dĩ thiên liền trở tay đánh ra huyền thanh trưởng. Một trường đánh ngã mấy người, cơ thể lóe lên, đâm kiếm giết khỏi trùng vây, phi kiếm đâm đến viên cương đang xoay lưng lại cẩn thận quan thiết nhắc nhở một tiếng người cũng lao ngang ra cản một đao bổ về phía hứa dĩ thiên keng kiếm của hứa dĩ thiên đẩy bay trảm mã đao bổ tới ra kiếm thuận thế tóe ra một đóa hoa máu mũi kiếm trực tiếp đâm vào ngực quan thiết viên cương được nhắc nhở liền đưa đao về cố bổ vào hứa dĩ thiên nhưng hứa dĩ thiên đã thả người lật trên không phí cước đạp vào một thân cây giống lên đi trần quy thạc lập tức quay đầu gấp thoát thân Xoạt xoạt vài mũi tên nhanh chóng bắn ra, một đám thân vệ xông lên nhanh chóng bắn tên, trong rừng rậm dù sao cũng khó có thể phát huy được hiệu quả lớn nhất. Hứa Dĩ Thiên và Trần Quy Thạc nhờ thân cây che chắn, thả người nhảy lên thân cây, phi thân vài cái rồi biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Cả đám lao đến nâng cung nỏ đề phòng, có người khác đỡ quan thiết ngã xuống đất, cất tiếng đau buồn nói, đại nhân. Đại nhân Cả đám chen chúc đến bên Quan Thiết đang hướng bàn tay máu về phía Viên Cương đang im lặng đứng thẳng không nói gì, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn Viên Cương. Cả đám cũng đều nhìn về phía Viên Cương, có hai người vội nhường đường cho hắn ta. Viên Cương tiến đến, cầm bàn tay máu của Quan Thiết, chậm rãi ngồi xuống. Quan Thiết nắm chặt lấy tay hắn ta, dùng hết sức nói, "Viên huynh, lưu lại, lưu." "Lại?" Viên Cương không lên tiếng, chỉ lặng lặng nhìn cho đến khi Quan Thiết không nói được tiếng nào nghiêng đầu một cái. Ngã vào lòng một người bên cạnh, viên cương cũng không cho quan thiết một câu trả lời mà người sắp lâm chung muốn nghe. Viên cương không nhìn ánh mắt bi phẫn của những người xung quanh, vẻ mặt hờ hững, đao trống xuống đất chậm rãi đứng lên, phóng nhãn nhìn sang. Chỉ một chốc lát, hơn trăm thân vệ quan thiết dẫn đến đã chết hơn 30 người. Ngoài Nam Sơn Tự, Hứa Dĩ Thiên và Trần Quy Thạc quay về lại trước cửa chùa thì gặp phải Tống Diễn Thanh. Thấy trên người Hứa Dĩ Thiên có không ít máu tươi, Tống Diễn Thanh lập tức hỏi đắc thủ hứa dĩ thiên lắc đầu không thấy nhiều hữu đạo mà đụng phải một đám quân lính tinh nhuệ đánh nhau đều là nhân mã thân vệ của thương triều tông tiểu tặc rào hoạt lắm chẳng lẽ hắn nghĩ thương triều tông có thể bảo vệ hắn tống diễn thanh cười lạnh một tiếng chính lúc này tiếng bước chân rầm rầm từ dưới núi truyền tới rõ ràng là đang xông lên núi trần quy thạc hơi lo lắng nói sư huynh hẳn là đội ngũ khác của thương triều tông tới chúng ta có cần tránh đi một chút không tống diễn thanh quay đầu quát sợ cái gì chỉ dựa vào người của Thương Triều Tông có thể giữ chúng ta lại sao? Trần Quy Thạc Dầu Dĩ nói, Thương Triều Tông dù sao vẫn là quận vương, chúng ta động thủ với quận vương có phải không phù hợp không? Nếu truyền ra ngoài chỉ e phiền phức không nhỏ, bên nào cũng không chịu nổi trách nhiệm. chương 50, chưa thấy ai biết giả vờ tới vậy một. Ai nói phải động thủ với Thương Triều Tông, ta không muốn chọc hắn, nhưng hắn cũng đừng có chọc ta, một quận vương vô dụng thì có thể làm được gì? Tống Diễn Thanh khinh thường một tiếng, Cười lạnh nói, "Ta đã tới, Thương Triều Tông phải cho ta một công đạo, nhất định phải giao Ngưu Hữu Đạo ra." Hứa Dĩ Thiên và Trần Quy Thạc nhìn nhau, ngẫm lại cũng đúng. Với thực lực của Thương Triều Tông giờ muốn giữ mấy người hắn ta lại, căn bản không thể. Tập trung người trong chùa đến cả đây, tránh tên yêu gấu kia bỏ chạy. Tống Diễn Thanh quay đầu phân phó một tiếng, sau đó dạo bước đi đến bậc thang xuống núi, chắp tay lạnh lùng nhìn xuống đường lên núi bên dưới, bộ dạng đang chờ đợi. Trần Quy Thạc thì nhanh chóng đi tập hợp người trong chùa lại. Mấy trăm nhân mã vào tới giữa sườn núi, hợp đội với nhân mã sở thuộc của quan thiết. Thương Triều Tông nhảy xuống ngựa nhanh chóng đi vào khu rừng bên con đường lên núi, đứng trước thi thể quan thiết, ánh mắt liếc nhìn mấy chục thi thể xung quanh. Nhân mã bốn phía vẫn duy trì đề phòng cao độ, sau đó Ngưu Hữu Đạo cũng đuổi nhanh tới, nhìn thấy viên cương bình yên vô sự lẳng lặng đứng yên thì cuối cùng cũng thở phào nặng nề, chỉ hơi không hiểu vì sao viên cương lại không rời đi theo kế hoạch hầu kết khẽ run, mặt thương triều tông tràn đầy lo lắng hỏi, xảy ra chuyện gì. Vương ra, chúng ta tới đây xem xét, thấy viên huynh đệ bị tập kích, liền ra tay giải cứu. Một thân vệ kể lại kỹ càng mọi chuyện, sau khi nghe xong chuyện xảy ra, như hữu đạo nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm viên cương lặng im không nói. Biết tô kiệt nhân có thể còn ở trong chùa, ánh mắt thương triều tông nhìn lên mặt viên cương, rồi nhìn lên mặt như hữu đạo, cuối cùng phất tay quát, lên núi. Trên thực tế người quan thiết đem tới có một phần đã lên đỉnh núi giám thị xung quanh trước. Thương Triều Tông ra lệnh một tiếng, mấy trăm nhân mã kết trận đi thẳng lên đỉnh núi. Bản thân Thương Triều Tông tay cầm trảm mã đao, lợi kiếm của Thương Thục Thanh cũng tuốt ra khỏi vỏ, đi theo bên cạnh ca ca. Đám khuất ngũ nhìn thấy tình huống này cũng chỉ đành đi theo lên núi. Nghiêu hữu đạo đi đến bên cạnh viên cương, đưa tay vỗ vai hắn ta, không nói gì, cũng đi theo lên núi. Bên ngoài Nam Sơn Tự, trên bậc thang xuống núi, Tống Diễn Thanh đứng chắp tay, đứng trên cao nhìn một đám người đang cùng lên núi. Hứa Dĩ Thiên và Trần Quy Thạc hộ vệ trái phải, đám người phía sau là trụ chỉ viên phương đứng đầu cùng với hơn 20 chúng tăng, ai nấy tay cầm trường côn, Tô Kiệt Nhân khóe miệng dính máu bị áp giải trong tay bọn họ. Tống Diễn Thanh thấy nhiều hữu đạo sau lưng đám người thương Triều Tông thì khẽ nhếch khóe môi cười. Vốn hắn ta còn đang lo nhiều hữu đạo bỏ chạy thì khá phiền phức, giờ người vẫn còn thì ổn rồi. Vừa nghĩ đến chuyện có thể làm thịt nam nhân, bái đường với đường nghi, trong lòng hắn ta lập tức cảm thấy hưng phấn không thể áp chế được, đó là một loại khoái cảm giống như cuộc chiến tranh giành địa bàn của giống đực. Nghiêu hữu đạo đi theo sau mọi người lên núi, nhìn thấy ba người tống diễn thanh chấn giữ ở giao lộ thì sướng sờ. Ban nãy khi nghe thân vệ thương Triều Tông kể chuyện giao thủ thì hắn đã kết luận thực lực kẻ tập kích không quá cao, không ngờ đúng là ba tên này. Sau khi thành thân với đường nghi, đã mấy năm hắn không gặp bọn chúng, thượng thanh tông phái ba tên này đến giết hắn sao? Nghĩ lại, hẳn thượng thanh tông cũng không có ý xem thường mình mình ở thượng thanh tông luôn cố gắng khiêm tốn có thể phái ra ba kẻ thế này tới đối phó mình đã xem như rất để ý mình rồi lúc trước hắn còn lo gặp cao thủ gì đó giờ xem ra con người ấy mà lúc bình thường khiêm tốn một chút cũng không phải chuyện xấu sao lộ bị chấn giữ thương triều tông cũng không có ý định dài dòng với tống diễn thanh y dừng bước trên bậc thang bên dưới ngẩng đầu nhìn lên quát các ngươi là ai dám động vào nhân mã của bổn vương tống diễn thanh biết thương triều tông trước kia lúc trở về kinh thành đã ngẫu nhiên gặp thương triều tông có điều lúc đó ninh vương vẫn còn tống diễn thanh không có tư cách gì để đến gần bên cạnh thương triều tông còn hắn ta trước kia lại trường kỳ ở tại thượng thanh tông mấy năm trở lại kinh thành thương triều tông lại đang ngồi tù nên thương triều tông lại không biết hắn ta lam như đình tay cầm kiếm ở bên lập tức thấp giọng nhắc nhở người này tên tống diễn thanh là tôn tử của tống cửu minh nhi tử của tống thư cả hai cha con đều là đệ tử thượng thanh tông gã nhận ra hắn ta, đệ tử Thượng Thanh Tông, Thương Triều Tông đột nhiên quay đầu nhìn Ngưu Hữu Đạo phía sau, rất muốn hỏi Ngưu Hữu Đạo rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Thương Thục Thanh thấy Tô Kiệt Nhân bị áp giải, nhìn cách ăn mặc của Tô Kiệt Nhân giống Ngưu Hữu Đạo, trong nháy mắt đã hiểu ra, âm thầm kinh hãi, cũng đột nhiên quay đầu nhìn Ngưu Hữu Đạo phía sau. Trong lòng nàng ta thầm nghĩ, người này trông thì có vẻ thong dong lười nhác nhưng không ngờ lại là hạng người bụng giả cực sâu. Tống Diễn Thanh đối mặt với Thương Triều Tông cũng không có ý định hạ thấp mình, vẫn đứng ở trên cao nhìn xuống chắp tay nói, trước kia ở kinh thành gặp qua tiểu vương gia, hôm nay gặp lại, hết sức cảm khái, tống diễn thanh hữu lễ. Về phần ta là người như thế nào, chắc hẳn Lam Tiên Sinh bên cạnh vương gia hiểu rất rõ, ha ha. Biết rõ thương Triều Tông đã là quận vương chính thức mà vẫn gọi là tiểu vương gia, có ý gì ai cũng có thể hiểu rõ. Viên phương phía sau hái hùng khiếp phía, thượng thanh tông lão không thể trêu vào, tống gia kinh thành lão càng không thể trêu vào, bây giờ lại xuất hiện thêm một tiểu vương gia gì đó rốt cuộc mình đã bị cuốn vào chuyện gì vậy thương triều tông nói hóa ra là tôn tử của tống đình úy bổn vương hỏi ngươi ngươi dựa vào cái gì mà hạ độc thủ với người của bổn vương tống diễn thanh lắc đầu tiểu vương ra ngươi phải hiểu rõ một chuyện không phải chúng ta hạ độc thủ với người của ngươi mà là người của ngươi bắn tên hạ sát thủ với chúng ta trước chúng ta chỉ tự vệ thôi đạo lý này ở đâu mà chả hiểu rõ cho dù có đến kinh thành thư kiện ta cũng chiếm lý mà thôi trong lòng hắn ta hiểu rõ ràng, cho dù hắn ta không có lý, giờ sức ảnh hưởng của thương triều tông ở kinh thành không thể sánh bằng tống gia, huống chi tống gia trên tay chấp trưởng đại quyền tư pháp. Có điều nể mặt tiểu vương gia, chỉ cần ngươi giao người này ra, việc này ta sẽ không truy cứu nữa. Ngón tay chỉ về phía nghiêu hữu đạo, mọi người đều nhìn về phía nghiêu hữu đạo, nghiêu hữu đạo không phản ứng gì, kiếm cầm trong tay lại đặt xuống đất, hứng thú nhìn tống diễn thanh không lên tiếng, cũng đang chờ xem thương triều tông trả lời như thế nào đám thương thục thanh đã quen với phong cách cầm kiếm của Ngưu Hữu Đạo. Người khác kiếm như quân tử, vị này lại là kiếm như quải trưởng. Ánh mắt Thương Triều Tông rời khỏi người Ngưu Hữu Đạo, nhìn chằm chằm về phía Tống Diễn Thanh, trầm giọng nói, giết người của ta, còn muốn người của ta. Họ Tống, uy phong của ngươi lớn thật đấy. Tống Diễn Thanh tiếp lời, Ngưu Hữu Đạo rõ ràng là đệ tử của Thượng Thanh Tông, từ lúc nào đã thành người của tiểu vương gia. Thương Triều Tông đáp, chỉ ít hiện giờ hắn vẫn đang là pháp sư tùy tùng của bổn vương pháp sư tùy tùng tống diễn thanh nhịn không được cười ha ha còn chuyện nghiêu hiếu đạo có đủ tư cách trở thành pháp sư tùy tùng không hắn ta không muốn đấu võ mồm trước mặt mấy người này ta khuyên tiểu vương ra vẫn nên giao hắn ra đi thương triều tông lãnh đạm nói bổn vương không giao ra thì sao tống diễn thanh lại nói ta cũng là muốn tốt cho tiểu vương ra thôi con đường lên núi này vừa cao vừa hiểm trở mang theo hắn vướng víu e là tiểu vương ra không thể bình yên tới đích đâu ngươi đang uy hiếp bổn vương Thương Triều Tông bỗng nhiên híp mắt, lạnh lùng nói, tống ra quả thật uy phong thật to, xem ra ngay cả Hoàng Thất Đại Yên cũng không coi ra gì. chương năm 51, chưa thấy ai biết giả vờ tới vậy hai. Cái mũ này chụp hơi lớn rồi, chặn cho sắc mặt tống diễn thanh cứng đờ. Hắn ta có to gan mấy cũng không dám nói ra mấy lời khinh nhờn Hoàng Thất Đại Yên trước mặt mọi người, một khi truyền đến Kinh Thành, đừng nói là vị ở trong Hoàng Cung kia, e là ngay cả Đại Tư không đồng mạch cũng sẽ khiến tống ra đẹp mặt, phải làm ra vẻ cho tất cả hoàng tộc họ thương một công đạo. Hắn ta lập tức giải thích tiểu vương ra, lời này không thể nói lung tung, nhiều hữu đạo hắn vẫn chưa có tư cách đại diện cho hoàng thất đại yên. Thương triều tông đột nhiên nổi giận quát, bổn vương không giao ra thì sao? Người có bản lĩnh thì động đến đầu ngón tay của bổn vương thử xem. Tống diễn thanh trần mặt xuống, trong mắt cũng lóe lên lửa giận nhưng đúng như thương triều tông nói, hắn ta không dám loạn động, đã làm rõ thân phận, lại công nhiên động vào quận vương một nước, đó là gây rắc rối cho tống gia. Muốn động cũng phải âm thầm ra tay, không thể lưu lại dấu vết. Gia đình xuất thân như tống gia không phải là kẻ ngay cả đạo lý này cũng không hiểu. Thương triều tông vung tay lên, người phản kháng giết chết bất luận tội, bắt hết lại cho ta. Không biết thân phận tống diễn thanh còn có thể thôi, biết thân phận tống diễn thanh rồi, y lại muốn xem thử tống diễn thanh có dám lỗ máng hay không. Mấy trăm thân vệ lập tức cùng nhau tiến lên tụ tập về phía đỉnh núi. Thương triều tông lấy thế đè người, đám tống diễn thanh biến sắc. Không ngờ thương triều tông lại cường ngạnh như vậy. Bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, bị những người kéo đến ép lui ra sau. Sư huynh lệnh bài, hứa dĩ thiên nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Tống diễn thanh tỉnh ngộ lại, lật tay lộ ra tấm lệnh bài một mặt, đưa đến trước mặt đám thương triều tông, phụng mệnh làm việc. Thương triều tông, người muốn tạo phản sao? Trên lệnh bài có một chữ hình dễ thấy, đây chính là lệnh bài của đình ý tả hữu giám, chuyên làm công việc truy nã. Đám thân vệ vây tới nhìn thấy lệnh bài đều dừng bước chân, ngay cả thương triều tông cũng lộ vẻ do dự, kiêng rẻ. Y lấy thế đẻ người, tống diễn thanh lại lấy quyền chế nhân, cái gọi là quyền thế, quyền nằm trước thế, có quyền mới có thể có thế, lệnh bài trên tay tống diễn thanh đại diện cho người nắm quyền. Vương ra, bảo người lui ra đi, giọng nghiêu hữu đạo từ sau truyền đến, đám người nhìn lại thì thấy nghiêu hữu đạo đang tách đám đông chậm rãi đi lên phía trước, đi tới bên cạnh thương triều tông. Thương triều tông nhìn chằm chằm hắn cũng không mấy thiện cảm. Thương Triều Tông cũng đã nhận ra, việc hôm nay có lẽ là do vị này làm ra, hao tổn của y mấy chục huynh đệ. Như hữu đạo hơi hạ thấp người nói với y, vương ra, bảo người lui ra đi, nếu đã đến vì ta, việc này ta sẽ tự giải quyết. Thương Triều Tông đáp, hắn giết người của bổn vương, bắt người của bổn vương, việc này đã không đơn thuần là việc của ngươi rồi. Việc này ta sẽ cố gắng trả cho vương ra một công đạo. Như hữu đạo cũng không dài dòng, nói đến đây thì dừng, nhìn về phía Tống Diễn Thanh. Tống Sư Huynh, chuyện này chúng ta tự giải quyết, không đáng liên lụy những người khác, thả người của Vương ra ra đi. Hắn hất cầm về phía Tống Diễn Thanh, người Tống Diễn Thanh muốn chính là hắn, không có ý định sống mái tới cùng với Thương Triều Tông, hắn ta hừ hừ cười lạnh một tiếng, đưa tay phủi xuống, Trần Quy Thạc ở bên lập tức phẩy tay ra hiệu viên phương thả người. Viên phương bên kia lập tức đẩy Tô Kiệt Nhân ra, thân vệ bên này lập tức có người nhanh chóng tiến lên giúp Tô Kiệt Nhân lui ra lam như đình đụng vào tay thương triều tông một cái ra hiệu xem trước một chút hãng nói lúc này thương triều tông mới giơ tay lên đám người vây quanh mới từ từ lui ra sau một khoảng cách vỏ kiếm trống trên đất như hữu đạo một tay trống trên chuôi kiếm nhàn nhạt hỏi tống sư huynh việc này ta có chút khó hiểu các người đuổi tới đây tìm ta là có ý gì tống diễn thanh hỏi lại có quan trọng không như hữu đạo nhìn xung quanh hỏi chỉ ba người các người thôi sao cái này vẫn nên xác nhận một chút đừng có cao thủ nào ẩn nấp là tốt nhất. Tống Diễn Thanh, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngụ ý có ba người chúng ta còn chưa đủ à? Như Hữu Đạo cười, hỏi, ngươi muốn như thế nào? Tống Diễn Thanh đáp, người xúc phạm môn quy, chúng ta đến thanh lý môn hộ. Xúc phạm môn quy, thật đúng là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, xem ra Tống Sư Huynh không định cùng ta phân rõ phải trái. Như Hữu Đạo bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, chợt lại nhẹ giọng thì thầm nói, kỳ thực con người ta ghét nhất chém chém giết giết, thật sự chuyện sinh tử đã gặp quá nhiều rồi cho nên hy vọng Tống Sư Huynh có thể dơ cao đánh khẽ tha ta một mạng. Tống Diễn Thanh nhếch miệng cười, đã từng thấy kẻ giả vờ nhưng chưa thấy ai biết giả vờ như vậy. Đến một kẻ luôn bị giam lỏng như ngươi cũng dám nói gặp quá nhiều chuyện sinh tử sao. Đợi lát nữa xem ngươi khóc như thế nào. Hắn ta nghiêng đầu ra hiệu một tiếng, bắt sống. Dám cướp nữ nhân của ta. Vừa nghĩ tới cảnh như hiếu đạo cùng đường nhi bái đường thành thân, trong lòng hắn ta liền cảm thấy uất ức khó chịu, định bắt Nghiêu Hiếu Đạo để ngược đãi một phen, chút sạch cơn giận, không cho Nghiêu Hiếu Đạo chết quá dễ chịu. Hứa dĩ thiên một bên bỗng nhiên lách người lao ra, một tay cầm kiếm một tay chộp lấy Nghiêu Hiếu Đạo, ngay cả kiếm cũng chẳng muốn tuốt ra khỏi vỏ, có thể thấy được là khinh thường tới mức nào. Trong mắt mọi người, tốc độ của hứa dĩ thiên đã rất nhanh, thoáng một cái đã đến trước mặt Nghiêu Hữu Đạo, một tay chộp lấy vai Nghiêu Hiếu Đạo, còn Nghiêu Hữu Đạo thở ơ như không kịp phản ứng lại. Nhưng biến hóa chỉ trong một sát na, ngay khi ngũ trảo của hứa dĩ thiên sắp đụng vào vai nghiêu hữu đạo tay đỡ kiếm của nghiêu hữu đạo khẽ động tay kia đột nhiên dùng khí thế xét đánh không kịp tung một trường vào ngực hứa dĩ thiên một tiếng bịch trầm muộn vang lên một trường quả quyết hữu lực vang lên đánh ngay chính giữa ngực hứa dĩ thiên trong âm thanh trầm đục còn nghe cả tiếng xương cốt gãy rắc rắc hứa dĩ thiên liền bay ngược ra ngoài phụt một ngụm máu tươi ra khiến những người đứng xem giật mình hứa dĩ thiên rơi xuống đất không ngừng lảo đảo lui ra sau miệng mũi tuôn máu dữ dội đồng thời trợn tròn mắt nhìn như Hữu Đạo. Trong mắt y tràn đầy vẻ khó tin, y quá bất cẩn, bất cẩn cho tới khi ý thức được gì đó không bình thường thì đã không kịp ngăn cản nữa, đồng thời cũng chưa nâng sức phòng ngự lên mức cao nhất. Đối với những người đứng xem mà nói, cảnh này khiến người ta hơi hoa mắt rối loạn, bao gồm mấy người thương triều tông cũng kinh hãi. Một chiêu đã khiến đối thủ bị thương thành ra thế này, chẳng lẽ thực lực của hai bên tranh lệch lớn đến thế? Nếu tranh lệch lớn vậy, sao trông người này lại hơi khinh địch? Một trưởng ấn của Ngưu Hữu Đạo vẫn giữ nguyên vị trí, sau khi đánh lui đối thủ, hắn mới chậm rãi buông xuống, người vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, thần sắc bình tĩnh như trước, trong lòng lại như đang suy nghĩ. Đây là lần đầu mình đường đường chính chính thí nghiệm càn khôn trưởng của mình trên cơ thể người, không biết đối phương có tư vị như thế nào. Hứa Dĩ Thiên cứ đạp lui ra sau mãi không dừng cho tới khi được Trần Quy Thạc đưa tay ra đỡ lại mới dừng được. Tống Diễn Thanh và Trần Quy Thạc nhìn máu tươi ở miệng mũi hứa dĩ thiên vẫn không ngừng chảy ra thì biết rằng y đã bị một trưởng của nghiêu hữu đạo đánh cho trọng thương. Hai người không khỏi thầm mắng hứa dĩ thiên khinh địch, lại bị một trưởng đả thương ra thế này. Bọn hắn đều cho rằng hứa dĩ thiên quá mức khinh địch, khinh địch đến mức không có kế hoạch. Ít nhất người cũng phải kiên kỵ truyền pháp hộ thân phù trên người đối phương một chút chứ. mươi 52, người cho rằng ta sợ tống ra ngươi. Thật tình bọn hắn không biết hứa dĩ thiên có nỗi khổ khó nói. Lúc này trong cơ thể y lại có một kình đạo cương dương bá liệt và một kình đạo âm nhu đang hỗ trợ lẫn nhau, một lạnh một nóng dây dưa không ngớt, khuấy cho pháp lực trong cơ thể hỗn loạn, căn bản không cách nào thi pháp áp chế điều hòa khí tức. Nội tức hỗn loạn rối tinh rối mù, quả thực là bị làm cho không há nổi miệng, không cách nào mở miệng nói chuyện được. Sự chấn kinh trong lòng y đối với nghiêu hữu đạo không thể nào hình dung được. Y có thể khẳng định chắc chắn, nghiêu hữu đạo không phải tu luyện thượng thanh tâm kinh của thượng thanh tông, công pháp của Thượng Thanh Tông không bá đạo như vậy. Tiếc là dù trong lòng chấn kinh nhưng lại không thể nào truyền đạt được cho hai người bên cạnh. Trong lòng Tống Diễn Thanh cũng có chút ảo não, hối hận. Đáng lẽ lúc trước không nên thuyết phục Thượng Thanh Tông cho nghiêu hữu đạo tu luyện công pháp, xem ra mấy năm nay tên kia ít nhiều cũng tu luyện được chút thành quả, nếu không cũng không thể nào đả thương hứa dĩ thiên được. Không cần mở lời, Trần Quy thạc thả hứa dĩ thiên ra, bước nhanh tới, đang không rút kiếm giữa trời, một đạo kiếm quang chỉ thẳng hữu đạo, lăng không đánh tới nghiêu hữu đạo giống như trước đó vẫn dáng vẻ thở ơ mắt thấy trần quy thạc sắp từ trên không bổ nhào đến tay cầm kiếm khẽ trống cả người lấy kiếm trống đất làm điểm tựa xoay người lật ngược lên hai chân liên kích giữa trời một cước đá trúng cạnh thân kiếm đang bổ tới đẩy thanh kiếm ra một cước đá bay một tay khác đang tung trưởng tới của trần quy thạc một chân khác lại thu về đá xoay vào chính giữa ngực y một tiếng phịch vang lên trong lúc đám người còn đang hoa mắt thì thấy Trần Quy Thạc vừa lao đến còn chưa kịp đáp xuống đất đã bị Như Hữu Đạo một cước đạp bay trở về. Tống Diễn Thanh thấy tình thế không đúng, xông ra, lăng không đạp một cước lên người Trần Quy Thạc đang bay ngược trở về, tránh đi đồng thời cũng một lần nữa phi lên cao, kiếm kêu lên một tiếng, lăng không xuất kiếm, kiếm quang lăng lệ lấp lóe từ phía trên bao phủ xuống, chụp lấy Như Hữu Đạo ở bên dưới. Như Hữu Đạo còn đang chống trên thân kiếm tung bay cũng vẫn chưa đáp xuống đất. Lúc cả người lăng không xoay tròn, Thân hình đột nhiên hơi cong như con tôm, chợt thi triển ra tư thế ngã xoay tròn lật lên, xoẹt một tiếng hàn quang ra khỏi vỏ, chân điểm trên vỏ kiếm cắm trên mặt đất một cái, cả người ngang nhiên bay lên không, huy kiếm phóng lên bầu trời, vẩy ra quang ảnh lăng lệ, chiêu kiếm này tên là Thái ất phân quang kiếm. Một kiếm này, bằng tu vi kiếp trước của Ngưu Hữu đạo căn bản không thi triển ra được. Một mảnh kiếm quang như tấm màn buông xuống, kiếm quang chói mắt dưới ánh nắng chiết xạ. Tống Diễn Thanh Lăng không lộn ngược xuống bị dọa cho hồn phi phách tán kiếm ảnh sắc bén sông lên tận trời kia, nhìn từ trên xuống giống như đóa hoa sen nở rộ. Hắn ta đã không còn phân biệt rõ đâu là thật đâu là giả, không biết nên ngăn cản như thế nào. Giờ khắc này hắn ta mới biết nghiêu hữu đạo căn bản không phải nghiêu hữu đạo trong tưởng tượng của hắn ta. Tiếng len keng rối loạn vang lên, một cánh tay của Tống Diễn Thanh bay ra, ngay cả thanh kiếm đang dùng cũng bay ra ngoài. Lúc sượt qua người Tống Diễn Thanh, nghiêu hữu đạo xoay người chém ra một mảnh huyết quang. Hắn bay lên không đạp một cái, một tiếng vào giữa ngực tống diễn thanh lại một cước đạp bay tống diễn thanh giữa trời giữa trời chỉ lưu lại hai cái đùi máu tươi tung bay vỏ kiếm dựng trên đất sắp ngã như hữu đạo bay trên không lăng không ném kiếm một tiếng keng vang lên hàn quang giữa trời bắn xuống nhập vào trong vỏ kiếm giúp vỏ kiếm sắp ngã đứng thẳng lại trần quy thạc rơi ầm trên mặt đất ngay sau đó tống diễn thanh lại rơi ầm chờ một lát nữa mới thấy một bóng người tay áo khẽ tung bay nhẹ nhàng từ trên trời giáng xuống như hữu đạo đáp xuống đất nhẹ nhàng đưa tay ra thuận tay trống lên chuôi kiếm không ai nhìn thấy trên kiếm phong nhuộm máu lợi khí sát thương này vẫn là một cây quả trượng trống trong tay như hữu đạo kiếm tên bích huyết đan tâm hai đùi bị chặt đứt ngay ngắn giữa không trung tung bay rơi xuống hai bên trái phải mọi người chung quanh im lặng một màn vừa nãy thực sự khiến bọn họ nhìn hoa cả mắt một trường đánh bại hứa dĩ thiên một chân đánh bại trần quy thạc một kiếm đánh bại tống diễn thanh người trước thì thôi đi mọi người còn nhìn thấy rõ hai người sau quá trình giao thủ quá mau lẹ họ nhìn mà hoa mắt đợi tới khi hai đùi bị chặt rơi xuống đất mọi người mới nhìn lại tống diễn thanh ngã trên mặt đất thở chút hơi tàn lúc này bọn họ mới biết một cánh tay và hai đùi của tống diễn thanh đã bị nghiêu hữu đạo chém mất ai nấy đều âm thầm kinh hãi tu sĩ quả nhiên là tu sĩ vũ phu bình thường không thể nào so sánh được trước đó không biết bao nhiêu người vì tuổi tác của nghiêu hữu đạo mà xem thường hắn bao gồm cả thương triều tông thương thuộc thanh, làm như đình. Lúc này bọn họ mới biết mình nhìn sai rồi, trong khoảnh khắc liên tiếp đánh bại ba tu sĩ Thượng Thanh Tông, cho dù là ba tu sĩ Thượng Thanh Tông mình không thể đánh lại vậy mà cũng bại dưới vị nghiêu hữu đạo trông trẻ tuổi này. Trông mặt mà bắt hình rong thẹn với lời dạy của tiên phụ. Thương Triều Tông không khỏi âm thầm xấu hổ, là mình không biết nhận ra người tài, trên đường trong cách ăn nói luôn lãnh đạm với hắn. Y nhớ tới lúc mình thấy nghiêu hữu đạo ném lương khô, đã không kìm được mà châm chọc khiêu khích thật sự là người ta rộng lượng không so đo với mình. Viên cương đứng trong đám người yên lặng nhìn như hữu đạo, trong lòng khẽ than thở một tiếng, thực lực đạo ra vượt xa lúc trước. Một đám côn tăng, nhất là trụ trì viên phương trên mặt đầy vẻ kinh hoàng thấp thỏm, trong lòng gào thét, vốn mình không muốn cuốn vào thị phi của mấy đại nhân vật, giờ thì hay rồi. Bây giờ lão có muốn chạy cũng không dám chạy, Trần Quy thạc ôm ngực bò dậy, nhìn tống diễn thanh thê thảm ngã trên mặt đất phía sau, sắc mặt càng thêm trắng bệch, hơi hoảng sợ nhìn như hữu đạo, chuyện cũ rõ mồn một trước mắt. Hứa dĩ thiên đứng lên rồi cả người lại ngã xuống, miễn cưỡng chống đỡ đứng dậy lại phụt ra một ngụm máu tươi, đứng không vững, trong người như rời non lấp biển, đành đặt mông ngồi phịch xuống mặt đất. Có điều một ngụm máu tươi phun ra, khí thức cuối cùng cũng thông thuận chút, miễn cưỡng có thể áp chế hỗn loạn trong cơ thể. Cả đám mới dần dần hồi phục thần trí, làm như đình âm thầm than nhẹ một tiếng. Không biết nhiều hữu đạo vì sao tình nguyện hạ thủ lưu tình với hai vị kia nhưng lại xuống tay độc ác với tống diễn thanh như vậy chẳng lẽ hắn không biết bối cảnh của Tống Diễn Thanh sao? Người biến người ta thành ra thế này, Tống Gia sẽ buông tha cho ngươi sao? Các môn phái tu chân mà Tống Gia có thể điều khiển thúc đẩy chị em một thượng thanh tông không thể so sánh được. Thật tình đối với nhiều hữu đạo không biết chuyện mà nói, từ khi thấy Tống Diễn Thanh ở đây, biết Tống Diễn Thanh đến để giết mình thì đã biết mình không thể nào hòa bình được với Tống Diễn Thanh. Không nói đến mối hận bị giam lỏng năm đó, mình hoành đao đoạt ái cưới đường nghi đã là cái tội. Hắn làm người hai đời, hiểu rất rõ loại người như Tống Diễn Thanh. Lần này ngươi tha cho Tống Diễn Thanh, Tống Diễn Thanh cũng sẽ không bỏ qua ngươi, hắn ta sẽ kiếm người lợi hại hơn đến gây rắc rối cho ngươi. Nếu tha hay không tha kết quả cuối cùng đều vậy, vậy thì chỉ có thể vớt đủ vốn trước rồi tính sau. Đạo gia kiếp trước trên giang hồ có thể bao dung, cũng có thể nuốt giận nhưng không phải loại lương thiện chưa từng thấy máu tươi. Dương đôi mắt lạnh lẽo nhìn Tống Diễn Thanh dưới đất, như híu đạo trống kiếm chậm rãi đi qua, đứng từ trên cao nhìn xuống Tống Diễn Thanh trước mặt vỏ kiếm nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt tống diễn thanh ầy ta nói rồi ta không thích chém chém giết giết chúng ta hòa khí kết thúc tốt bao nhiêu tất cả mọi người không thiệt thòi người không nên ép ta xuất thủ sao phải khổ như vậy chứ người cho rằng ta sợ tống ra ngươi sao tống ra ngươi trong mắt lão tử chỉ là thứ nhà quê chả là cái thá gì đám thương triều tông nghe thấy vậy cũng rất cạn lời hào môn như tống ra trong mắt người ta chỉ là như nhà quê tống diễn thanh cố sức ngẩng đầu lên khuôn mặt đau đớn đến biến dạng hắn ta miễn cưỡng nở nụ cười, sư đệ, sư đệ, ta sai rồi, đại nhân ngài không chấp tiểu nhân, tha cho ta, tha cho ta có được không? Ngươi muốn cái gì cứ nói, chỉ cần ngươi chịu buông tha cho ta. Như hiếu đạo mặc kệ, quay đầu nhìn về phía thương triều tông, vương ra, bảo người của người tránh ra một chút, ta có chút chuyện muốn hỏi tên khốn này. Lúc này thương triều tông phất tay ra hiệu hai bên lui xuống. Chủ trì viên phương rụt đầu quay người định chạy, ai ngờ nghiêu hữu đạo nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, ta cho các ngươi đi sao? Phương ra, cho vài người khống chế đám này lại thẩm vấn một chút, lát nữa nếu đối chứng không khớp với đám khốn này thì tính sổ cũng chưa muộn. Hắn chỉ cả Hứa Dĩ Thiên và Trần Quy Thạc, không cần nói, một nhóm thân vệ xông tới, trực tiếp trói 20 tên hòa thượng này lại. Đám hòa thượng không một ai dám phản kháng, ngay cả Viên Phương cũng ngoan ngoãn giơ tay chịu trói, chúng tăng Nam Sơn tự cứ vậy bị đưa đi. Hứa Dĩ Thiên và Trần Quy Thạc dĩ nhiên cũng có kết cục tương tự. Chúng đã nhìn thấy sự lợi hại của Ngưu Hữu Đạo cộng thêm có thương tích trong người biết chạy cũng không được xung quanh thanh tịnh vỏ kiếm trong tay nghiêu hữu đạo khẽ vỗ lên mặt tống diễn thanh nói vì sao muốn giết ta tống diễn thanh gào lên sư đệ không phải ta muốn giết ngươi là ý của đường trưởng lão ta cũng bất đắc dĩ thôi hắn ta căn bản không phải loại cốt khí gì chỉ biết còn sống là tốt hơn cả dĩ nhiên có thể đẩy được trách nhiệm cho ai thì đẩy đường trưởng lão muốn giết ta nghiêu hữu đạo sửng sốt một chút Nhớ lại lão thái bà kia hình như không hề có thiện cảm gì với mình, lần đầu tiên gặp Suýt chút nữa đã giết mình. Từ lúc ta bắt đầu gia nhập Thượng Thanh Tông luôn bị giam lỏng ở Đào Hoa Nguyên, tự thấy chưa từng làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với Thượng Thanh Tông, vì sao bà ta muốn giết ta? như Hữu Đạo hỏi, đám thương thuộc thanh nghe xong liền kinh ngạc, luôn bị giam lỏng, nguyên nhân rất đơn giản, không cần nghĩ cũng biết, Đường trưởng lão muốn để Đường Nghi ngồi vững chức trưởng môn, chỉ cần ngươi còn sống một ngày, trưởng môn Đường Nghi kia danh không chính môn không thuận bất cứ lúc nào cũng có người lật ngược bản án vì ngươi tống diễn thanh gào thét nói ra một đại bí mật kinh thiên động địa ngoại giới không hề biết chương năm ân đoạn nghĩa tuyệt bí mật này thật sự làm cho nghiêu hữu đạo sợ ngây người trưởng môn nghiêu hữu đạo nằm mơ cũng không nghĩ tới cũng bởi vì mình được đông quách hạo nhiên nhận làm đồ đệ trong miếu hoang mà mình đã trở thành trưởng môn của thượng thanh tông bí mật này khiến nghiêu hữu đạo một hồi lâu mới chậm rãi tiêu hóa được vẫn cảm thấy vô cùng khó tin giờ khắc này rất nhiều những chuyện khó hiểu cuối cùng cũng được giải đáp, rất nhiều nghi hoặc cuối cùng cũng đã như vén mây nhìn thấy mặt trời. Cuối cùng hắn đã hiểu vì sao đường tố tố vừa nhìn thấy mình, không cho lấy một cơ hội giải thích đã ra tay hạ sát thủ. Cuối cùng hắn đã hiểu vì sao lại giam lỏng mình ở đào hoa nguyên không cho tiếp xúc với bất kỳ ai, đó là vì không muốn để hắn biết tình hình thượng thanh tông, không muốn để hắn biết môn quy thượng thanh tông. Bằng không một khi hắn chạy ra ngoài, về mặt môn quy thượng thanh tông không tiện áp chế hắn. Cuối cùng hắn hiểu rõ vì sao đột nhiên có một ngày gọi mình đến trước mặt mọi người của Thượng Thanh Tông hỏi mình có muốn làm trưởng môn không. Đây là cái bẫy được gài sẵn, buộc hắn không nhận chức trưởng môn. Cuối cùng hắn hiểu rõ vì sao đột nhiên lại ép mình bái đường thành thân với đường nghi, nói trắng ra là cho trên dưới Thượng Thanh Tông một công đạo, chứng tỏ không bạc đãi như hữu đạo hắn, cũng để đường nghi tiếp nhận chức trưởng môn được danh chính môn thuật, trưởng môn trở thành vợ hắn, cái cớ tốt biết bao cuối cùng hắn đã hiểu rõ vì sao không cho đệ tử thượng thanh tông mình chút tài nguyên tu luyện nào đó là sợ sau khi hắn quật khởi có một số chuyện giấy không thể gói được lừa cuối cùng hắn đã hiểu rõ vì sao muốn giết mình ngoài thượng thanh tông thượng thanh tông trên dưới nhiều người nhìn như vậy trong tình huống nghiêu hữu đạo hắn không hề có bất kỳ sai lầm nào ai dám giết một người vốn nên là trưởng môn như hắn ở thượng thanh tông đẩy hắn cho bên thương triều tông tình cảnh của thương triều tông dù có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng quá bình thường như hữu đạo cũng hiểu vì sao đường tố tố nhất định phải giết mình đúng như tống diễn thanh nói có rất nhiều người ở thượng thanh tông đều hiểu rõ vị trí trưởng môn của đường nhi kia không quang minh chính đại ai dám cam đoan sau này có xảy ra tình huống nào đó khiến vài người đem chuyện này ra nói thế là sau khi đường nhi ngồi vững trên chức trưởng môn hắn sẽ trở thành tai vạ ngầm cho nên để bảo vệ sự đoàn kết của nội bộ thượng thanh tông phải diệt trừ hắn ha ha thật đáng buồn buồn cười quá như hữu đạo lắc đầu khẽ bật cười trong nụ cười có chút đắng chát, người lừa ta gạt cuối cùng kết quả như thế nào chứ? Hóa ra náo loạn nửa ngày, hắn mới chính là trưởng môn thượng Thanh Tông. Chiếc gương đồng đông quách hạo nhiên đưa cho hắn không cần phải giao cho đường mục, cũng không cần giao cho thượng Thanh Tông, hắn cầm cũng vậy thôi. Nếu thượng Thanh Tông đường đường chính chính để hắn làm trưởng môn, dùng hết tài nguyên ủng hộ hắn tu luyện, hắn cảm thấy mình chắc chắn sẽ an tâm tu luyện, cũng sẽ coi thượng Thanh Tông là nhà mình ở thế giới này, cũng dùng toàn lực báo đáp, thật là chuyện tốt đẹp nhường nào, cần gì phải làm ra thế này. Viên cương trầm mặc không nói, trước đó nghe đạo gia nói sơ qua tình hình, không ngờ đằng sau còn giấu ẩn tình thế này. Dưới tấm màn xa rủ xuống thương thục thanh nhìn về phía như hữu đạo với ánh mắt đồng tình. Lúc đầu gặp vị này ở đào hoa nguyên còn tưởng vị này sống tự nhiên tự tại, không ngờ lại bị giam lỏng trường kỳ ở đó, ngay cả núi cũng không cho phép xuống một bước. Thương Triều Tông cũng không ngờ vị trước mắt vốn nên là trưởng môn Thượng Thanh Tông, bị người ta cưỡng ép tước đoạt thân phận trưởng môn trong tình huống không biết rõ tình hình, hơn nữa giữa đường còn muốn lấy tính mạng vị này, lừa gạt giữa người với người quả nhiên hung hiểm. Làm như đình khẽ thở dài, nói, môn quy của Thượng Thanh Tông ta đại khái cũng có biết, có quy định như vậy là để phòng tranh đoạt nội loạn quá mức. Trong lịch sử, trưởng môn đều do trưởng môn tiền nhiệm chỉ định để phòng ngừa những người có tư cách khác đoạt quyền, chẳng hạn như các trưởng lão cũng có môn quy ngăn cản, một khi tấn thăng làm trưởng lão sẽ mất đi cơ hội giành quyền vị trưởng môn, nhưng thế gian nào có cái gì là biện áp an toàn tuyệt đối, trung quy vẫn có lỗ hồng, bị người ta lợi dụng. Tóm lại bất kể nói thế nào, ba người coi như đã xác nhận, nhiều hữu đạo này thật sự là đệ tử đông quách tiên sinh đích thân nhận hàng thật giá thật. Sư đệ, chuyện này không liên quan đến ta, thật sự không liên quan đến ta, ta cũng là phụng mệnh làm việc, sư đệ cứu ta. Tống diễn thanh nằm trên mặt đất kéo dài hơi tàn ra sức đùn đẩy trách nhiệm. Chẳng những ngoại thương mà nội thương cũng nghiêm trọng, mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc gào thét cầu cứu mấy người nhìn về phía nghiêu hữu đạo xem hắn xử lý như thế nào tóm lại hôm nay thù này xem như đã kết với tống gia hai đùi một tay của tống diễn thanh tống gia há có thể từ bỏ ý đồ chắc hẳn nghiêu hữu đạo cũng không có điều kiện lấy ra lý do gì để tống gia dừng tay nghiêu hữu đạo không để ý đến lời cầu khẩn của tống diễn thanh hắn chống kiếm chậm rãi xoay người đi đưa lưng về phía sau viên cương chậm rãi tiến lên ngồi xổm xuống đỡ tống diễn thanh Tống Diễn Thanh như được đại xá, tưởng rằng muốn cứu mình, tiếc là lời cảm kích còn chưa nói ra khỏi miệng, Viên Cương đột nhiên rút ra một chủy thủ ở đùi, một đạo hàn quang xẹt qua cổ Tống Diễn Thanh, bắn ra một đạo huyết hoa, sau đó lại thuận thế hai tay dùng sức giác một tiếng trực tiếp bẻ gãy cổ Tống Diễn Thanh. Đầu xoay một vòng, mặt quay ra sau, mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Bọn người thương chiều Tông im lặng, đúng là dám trực tiếp làm thịt con cháu Tống ra, lẽ nào thật sự không biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào sao? dù sao nắm con tin trong tay cũng tốt mà mấy người này coi như đã nhìn ra như hiếu đạo và viên cương hẳn không phải lần đầu làm loại chuyện thế này phối hợp quá ăn ý như hữu đạo thậm chí không cần lên tiếng hoặc ra hiệu gì viên cương đã biết biết nên làm như thế nào viên cương thủ pháp gọn gàng lau sạch vết máu của tống diễn thanh trên thủy thủ thu hồi chủy thủ vào trong vỏ dao trên đùi như hiếu đạo đưa lưng về phía hắn ta nhẹ nhàng dặn dò một tiếng thẩm vấn thử hai tên khác đi viên cương yên lặng gật đầu một chút quay người nhanh chân tiến vào trong chùa, thẩm vấn hứa dĩ thiên và trần quy thạc. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, như hữu đạo hơi có vẻ phiền muộn than, hắn chống kiếm đi đến bên mép núi, nhìn dãy núi chập trùng phía xa, ánh mắt ngưng trọng. Ba người đằng sau nhìn nhau, không biết có phải ảo giác hay không nhưng họ luôn cảm thấy trên người như hữu đạo có một mặt trưởng thành không phù hợp với tuổi tác. Dưới sự thoải mái là một sự âm tàn, chuyện lợi dụng thân vệ không cần phải nói rồi. Ba người đều không phải là người ngu xuẩn, Chuyện xảy ra vừa rồi rất rõ ràng, e là Thượng Thanh Tông cũng không biết thực lực thực sự của vị này, nếu không sẽ không phái mấy tên tống diễn thanh đến tìm chết. Vị này cũng không biết nguyên nhân mình bị Thượng Thanh Tông giam lỏng mấy năm trời, điều này không cần nghĩ cũng thấy rõ. Thương Triều Tông và Lam Như Đình cũng đi theo vào trong chùa. Chết mất mấy chục huynh đệ, có một số việc phải xử lý, không thể bỏ mặc không quản được. Chương 54, có mắt không biết đá giấu ngọc một. Còn về phần kẻ cầm đầu hại chết mấy chục huynh đệ kia, từ sau khi xác định đối phương thực sự là đệ tử của Đông Quách Tiên Sinh, bất kể có nén cơn giận hay không thì cũng vì nể mặt Đông Quách Tiên Sinh mà không tiện truy cứu nữa. Hơn nữa sau khi thấy bản lĩnh của đối phương, cho dù có truy cứu chị e cũng chẳng làm khó được đối phương, việc này chỉ có thể tạm thời gác sang một bên. Ánh tịch dương soi chiếu, cơn gió nhẹ nhàng thổi bay tấm màn sa rủ xuống, thương thục thanh chậm rãi đi tới mép núi, đứng sóng vai với nhiều hữu đạo, thử hỏi Pháp Sư muốn về Thượng Thanh Tông lấy lại những thứ thuộc về mình. Nưu Hữu Đạo biết nàng ta đang ám chỉ điều gì, đó là chức trưởng môn Thượng Thanh Tông. Hai tay gác lên nhau, chống lên chuôi kiếm phía trước, hắn cười nhạt nói, không cần phải vậy, đều đã qua rồi, ta cũng không có ý định quay lại Thượng Thanh Tông. Thương Thục Thanh Kinh ngạc nói, không quay lại, chức trưởng môn cứ từ bỏ như vậy sao? Là vì Đường Nghi sao? Nưu Hữu Đạo nhún nhún vai, không liên quan gì đến Đường Nghi, vốn chỉ là cơ duyên xảo hợp, như mỗ có tài đức gì mà ngồi lên vị trí trưởng môn kia? Huống chi sự việc đã rõ ràng, có một số việc cũng không phải sức một mình đường tố tố có thể làm được. Môn quy còn đó, đường tố tố há có thể một tay che trời. Hiển nhiên cũng đã được những người khác ngầm đồng ý. Nếu cả Thượng Thanh Tông đã không muốn ta làm trưởng môn, đều đã không chào đón ta, ta cần gì phải chạy về để nhìn sắc mặt người khác, cần gì phải chạy về để làm khó người khác cũng như làm khó chính mình. Không biết có phải do ảo giác của mình không, thương thuộc thanh cảm giác trong những lời nói nhẹ nhàng thoải mái này có sự chua sót pháp sư rộng lượng, nhưng đường nghi làm sao bây giờ? Nàng dù sao cũng là thê tử bái đường của ngươi, có quan trọng không, mọi người đã không muốn gặp lại nhau, đều đã qua rồi mà. Nghiêu hữu đạo nhếch miệng, ý tự diếu, thương thục thanh muốn nói lại thôi, còn muốn hỏi thử có phải hắn chuẩn bị rời đi không nhưng lời đến khóe miệng cuối cùng cũng không nói ra, không xé rách tấm giấy mỏng kia. Không lâu sau, viên cương trở lại, mắt nhìn thương thục thanh đứng bên nghiêu hữu đạo không lên tiếng. Thương thục thanh rất tinh tế, Nàng biết hai người có chuyện riêng cần nói nên chủ động tìm cái cớ né tránh. Đợi sau khi Thương Thục Thanh rời đi, Viên Cương thấp giọng nói với Nghiêu Hữu Đạo, "Đạo gia, hai người kia có cốt khí hơn Tống Diễn Thanh, miệng tương đối cứng, mấy chuyện linh tinh khác thì khai ra hết nhưng chuyện liên quan đến Thượng Thanh Tông thì không chịu hé một câu, muốn cậy mở miệng của bọn chúng có thể phải cần chút thời gian." Nghiêu Hữu Đạo tùy ý phất tay, "Được thôi, bỏ qua đi, thả chúng về." Viên Cương nhắc nhở, bối cảnh Tống Diễn Thanh không nhỏ, Chỉ bằng diệt khẩu hai người này vừa rồi trước mặt thương thục thanh chính là không muốn nói điều này. Như hữu đạo biết ý hắn ta, nếu thả hai người kia trở về, chắc chắn sẽ nói Tống Diễn Thanh bị chết trong tay như hữu đạo hắn, sẽ dẫn đến báo thủ của Tống ra. Hắn khẽ lắc đầu nói, nhiều người nhìn thấy như vậy, muốn diệt khẩu trừ phi giết sạch mọi người ở đây. Huống chi ba người đó làm gì trong lòng Thượng Thanh Tông biết rõ. Trước tiên giải quyết phiền phức bên Thượng Thanh Tông đã, hy vọng Tống ra không biết rõ tình hình, đường tố tố có thể kéo cả Tống ra vào đây thả bọn chúng về, ta có lời muốn bọn chúng chuyển về. Thấy Nghiêu Hữu Đạo quyết đoán, Viên Cương cũng không nói thêm gì, hắn ta quay về chùa đẩy hứa dĩ thiên và Trần Quy Thạc bị trói ra. Nhìn thấy thi thể tống diễn thanh bên ngoài, trong lòng hai người phát lạnh, đều có thần sắc thấp thỏm lo âu. Nghiêu Hữu Đạo xoay người lại, thẳng thắn nói, phiền hai huynh giúp ta tiện thể nhắn về Thượng Thanh Tông, Thượng Thanh Tông đã khiến sự tình đến bước đường cùng thế này, ta đã không còn gì để nói. Nhớ đến ân tình của sư phụ, ta cũng không trách, có điều từ nay về sau ta và thượng thanh tông ân đoạn nghĩa tuyệt không còn bất kỳ liên quan gì nữa bảo bọn họ yên tâm ta không hề hứng thú với vị trí trưởng môn kia đâu ta cũng sẽ không quay về thượng thanh tông nữa hy vọng thượng thanh tông cũng đừng gây rắc rối cho ta cũng đừng ép ta nếu không ta sẽ tung hô toàn bộ những chuyện của thượng thanh tông ra để người trong thiên hạ đến phân xử giúp dứt lời hắn vung tay lên thả bọn họ đi xong rồi hứa dĩ thiên và trần quy thạc trong lòng thở dài một tiếng vốn khi biết họ được thả đi thì cảm thấy có thể thở phào nhưng cảm xúc lại nặng nề vì như hữu đạo, không cần đoán cũng biết, chắc chắn Tống Diễn Thanh kia không kín miệng, đã khai hết mọi chuyện, nếu không như hữu đạo sao có thể biết mà nói ra những lời kia. Tống Diễn Thanh nói bí mật này ra đồng nghĩa với để như hữu đạo nắm được đằng chuôi của Thượng Thanh Tông, trở về hai người không biết nên báo cáo sao với đường tố tố, e là sẽ làm đường tố tố thẹn quá hóa giận mất. Viên cương giơ tay chém xuống, trùy thủ cắt đứt dây thừng trên người Trần Quy Thạc, một cước đá vào sau lưng Trần Quy Thạc, đạp Trần Quy Thạc lăn lông lốc xuống bậc thang. Đợi Trần Quy Thạc bò lên nhìn lại, con người bỗng nhiên co rút lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chỉ thấy một đạo hàn quang cứ qua cổ Hứa Dĩ Thiên, máu nóng phun ra. Một dao cắt đứt cổ Hứa Dĩ Thiên, Viên Cương lại trừng lớn mắt, Hứa Dĩ Thiên trong miệng đang ứa máu liền bị đạp lăn xuống. Trần Quy Thạc nhìn thấy Hứa Dĩ Thiên lăn đến dưới chân mình co giật thì hầu kết run run, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thực lực của Ngưu Hữu Đạo bày ra ở đó, mình còn mang theo thương tích mới tình hình này muốn chạy cũng không chạy thoát như hữu đạo hai tay chống lên thanh kiếm trước mặt mặt không cảm xúc cũng không hỏi viên cương vì sao muốn giết hứa dĩ thiên cũng chẳng thèm nhìn đến động tĩnh của viên cương ngược lại viên cương nói với hắn trở về để nhắn tin thì một người là đủ rồi như hữu đạo vẫn không lên tiếng mắt cũng không nháy lấy một cái lúc trước ở sườn núi khi nghe thân vệ nói về quá trình chém giết trong lòng hắn đã có suy đoán vì hắn hiểu rất rõ hầu tử cái chết của hứa dĩ thiên trước mắt đã chứng minh phán đoán trong lòng hắn trước đó. Hứa dĩ thiên đánh nhiều thân vệ như vậy, hầu tử sẽ không để y sống sót rời đi. Cút, viên cương lại hét lên với Trần Quy Thạc phía dưới. Trần Quy Thạc không dám trần trừ, được cho phép, lập tức quay đầu, cấp tốc xuống núi rời đi. Nghiêu Hữu đạo vẻ mặt bình tĩnh, nhấc kiếm trong tay, quay người tiến vào tham quan ngôi chùa. Điều kiện có hạn, không tiện mang theo thi thể 30 thân vệ rời đi, tình hình bây giờ cũng không tiện đưa về quê đây gọi là núi xanh nơi nơi trôn trung cốt cả đám người liền chọn một vùng đất nấp gió tụ nước ở trong khu rừng bên cạnh đào mộ an táng những thân vệ tử chiến ở đó nhiều người cùng làm nên tốc độ cũng nhanh có người bổ gỗ làm bia mộ sau khi khắc bi văn xong lại đóng từng cọc trước từng ngôi mộ bên cạnh mọi người đang bận rộn thường thục thanh lại tìm người trong cuộc lúc xảy ra chuyện này hỏi kỹ càng cụ thể chuyện xảy ra thêm lần nữa được biết trước khi chết quan thiết đã từng giữ viên cương lại nàng lại hỏi kỹ càng về hành động chi tiết của viên cương trước và sau lúc đó sau khi hơi nắm được tình hình thương thục thanh rơi vào trầm tư sau khi an trí xong cho tất cả những thân vệ chiến tử thương triều tông gọi thương thục thanh đến cùng mời rượu dân hương tiễn biệt nhang thì lấy từ trong chùa ra làm xong tất cả nghi thức sắc trời đã tối mọi người lục đục tản đi nên cảnh giới thì cảnh giới nên về chùa nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi tóm lại tâm trạng ai nấy đều rất nặng nề còn chưa tới đất phong đã tổn thất hơn 30 tinh nhuệ. Thương Triều Tông, làm Như Đình, Thương Thục Thanh vừa trở lại cửa chùa, chợt có một thân vệ chạy tới bẩm báo một tiếng với Thương Triều Tông, vương gia, viên cương đến mộ các huynh đệ. Thương Triều Tông khẽ gật đầu, cũng không nghĩ nhiều, đang định vào cửa chùa, Thương Thục Thanh lại nói ca, muội quay lại một chuyến. Chương 55, có mắt không biết đá dấu ngọc hai. Thương Triều Tông nghiêng đầu thở dài, chết nhiều huynh đệ như vậy, tâm trạng của mọi người không tốt có những chuyện ghi nhớ kỹ trong lòng cũng tốt, nghĩ thử xem an trí cho người nhà của họ như thế nào mới là thượng sách, không cần quá chú ý đến hình thức bên ngoài, đều là huynh đệ cũ, trong lòng đều hiểu rõ, không cần phải vờ vịt. Huống chi tình hình bên này chúng ta vẫn chưa quen thuộc, muội là một nữ nhân thế đơn lực bạc, ở bên ngoài không thích hợp, không nên nghĩ nhiều, trở về nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, sáng sớm mai còn phải lên đường sớm. Thương Thục Thanh biết hi hiểu lầm, cho rằng mình muốn đi giữ mộ. Ca, muội đi gặp viên cương, nói không chừng có thể thuyết phục hắn ta ở lại giúp đỡ ca. Ồ, thương chiều tông chậm rãi quay người, Lam như đình cũng quay người nhìn nàng, đều có vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thương thục thanh gạt đầu ra hiệu với hai người rồi chợt quay người bước nhanh đi, dáng người yêu Mỹ phiêu nhiên xuống núi. Thanh Nhi có ý gì? Thật sự có thể thuyết phục viên cương ở lại sao? Thương Triều Tông quay đầu hỏi Lam Như Đình. Lam Như Đình lắc đầu. Không chắc lắm, rõ ràng viên cương như thiên lôi, như hữu đạo sai đâu đánh đó. Tuy Nghiêu Hiếu Đạo là đệ tử Đông Quách Tiên Sinh nhưng lại chưa từng được Đông Quách Tiên Sinh dạy bảo, tâm tính không khác những tu sĩ khác, e là không muốn chọc vào phiền phức này. Có điều quận Chúa Thiên Tư thông minh, sẽ không nói lung tung, nếu đã nói như vậy thì chắc hẳn có nguyên nhân gì đó, vương ra cứ thử chờ xem. Sắc trời dần tối, trong núi xanh, những ngôi mộ mới san sát. Viên cương ngồi bên cạnh bồi hồi một lúc, hái một ít hoa dại bó thành một bó xinh đẹp, cầm bó hoa đi đến trước ngôi mộ mới, Bia mộ quan thiết ở trước tiên, rất dễ tìm. Viên cương đi đến trước mặt, xoay người cúi xuống, bó hoa bầy ngăn ngắn trước bia mộ, lại đứng thẳng dậy, lặng lặng nhìn tên trên bia mộ, ánh mắt dường như hơi hoảng hốt, không biết đang suy nghĩ gì. Âm thanh đi qua cỏ dại rất khẽ chuyển đến, viên cương bỗng nhiên quay đầu, tay đã vô thức mò đến chuôi chủy thủ, kết quả là nhìn thấy thương thục thanh đầu đội nón lá vải xa trong trạng thái căng cứng như báo săn chậm rãi đi tới, ngón tay cũng rời khỏi trùy thủ. Thương thục thanh dừng bước ở bên cạnh hắn ta, Nhìn chằm chằm bó hoa trước bia mộ. Nghi thức tặng hoa trước bia mộ là lần đầu ta nhìn thấy đấy." Viên Cương hờ hững nói, "Không phải nghi thức gì cả." Nhìn sắc trời, Thương Thục Thanh không định vòng vo với hắn ta, nói trước khi Quan Thiết Lâm trung hy vọng Viên huynh lưu lại, Viên huynh một mực không cho trả lời chắc chắn, bây giờ có thể cho Viên huynh một câu trả lời chắc chắn không? Viên Cương không chút rung động nói, "Chúng ta không phải người đi cùng một con đường, ta không thể lưu lại." Thương Thục Thanh liền hỏi, "Vì sao không thể lưu lại?" viên cương chậm rãi trả lời bởi vì đạo gia sẽ không lưu lại lời này khiến thương thục thanh có chút bất đắc dĩ nói hắn là tu sĩ tình cảnh hai huynh muội ta không tu sĩ nào dám gật bừa nếu không tất nhiên sẽ bị các tu sĩ khác liên thủ chèn ép huống chi hắn lại trêu chọc tới tống gia mục tiêu cố định rất dễ rơi vào ngoan thủ của tống gia hắn không muốn lưu lại chúng ta cũng có thể lý giải nhưng huynh và pháp sư không giống nhau huynh lưu lại sẽ không ai cố ý nhằm vào huynh tống gia sẽ không chú ý tới huynh Viên huynh, ca ta rất thích huynh, ánh mắt nhìn người của huynh ấy không sai, ta tin vào con mắt của huynh ấy. Bây giờ huynh muội chúng ta không có gì để cho huynh cả, chỉ có một tấm lòng chân thành, huynh muội chúng ta thật tâm thật ý mời huynh ở lại, ta nghĩ đây cũng là điều quan thiết hy vọng nhìn thấy. Viên cương tiếp lời, ta biết huynh muội các người nghĩ như thế nào, các người cảm thấy tu vi của đạo gia không cao, đó là do các người có mắt không biết đá dấu ngọc, đối với tình cảnh của các người mà nói, người như đạo gia quan trọng hơn tu vi của hắn, các người đã giữ sai đối tượng rồi. Thương Thục Thanh hứng thú nói, xin lắng tai nghe, ai ngờ viên cương mặt không biểu cảm, đạo gia ở lại, ta ở lại. Đạo gia đi, ta đi, gia chỉ nói chuyện vô ích, Thương Thục Thanh cười khổ nói, vậy làm sao mới có thể khiến Pháp Sư ở lại. Nàng thật sự không ôm chút lòng tin có thể khiến Nhiêu hữu Đạo ở lại. Viên cương lạnh nhạt nói, đạo gia trước kia thường nói một câu. Giang hồ cưỡi ngựa, gió cũng tốt, mưa cũng được. Thương Thục Thanh sừng sốt một chút, chợt hiểu rõ ý câu này. Việc có thể khiến Nghiêu Hữu Đạo quan tâm không quá nhiều, có điều từ trong câu nói đó của đối phương có thể nghe ra được một tia hy vọng. Nếu không đối phương đã không cần thiết nhắc đến chuyện trước kia của Ngưu Hữu Đạo, xem ra mình phán đoán không sai, nàng ta nảy sinh chút hưng phấn, không biết làm sao mới có thể khiến đạo gia giang hồ ghim ngựa. Viên Cương yên lặng một hồi lâu, cuối cùng nhìn chằm chằm bia mộ quan thiết nói một câu, đạo gia tương đối hứng thú với chuyện trong tu hành sau khi dứt lời lập tức nhanh chân quay đầu bước đi không nói nhiều thêm một lời thật sự hôm nay hắn ta đã làm chuyện không nên làm cũng đã nói lời không nên nói đã khiến đạo gia rơi vào phiền phức rồi thương thục thanh đưa mắt nhìn đôi mắt sáng dưới vành nón lá lộ ra tia phấn chấn trước đó tiếp xúc với nghiêu hữu đạo nàng luôn cảm thấy hắn không nói được một câu đáng tin cậy khó chơi một mực không tìm thấy hướng hạ thủ viên cương chẳng khác nào đã chỉ điểm phương hướng trong nam sơn tự đến giờ cơm vẫn chưa thấy bóng dáng thương thục thanh, đồ ăn đã bày trên bàn, thương triều tông ngồi xếp bằng hỏi Lam Như Đình đối diện, thanh nhi sao còn chưa trở lại. Lam Như Đình khẽ lắc đầu, đưa tay nói, vương ra dùng bữa trước đi, đồ ăn sẽ làm nóng cho quận chúa, bên quận chúa không cần phải lo lắng, đã có người coi sóc, có việc gì sẽ kịp thời thông báo. Lời vừa dứt, ngoài cửa có một thân vệ tiến đến, chắp tay bẩm báo nói, vương ra, quận chúa truyền lời, bảo vương ra và Lam Tiên sinh dùng bữa trước, không cần chờ thương triều tông nhíu mày quận chúa có chuyện gì không thân vệ đáp không biết hạ chỉ biết quận chúa đến chỗ pháp sư thương triều tông và lam như đình hai mặt nhìn nhau trong phòng một ngọn đèn dầu lờ mờ nghiêu hữu đạo xếp bằng trên một bồ đoàn trước mặt là một cái bàn nhỏ bên trên có một cái đĩa trên đĩa là một khối thịt lớn khối thịt nạc rất lớn tỏa khói nghi ngút nghe nói đây là một con lợn rừng được săn cách đây không lâu hai nghiêu hữu đạo cầm đũa lên vài lần không kìm được than lại là thịt luộc còn cả một miếng lớn như vậy, bảo sao người ta nuốt cho nổi đây. Đương nhiên, hắn cũng phải thừa nhận, Thương Triều Tông không bạc đãi hắn chuyện cơm nước, lần nào cũng dâng cho hắn thứ tốt nhất. Ngay từ đầu, trên đường khi có điều kiện được ăn thịt, thân vệ bên dưới liền dâng lên cho hắn miếng thịt mỡ dày, thịt mỡ trắng bóng nhìn mà hoa cả mắt khiến người nhìn cũng muốn ói. Nhưng hắn cũng có thể lý giải, đối với những người kia mà nói, đối với những bách tính loạn thế ăn không đủ no mà nói, đối với một đám võ phu tiêu hao nhiều thể lực mà nói, đây tuyệt đối là thứ tốt miếng thịt mỡ lớn nhất đều cho ngươi như vậy là đã đối xử với ngươi tốt đến mức không thể tốt hơn được nữa có điều hắn không thể nuốt trôi sau đó hắn dặn nói mình không ăn thịt mỡ chỉ ăn thịt nạc kết quả trước mặt là một miếng thịt nạc lớn thịt nạc thì thịt nạc ít nhất các ngươi cũng cắt từng miếng nhỏ tinh tế một chút một cục lớn như vậy tùy tiện bỏ vào nước trong nấu với chút muối là bưng lên vậy đấy à văn hóa nấu nướng của thời đại này hắn thật không dám mong đợi đối với hắn mà nói ít đậu hũ trộn hành còn ngon hơn thứ này. Hắn đã tự nói với mình không biết bao nhiêu lần, đợi ổn định xong, vấn đề ẩm thực nhất định phải cải thiện một chút. chương năm sáu người có chuyện, ta gánh. Có điều với điều kiện này cũng không thể ép người ta làm ra những thứ không có, tạm thời cứ chấp nhận vậy. Vừa cầm con dao nhỏ cắt thịt trong tay, đang chuẩn bị cắt thịt thì trước cửa xuất hiện một bóng dáng hiểu điệu, ngoại trừ quận chúa Thương Thục Thanh còn có thể là ai. Không thấy bóng dáng hầu tử, nữ nhân này lại tới, khá thú vị nghiêu hữu đạo hơi híp mắt lại mỉm cười đưa tay ra giấu mời vào cũng để con dao nhỏ trong tay xuống thương thục thanh đi đến bên cạnh bàn quỳ chân ngồi đối diện nghiêu hữu đạo quấy giày đạo gia dùng bữa đắc tội đạo gia nghiêu hữu đạo nở nụ cười như không cười đối phương lại đổi giọng thành đạo gia xương hô như vậy ở kiếp này không phải chỉ có mình hầu tử sao hắn cười nói không sao không sao cũng không muốn ăn lắm thương thục thanh thủ nghệ của người dưới không hợp khẩu vị đạo ra sao vậy cũng xứng xưng là thủ nghệ, như hữu đạo thẩm oán không thôi, lười đà kích đối phương, hắn lắc đầu, là do chuyện hôm nay ảnh hưởng khẩu vị, sợ vương ra và quận chúa trách cứ. Thương Thục Thanh trầm mặc chậm rãi nói, người mất đã mất nhưng cầu người sống có thể sống tốt hơn, có thể cho người chết một công đạo, như vậy là tốt nhất. Tất cả mọi người đều nên nhìn về phía trước, không cần thiết cứ xa vào quá khứ không cách nào tự vực dậy được. Hai người đều đang mập mờ suy đoán, đều không nói toạc mọi chuyện ra. Nghiêu hữu đạo cười nói, quận chúa sao có nhã hứng chạy đến tìm nghiêu mỗ nói chuyện phiếm vậy. Thương Thục Thanh đi thẳng vào vấn đề nói, có phải đạo gia chuẩn bị rời đi không? như hữu đạo mỉm cười, cũng có ý định này. Thương Thục Thanh đứng thẳng ưỡn ngực, đường đường chính chính nói, Thanh Nhi nay tới đây là hy vọng đạo gia có thể ở lại giúp huynh muội ta một tay. Nghiêu hữu đạo cười tủm tỉm, ta chẳng qua chỉ là một tiểu tu sĩ cảnh giới luyện khí, e là không có năng lực giúp đỡ các cô một tay, vẫn nên đổi một cao nhân khác đi. Thương Thục Thanh, không dối gạt đạo gia, cũng không phải vô lễ với đạo gia, huynh đệ ta ở tình trạng nghèo túng thế này, tiền đồ khó lường, nguy cơ trùng trùng, đã không ai nguyện ý dính dáng đến chúng ta, mọi người đều tránh như tránh tà. Huynh muội chúng ta cũng không có tư cách kén chọn, nhưng phàm là người có bản lĩnh, huynh muội chúng ta đều sẽ cố gắng hết sức giành lấy, góp gió thành bão, tích cát thành thác tin chắc cuối cùng cũng sẽ có ngày cuồn cuộn minh mông. Huống hồ đạo gia là đệ tử của Đông Quách Tiên Sinh nghiêu hữu đạo cười ha ha nói ta cũng không rõ sư phụ ta có quan hệ gì với các ngươi nhưng mối quan hệ đó cũng không buộc được ta kéo sư phụ ta vào đây để nói không có ý nghĩa gì đâu vẫn nên luận sự làm việc tốt hơn dựa vào cái gì mà ta phải lưu lại đây bán mạng cho các ngươi thương thục thanh nói đạo gia giúp chúng ta một tay chúng ta sẽ dốc hết sức lực cung cấp tài nguyên tu luyện cho đạo gia nghiêu hữu đạo nhíu mày chậm rãi nói tự thân các ngươi còn khó đảm bảo liệu có tài nguyên tu luyện có thể cung cấp cho ta không cho nên nguyện cùng đạo gia dắt tay nhau cùng cố gắng chứ không phải bắt đạo gia nghe theo hiệu mệnh của chúng ta chưa nói đến đạo gia đắc tội tống gia chỉ với cái danh đệ tử thượng thanh tông tu sĩ thiên hạ này e là rất khó dung đạo gia muốn đạt được tài nguyên tu hành rất khó mặc dù huynh muội chúng ta hiện tại chưa có tài nguyên tu hành gì nhưng chỉ cần đoạt được thứ gì thì đều sẽ là của đạo gia giúp chúng ta chút sức lực chúng ta toàn lực tranh giành tài nguyên tu hành cho đạo gia thương thục thanh cương quyết nghiêu hữu đạo cầm con dao nhỏ trên bàn lên thưởng thức sau khi nghe xong có vẻ như hơi không kiên nhẫn nói được rồi lại nhảy trong rông dài không có ý nghĩa gì quyết định như vậy đi hả thương thục thanh hơi không hiểu nghi ngờ nói đạo gia có ý gì nghiêu hữu đạo thở ơ nói ta đồng ý ở lại ồ thương thục thanh sửng sốt vô cùng khó tin dễ như vậy đã thuyết phục được rồi nàng ta đã chuẩn bị để công thành đã ủ đủ các lời lẽ thuyết phục cuối cùng chưa kịp dùng tới đã thành công rồi nàng ta nghi hoặc hỏi lời này là thật sao nghiêu hữu đạo dương mắt nhìn về phía đối phương hỏi lại hẳn trong mắt quận chúa Như mẫu là loại người lật lọng thương thục thanh nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ vội vàng đứng lên sửa sang lại y phục khom người rồi lại đứng thẳng người hưng phấn nói đạo ra chờ một chút ta mời ca ta tới đáp tạ tạ thì miễn đi các người cũng chẳng bỏ ra được thứ gì để tạ mấy thứ hư ảo kia thì chẳng cần đâu vẫn nên nghe ta nói xong cái đã ngón tay sờ sờ lưỡi dao trên tay, ánh mắt nhiều hiếu đạo lạnh lẽo nhìn chầm chầm đối phương, nói, ở lại thì được nhưng ta có điều kiện, không cho phép để hầu tử xông pha chiến đấu, không cho phép dùng hầu tử làm vũ khí, nếu không đừng trách ta không khách khí. Con dao nhỏ tuột ra khỏi tay, cắm vào miếng thịt trong dĩa. Thương Thục Thanh khẽ giật mình, rơi vào hai cái khó. Ca ca mình muốn lưu viên cương lại không phải vì cảm thấy viên cương có năng lực ở phương diện kia sao? Nếu không để viên cương đi sông pha chiến đấu, vậy thì cần để làm gì? Nếu chỉ vì võ lực cá nhân, như Hữu Đạo đúng là hoàn toàn thích hợp hơn Viên Cương. Do dự mãi, chuyện này không khó lựa chọn, không đáp ứng có thể đối phương đi ngay, không có được gì cả, đáp ứng chỉ ít còn có thể lưu được hai nhân thủ. Căn bản đã đến mức này, không còn phương án nào tốt hơn nữa, cuối cùng Thương Thục Thanh vẫn gật đầu nói, được, ta đồng ý với đạo gia, bên kata ta có thể cam đoan. Ngưu Hữu Đạo gật đầu, vậy một lời đã định, sau khi, ai người khách sáo một phen thương thuộc thanh cáo từ, lúc đến phấn chấn tinh thần tới, lúc đi lại có hơi mất hứng. Người thì lưu lại rồi nhưng không đạt được hiệu quả như dự đoán. Sau khi thương thuộc thanh đi không lâu, ngoài cửa lại xuất hiện một người, viên cương yên lặng đi đến. Như hữu đạo khoanh chân ngồi tĩnh tọa nhìn thấy dĩa đồ ăn trước mắt không hề động đến, viên cương ngồi xếp bằng rối diện nói, vừa thấy quận chúa từ đây ra, có chuyện gì vậy? Như hữu đạo thật yên lặng nói, còn có thể có chuyện gì? với cái bộ dạng quái gì kia của nàng ta, ta có thể nói chuyện yêu đương với nàng ta được sao? Nàng ta hy vọng chúng ta có thể ở lại trợ giúp chút sức lực cho hai huynh muội bọn họ. Ta đã đồng ý rồi, viên cương hơi cúi đầu, nói, việc này trách ta. Lời còn chưa dứt, như hiếu đạo đã cắt ngang, không liên quan gì đến ngươi, điều kiện đưa ra ta khó mà cự tuyệt. Nàng ta đồng ý rằng nếu sau này việc thành hai huynh muội sẽ toàn lực cung cấp tài nguyên tu luyện cho ta. Viên cương cúi đầu im lặng nói, đạo gia, chuyện ngày hôm nay ta làm sai, là ta nói những lời không nên nói, thật xin lỗi. Trong lòng hắn ta biết rõ, có một số việc không thể gạt được đạo gia. Hai người hiểu rất rõ nhau, đạo gia vì hắn ta nên mới lưu lại. Nghiêu hữu đạo vẫn hứng hờ chậm rãi nói, nói lỗi phải gì đó thì hơi quá rồi, làm người hai đời, huynh đệ một kiếp, người có chuyện, ta gánh. Viên cương im lặng, gương mặt hơi căng thẳng, nghiêu hữu đạo đưa tay gõ bàn một cái nói, tức giận nói, ngươi nhìn đi, ngươi nhìn đi, lại là một cục lớn, mọi người đều là người có văn hóa, có thể để người ta có tướng ăn một chút được không hả? Ngày nào cũng ăn theo phương pháp thùng cơm thế này, nhìn thôi cũng thấy nóng máu rồi. Đợi yên ổn lại, người phải nghĩ vài biện pháp đấy. mươi 57, có đánh cược không? Một, viên cương không nói gì, đưa tay rút con dao nhỏ trên khối thịt lớn ra, bắt đầu cắt khối thịt thành từng miếng, dao pháp thành thạo, độ dày của miếng thịt bằng nhau. Lúc này Nhiêu hữu Đạo mới cầm đũa lên, gắp thịt bỏ vào miệng chậm rãi nhai nuốt cắt xong khối thịt viên cương trực tiếp dùng tay lấy từng miếng thịt nhét vào trong miệng nhai kỹ nuốt chậm hai người cứ như vậy không nói lời nào ngồi đối diện nhau chậm rãi ăn xong một dĩa thịt đợi sau khi viên cương thu dọn sạch sẽ như hiếu đạo duỗi lưng một cái chụp kiếm làm thủ trượng đặt một bên lên đứng dậy đi ăn nó đi tiêu cơm đi ra ngoài phòng đình viện u ám đèn lồng dưới mái hiên lắc lư lúc sáng lúc tối đi dạo đông đi dạo tây cuối cùng đặt chân dạo đến viện lạc của thương triều tông có người đi vào thông báo một tiếng, Thương Triều Tông, Lam Như Đình và Thương Thục Thanh đều đi ra. Đạo gia, gặp mặt chào hỏi, cách xưng hô đều đã đổi, có điều cách xưng hô này thốt ra từ miệng người có tuổi như Lam Như Đình nghe thấy hơi là lạ. Như hiểu đạo hơi giật mình, mắt nhìn Thương Thục Thanh, rõ ràng lời cam đoan của nữ nhân này rất hữu hiệu, bên này đều đã đáp ứng rồi. Nếu vậy, hắn cũng không vòng vo nữa, ta luôn bị giam lỏng ở Thượng Thanh Tông, không hiểu rõ tình huống bên ngoài, với suốt thân chư vị chắc hẳn địa đồ là chuyện bình thường. Ta cần địa đồ, còn cần nắm được tình hình và trạng thái xung quanh, nhất là vùng đất phong huyện Thương Ngô. Nếu là trước đây, hắn căn bản không muốn đến huyện Thương Ngô đất phong của Thượng Thanh Tông, cho nên hắn không để ở trong lòng. Nhưng giờ thì khác nên hắn đã bắt đầu chú ý. Viên cương đứng bên mừng rỡ, như hữu đạo đã mở miệng nói vậy, với tác phong này khiến hắn ta lại nhìn thấy hình bóng đạo gia từng hô phong hoán vũ trên giang hồ ngày xưa. Hắn ta ý thức được giờ đạo gia đã muốn làm thật, đã chính thức muốn tham gia vào chuyện của nhóm người này. Mấy người hai mặt nhìn nhau, trong ấn tượng của bọn họ, tu tù sĩ tùy tùng bình thường chỉ bảo vệ an toàn của mục tiêu hoặc làm những chuyện mà các võ phu bình thường không thể làm được. Nghe khẩu khí đòi địa đồ này thì hình như có chút gì đó không đúng. Có điều thương Triều Tông vẫn vuốt cầm nói, có, đạo ra vào trong chờ một chút. Đưa tay mời vào, cả đám người tiến vào, rất nhanh có người lấy mấy bản địa đồ tới, nhỏ là địa đồ chi tiết của huyện Thương Ngô, lớn là lược đồ nước Đại Yên cũng có bên này đang định giúp hắn mở địa đồ thì như hữu đạo giơ tay lên một cái. Không vội, hỏi tình hình trước cái đã, hy vọng vương gia có thể nói chi tiết. Mấy người nhìn nhau, thương triều tông gật đầu, đạo gia cứ nói đừng ngại, như hữu đạo cao mày nói, không đi huyện thương mô không được sao. Mấy người đại khái biết ý hắn, làm như đình nói tiếp, đạo gia có chỗ không biết, nếu dám trạch hướng lộ tuyến, sợ là lập tức sẽ chọc cho triều đình phái quân truy sát. Dựa vào thực lực chúng ta căn bản không có năng lực phản kháng, nguy hiểm này chúng ta không gánh nổi. Như hữu đạo ồ một tiếng, triều đình đã đối đãi như vậy, cần gì phải thả các ngươi ra khỏi kinh, chẳng lẽ huyện thương ngô này là nơi ghê gớm gì đó có thể như cái lồng vây khốn vương ra, để vương ra không thoát thân được sao? Nguyên nhân thực sự bên trong khiến mấy người thương triều tông hơi khó mở miệng. Như hữu đạo nhìn phản ứng của mấy người kia lạnh nhạt nói, đi theo các ngươi tức là đi liều mạng. Hai huynh đệ ta chỉ có một cái mạng, không muốn chết mơ hồ, ta muốn nghe nói thật. Nguyện nói thì nói, không muốn nói, hai chúng ta lập tức rời đi. Ca, làm tiên sinh, thương thục thanh bỗng nhiên lên tiếng, khẽ gật đầu với hai người. Thế là thương triều tông cũng chậm chậm gật đầu, làm như đình thở dài một tiếng, cười khổ nói, lúc trước triều đình tìm cớ bắt vương ra, rõ ràng là muốn dồn vương ra vào chỗ chết, ta thấy tình hình không ổn, liền thả phong thanh. Phong thanh đơn giản là chuyện mười vạn nha tướng kia, sau khi nghe xong chân tướng, như hữu đạo hiểu rõ triều đình vốn muốn diệt cỏ tận gốc thế lực của Ninh Vương, vốn thương triều tông hẳn phải chết không nghi ngờ. Vị Lam tiên sinh này vì muốn cứu thương triều tông đã cố ý tung tin đồn nhảm, mắt thấy nước đại yên thù trong giặc ngoài, bấp bênh, biết cơ hội đã đến, lại bỏ thêm dầu vào lửa, ám chỉ nơi cất giấu 10 vạn nha tướng kia là ở huyện Thương Ngô, như vậy mới giúp thương triều tông ra khỏi thiên lao, thấy lại ánh mặt trời. Hắn cũng hiểu rõ vì sao mấy người này không muốn nói rõ chân tướng. Lỡ như hắn là thám tử do triều đình phái tới, một khi moi được chân tướng từ miệng bọn họ, Triều Đình biết 10 vạn nha tướng chỉ là lời đồn thì hậu quả không cần nghĩ cũng biết. Việc liên quan đến sinh tử của nhiều người như vậy có thể lý giải. Hắn không khỏi một lần nữa liếc mắt nhìn Thương Thục Thanh, ban nãy rõ ràng do nữ nhân này ra hiệu đối phương mới mở miệng. Hắn phát hiện nữ nhân này thật sự khá thú vị, suy nghĩ của hắn xoay chuyển, Ngưu Hiếu đạo lại hỏi, "Lam tiên sinh hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ ám chỉ nơi cất giấu 10 vạn nha tướng kia là ở huyện Thương Ngô." Lam Như Đình giải thích, "Huyện Thương Ngô địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, sau khi vương ra đến đó dễ có trốn đặt chân. Như hữu đạo lạnh lùng liếc mắt, 500 kỵ binh tác chiến ở đất bằng còn được, địa thế hiểm yếu ngược lại thành uy hiếp cho kỵ binh, căn bản không thi triển được. Cho dù địa thế huyện Thương Ngô hiểm yếu thì đã sao, chỉ 500 nhân mã canh giữ ở huyện Thương Ngô có thể ngăn cản đại quân triều đình sao? Hẳn Lam Tiên sinh nghĩ ta tuổi trẻ dễ lừa gạt, lời này làm Lam Như Đình có chút xấu hổ, thường thục thanh vội lên tiếng giảng hòa nói, phụ vương lúc còn sống ít nhiều vẫn có chút bộ hạ cũ đang ẩn nấp, họ được bố trí ở huyện Thương Ngô. Nghiêu Hữu đạo hỏi, có bao nhiêu người? Thương Thục Thanh khẽ thở dài, phụ vương khi còn sống mặc dù chấp trưởng binh mã đại yên nhưng cây đổ bầy khí tan, cộng thêm cường lực hiện nay thanh tẩy, người đáng tin không nhiều, chỉ có hơn ngàn người đang chờ ca ca ở huyện Thương Ngô, người bình thường cũng không dám tùy tiện gọi đến. Nói đến chuyện này, Nghiêu Hữu đạo lại thấy hơi kỳ quái, uy danh ninh vương ta có từng nghe nói đến. xa trường danh tướng há lại là hạng người không não, cho dù muốn khôi phục võ triều cường thịnh áp chế tu sĩ thiên hạ cũng đâu cần phải nói rõ ra tội gì phải đắc tội với tu sĩ trong thiên hạ có câu lời chưa nói ra chưa chắc đã như vậy đường đường một đại soái binh mã bên cạnh có một đám cao thủ tu sĩ bảo hộ há có thể dễ dàng gặp chuyện như vậy nhắc đến điều này lại là một chuyện khiến mấy người lúng túng chủ trương của ninh vương xâm phạm lợi ích của tu sĩ trong thiên hạ vị đạo gia này dù sao cũng là tu sĩ thương triều tông luôn yên lặng quan sát nghiêu hiếu đạo từ từ nói việc này sợ là không thoát khỏi liên quan đến đương kim thánh thượng như hiểu đạo a à một tiếng lời này là thế nào làm như đình thở dài tu sĩ các môn các phái trong thiên hạ cần có người phát ngôn thế tục nâng đỡ để vận chuyển lợi ích cũng tức cái được gọi là tài nguyên tu luyện có điều những người phát ngôn kia cũng không cam tâm làm con rối bị người ta khống chế mãi vậy nên họ đứng giữa lôi kéo các môn các phái chèn ép áp chế lẫn nhau không để cho một phái nào được yên ổn nếu không bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng thế là tạo thành cục diện thiên hạ như bây giờ thực ra triều đình các nước không ai muốn bị người trong giới tu hành cưỡng ép trong lòng chắc cũng không khác gì ninh vương có điều không ai dám biểu hiện ra ngoài thôi ninh vương cũng không ngốc vì sao lại công nhiên làm mọi người phẫn nộ như vậy chuyện này trung quy cũng do có người ở sau lưng quấy phá năm đó tiên hoàng kỳ thật cố ý chuyển vị cho ninh vương lại đột nhiên tuôn ra tin ninh vương chủ trương cực đoan dưới sự ép bức của các thế lực tu hành áp lực của tiên hoàng lớn đến mức không người ngoài nào có thể tưởng tượng được. Cuối cùng, tiên hoàng đột nhiên băng hà, chết không rõ ràng, sau đó di chiếu là truyền vị cho đương kim hoàng thượng, trong chuyện này lộ ra rất nhiều điểm kỳ quặc. Chương 58 có đánh cược không? Hai, những lời này Ngưu Hữu Đạo vừa nghe đã hiểu, nói trắng ra đằng sau là chuyện tranh giành hoàng quyền. Hắn không hứng thú chuyện này, chỉ muốn tìm hiểu tình hình, sau khi biết rồi cũng không nói thêm nhiều, tìm địa đồ nước đại yên trải ra trên bàn, Thương Triều Tông có vẻ thờ ơ lạnh nhạt, muốn xem thử vị đạo gia này muốn làm gì. Ánh mắt dưới khăn lụa của Thương Triều Tông thỉnh thoảng liếc về phía Nưu Hữu Đạo, hơi có chờ mong. Nàng ta nhớ cái viên cương trước đó nói qua, với hoàn cảnh của các ngươi mà nói, con người đạo gia quan trọng hơn tu vi của hắn. Mặc dù nàng ta vẫn hoài nghi điều này nhưng cũng không phải là không hề tin. Trước kia bởi vì người ta tuổi trẻ mà xem thường tu vi người ta, kết quả vừa ra tay kinh người, rất có hương vị thâm tàng bất lộ, bởi vậy có chút chờ mong. Trên bản đồ, diện tích quốc thổ nước Đại Yên bằng quốc gia khác, Đông có Tống Quốc, Bắc có Hàn Quốc, Tây có Triệu Quốc, Nam Lâm biển rộng minh mông. Huyện Thương Mô thuộc quận Thanh Sơn Nam Châu nước Yên, vừa hay quận Thanh Sơn có vị trí gần biển, phía đông giáp với quận Quảng Nghĩa, mà Tây cách một huyện, sắp tiếp giáp nước Triệu. Hạ hạt Nam Châu có 11 quận, quận Thanh Sơn và quận Quảng Nghĩa đều thuộc Nam Châu. Châu Mục Tuần Phủ Hiền chính là địa thần tâm phúc của đương kim thánh thượng nước Yến, vì thánh thượng chấn thủ một phương, khá có năng lực, luôn áp chế thái thú quận Quảng Nghĩa Phượng Lăng Ba. Nói liên nguyên một hồi, sau khi nghe Lam Như Đình giới thiệu xong về trạng thái xung quanh huyện Thương Ngô, Ngưu Hữu Đạo chỉ vào quận Quảng Nghĩa trên địa đồ, hỏi Phượng Lăng Ba chỉ là một quận mà dám xây dựng quân đội riêng, e là môn phái tu hành đứng sau thực lực không kém. Lam Như Đình vê dâu gật đầu, đúng là như thế, đứng sau ủng hộ Phượng Lăng Ba chính là Thiên Ngọc Môn, là một trong số ít những đại phái tu hành của nước Yến. Thê tử Phượng Lăng Ba là Bành Ngọc Lan, chính là nữ nhi của Bành Ngục tại trưởng môn đương nhiệm của Thiên Ngọc Môn. Phượng Lăng Ba có thể có thành tựu ở quận Quảng Nghĩa, có thể nói thành cũng do Bành Ngọc Lan, bại cũng do Bành Ngọc Lan. Ồ, xin chỉ giáo, như hữu đạo lĩnh giáo, làm như đình giải thích nói, chính vì cưới Bành Ngọc Lan, được đại lực của Thiên Ngọc Môn ủng hộ Phượng Lăng Ba mới dám, cũng mới có được khí tượng như hiện nay. Nhưng cũng vì cưới Bành Ngọc Lan, các môn phái khác không dám để Phượng Lăng Ba phát triển an toàn, sợ sau khi Phượng Lăng Ba đắc thế sẽ khiến Thiên Ngọc Môn độc chiếm lợi ích to lớn, vì vậy nên áp chế. Thì ra là thế, như Hữu Đạo sở cầm suy tư, nhìn chằm chằm địa đồ, trầm ngâm một hồi lâu, từ từ nói, không biết sau khi vương gia đến huyện Thương Ngô thì có dự định gì. Thương Triều Tông gần từng chữ, đạo gia, đây không phải vấn đề tín nhiệm hay không tín nhiệm, từng vấn đề ngươi hỏi đều chí mạng, một khi tiết lộ phong thanh, không biết bao nhiêu người phải đầu rơi xuống đất. Ngụ ý là có vài việc không tiện nói cho ngươi. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười, đối phương không nói, hắn còn đang hoài nghi, nói thế này thì hắn càng nắm chắc hơn, ngón tay chỉ vào vị trí huyện Thương Ngô trên địa đồ. Nơi này chật hẹp, cho dù có một ngàn nhân mã hậu bị thì sao? Chuyện người vạn nhà tướng chỉ có thể lừa gạt triều đình nhất thời, lừa gạt không được lâu dài, một khi triều đình muốn động thủ, chút thực lực trong tay vương gia căn bản không thể ngăn được. Huống chi triều đình dám thả vương gia đến đây thì chắc chắn ở huyện Thương Ngô đã có chuẩn bị chắc hẳn bên vương gia đã mưu đồ xong đường lui. Đường lui chỉ có đơn giản vài đường, phía đông tống quốc cách rất xa, vương gia không có cơ hội đi tìm nơi nương tựa, phía tây triệu quốc có chút cơ hội. Có điều trên đường đi vương gia không cam lòng khi thấy nghiêu mỗ vứt lương khô, đoán khả năng vương gia đầu hàng địch không lớn. Huống hồ triệu quốc chưa chắc đã cho vương gia cơ hội tái khởi, vậy thì nghĩ đi nghĩ lại. Ngón tay hắn hướng trượt xuống dưới, chỉ về phía hải vực phía nam huyện Thương Ngô cũng chỉ có ra biển con đường này. Vương gia đã kinh doanh nhiều năm, chắc hẳn có biện pháp tránh tai mắt mọi người thoát thân, đến huyện Thương Ngô có thể xem tình hình rồi quyết định. Một khi tình hình không ổn, lập tức thu nạp nhân mã, theo con đường bí mật xuôi nam ra biển. Trước tự bảo vệ mình, sau đó ngưu đồ Đông Sơn tái khởi, không biết ngưu mỗ đoán đúng không? Lời này vừa nói ra, Thương Triều Tông, Lam Như Đình cùng Thương Thục Thanh đều lộ vẻ mặt kinh hãi. Trước đó Thương Triều Tông ở Thiên Lao còn chưa biết Lam Như Đình và Thương Thục Thanh ở ngoài Lao đã mưu đổ bí mật chuẩn bị đường lui từ rất lâu. Sau này Thương Triều Tông mới biết và chỉ có ba người biết bí mật này. Không ngờ rằng nó lại bị Nhiêu Hữu Đạo một câu nói toạc ra, chuyện này nếu thật sự tiết lộ ra ngoài thì chắc chắn sẽ chặt đứt đường lui cuối cùng của họ. Viên Cương quan sát phản ứng ba người một chút, xem ra đạo gia đã đoán đúng rồi. Ngón tay Nhiêu Hữu Đạo lại chỉ vào quận Quảng Nghĩa, Vương gia, theo ta thấy, huyện Thương Ngô tạm thời không đi vội, ngại gì mà không ở quận Quảng Nghĩa kéo dài chút thời gian. Thái độ thương Triều Tông trong nháy mắt thay đổi, chắp tay thỉnh giáo, xin lắng tai nghe. Giờ đi huyện Thương Ngô kết quả trên cơ bản không có đường khác để đi. Nhi tử Ninh Vương, không quốc gia nào dám tùy tiện thu nhận, vương gia chỉ có xuôi nam ra biển tránh họa, đi lần này tương đương với từ bỏ nơi sống yên ổn cuối cùng ở Yến Quốc. Vương gia trốn như vậy, nói không chừng còn bị chụp cái mũ phản quốc, sau này khó thu nạp bách tính lòng dân ở Yến Quốc chỉ cần Yến quốc không đổ sợ là sau này vương gia rất khó có cơ hội trở về. Hơn nữa sao có thể chắc chắn đương kim hoàng thượng sẽ không phái người ra biển tìm kiếm tiếp tục đuổi giết. Như hữu đạo chỉ vào quận Quảng Nghĩa nói, Phượng Lăng Ba có quân đội riêng chính là cơ hội của vương gia. Có thể liên hợp với Phượng Lăng Ba chống lại triều đình. Thương triều tông cười khổ, chút thực lực trong tay ta e là Phượng Lăng Ba chẳng thèm nhìn thấy một cái, sao có thể liên hợp với ta. Hơn nữa, thiên ngọc môn e là cũng không muốn thấy ta và phượng lăng ba hợp tác với nhau lời này của vương gia sai rồi thực lực cứng của vương gia hơi kém một chút nhưng thực lực mềm thì vẫn có chỉ dựa vào chiêu bài nhi tử ninh vương của vương gia thì đã rất có triển vọng như hữu đạo an ủi một câu lại nở nụ cười gian xảo nói chi bằng như mỗ và vương gia đánh cược nhé, thế nào lời này vừa nói ra thương thục thanh cùng lam như đình hai mặt nhìn nhau thương chiều tông ồ một tiếng hứng thú nói không biết cược cái gì Nghiêu Hữu đạo mỉm cười nói, ta nguyện vì vương gia đến quận Quảng Nghĩa một chuyến, mượn Phượng Lăng ba một đạo nhân mã, có thể bảo vệ vương gia yên ổn đặt chân đến huyện Thương Ngô, không biết ý vương gia thế nào. Ba người thương triều tông sửng sốt có vẻ muốn nói người đang nói chuyện hoang đường gì vậy. Đừng nói là liên hợp với người ta, Phượng Lăng ba không đuổi chúng ta đi là tốt lắm rồi, còn muốn người ta cho mượn người mượn ngựa, thế này chẳng phải đang kể câu chuyện cười sao, nếu Phượng Lăng ba là đồ đần thì còn tạm được. Trong mọi người chỉ có mình viên cương là không chút rung động. Thương Thục Thanh lên tiếng nói, đạo gia, việc này không đùa được đâu. Nghiêu hữu đạo khoát tay, chỉ hỏi vương gia có đánh cược hay là không. Thương Triều Tông quả quyết nói, được, bổn vương cược, không biết tiền cược là thứ gì. như hữu đạo chỉ về phía viên cương, nếu ta không thể mượn được nhân mã, để hầu tử nghe theo lệnh vương gia, nếu ta mượn được nhân mã, e là phải để vương gia chịu chút tuổi thân nho nhỏ. chương 59 cũng không phải là ba hoa trích trẻ một. Thương Thục Thanh cảm thấy trong lời nói có điều gì đó, dường như hơi lo lắng ca ca mình chịu thiệt thòi, sợ ca ca vội vàng đồng ý liền hỏi tuổi thân nho nhỏ. Không biết đạo gia có thể chỉ rõ không, làm như đình nghe vậy cũng gật đầu, ông cũng lo lắng điều này. Như hữu đạo lạnh nhạt nói, cũng không tính là tuổi thân gì, thật sự tài nguyên có thể sử dụng trên tay vương gia có hạn. lần này ta đi để đạt được mục đích có thể sẽ làm vài chuyện không từ thủ đoạn, đến lúc đó mong rằng vương gia có thể phối hợp, đừng trách cứ. Thương Thục Thanh nói, cái gọi là binh bất yếm trá, đạo gia lần này đi thi triển một vài thủ đoạn dĩ nhiên có thể hiểu được, nhưng nếu là quá mức thương thiên hại lý, dễ hại ca ta. Như hữu đạo giơ tay lên cắt ngang, quận chúa yên tâm, vương gia cũng có thể yên tâm, như mỗ ở đây cam đoan, tuyệt đối sẽ không để vương gia phải gánh thanh danh thương thiên hại lý, cũng sẽ không làm ra hậu quả gì khiến vương gia khó có thể chịu đựng. Tóm lại lần này đi sẽ không làm chuyện gì có hại cho vương gia mà ngược lại, vương gia có thể thừa nhận không có bất kỳ liên quan gì với ta. Vừa nghe vậy, mấy người hơi yên tâm nhưng vẫn khó có thể tin được như trước, Phượng Lăng ba sao có thể cho mượn binh chứ. Làm như đình trầm mực suy tư đột nhiên lên tiếng nói, đạo gia, nấn ná ở quận Quảng Nghĩa quá lâu e rằng không thích hợp, phía triều đình bên kia không biết sẽ có phản ứng gì. Còn cả tống gia bên kia, đạo gia giết tống diễn thanh, giờ lại lưu lại ở quận Quảng Nghĩa, mục tiêu quá mức rõ ràng, e là tống gia sẽ làm những chuyện bất lợi cho đạo gia bên triều đình dễ xử lý thôi mấy chục thân vệ hy sinh vương gia có thể sầu não một chút buồn bã đi tế bái chậm chạp không muốn rời đi dừng lại mấy ngày không phải là không tạm tin được như hữu đạo không chút nào áy náy vì cái chết của những thân vệ kia còn tống gia lần này đi là để giải quyết chuyện này ta tự có biện pháp ứng đối thương triều tông gật đầu làm như đạo gia nói đi không biết đạo gia định khi nào xuất phát cần chuẩn bị gì việc này không nên chậm trễ xuất phát trong đêm đến quận quảng nghĩa Ngoài ra, xin vương gia cử 20 thân vệ thông minh cơ trí một chút đồng hành với ta, hơn nữa còn cần chút tài vật, một vạn kim tệ. Nghiêu hữu đạo trả lời, một vạn kim tệ, trên mặt thương triều tông và thương thục thanh lộ vẻ khó xử. Con số này không phải con số nhỏ, số tiền đó đủ để nuôi vài trăm nhân mã trong vài năm. Hai huynh muội không nghĩ ra cần nhiều tiền như vậy làm gì. Chẳng lẽ cầm tiền này đi đổi nhân mã? Tuy một vạn kim tệ không ít nhưng nếu nói đem đi để đổi một chi nhân mã đủ để đặt chân ở huyện Thương Ngô chắc chắn là không đủ, Phượng Lăng Ba cũng sẽ không đồng ý. Người ta còn chưa nghèo đến mức cho người nhân mã vì một vạn kim tệ. Làm như đình cười khổ nói, không dối gạt đạo ra, nếu đến huyện Thương Ngô, gom góp một vạn kim tệ không thành vấn đề, hiện tại trong tay cộng lại còn chưa tới một ngàn kim tệ, một vạn kim tệ thật sự là không bỏ ra nổi. Như hữu đạo vung tay lên, không có thì thôi, tiền là việc nhỏ, đến quận thành ta nghĩ biện pháp khác, lấy trước 100 kim tệ cho ta để dùng khi khẩn cấp. Mấy người nhìn nhau, dù là đối với xuất thân như bọn họ, một vạn kim tệ cũng không phải con số nhỏ, không biết vị này định đến quận thành quận Quảng Nghĩa làm thế nào để kiếm ra một vạn. Chẳng lẽ định dựa vào thân thủ đi ăn cướp sao? Đừng có mà gây ra chuyện náo loạn gì ở quận Quảng Nghĩa chọc lấy Phượng Lăng Ba, một người có thể gây dựng được quân đội như vậy ở quận Quảng Nghĩa chắc chắn không phải bình dân bách tính, chắc chắn sẽ không đơn giản không bỏ ra nổi một vạn kim tệ là thật. Bàn nãy Lam Như Đình ít nhiều còn nghi ngờ có phải nghiêu Hữu Đạo định cuống tài vật rồi bỏ trốn, nhưng sau khi nghe thấy 100 kim tệ thì lập tức ý thức được mình đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, với thân thủ của người ta thì chẳng đến mức phải phí nhiều sức như vậy. Lại nhìn ý thương Triều Tông một chút, Lam Như Đình vuốt cằm nói, đạo ra chờ một lát, ta đi lấy, tiện thể sắp xếp nhân thủ tùy hành. Nghiêu Hữu Đạo lập tức bàn giao nói, nhớ lấy, tránh đội của khuất ngũ, đừng để bọn họ phát hiện, chưa chút thời gian để ta lo liệu chu toàn. Rõ, làm như đình chắp tay bước nhanh rời đi an bài việc này. Còn hai huynh muội thương thì cũng thật sự tò mò nghiêu hiểu đạo làm thế nào để mượn nhân mã, cuối cùng thương thục thanh không kìm được hỏi, đạo ra, không thể lộ ra sao. Nghiêu hiểu đạo cười ha ha nói, hiện tại vẫn chưa thể nói rõ. Tình hình cụ thể tùy cơ ứng biến, đến lúc đó xem thử. Lại chẳng có một câu nói thật, vẻ không đáng tin cậy. Thương thục thanh hơi lo lắng, có điều trước đó thấy đối phương một câu đã nói toạc ra đường lui của mình, thấy kiến thức của Ngưu Hữu Đạo cũng không phải bình thường nên đã coi trọng hơn. Viên Cương ở bên không lên tiếng đột nhiên nói, đạo gia, hai tên thượng thanh tông kia cung khai nói, trụ trì viên phương là yêu gấu. Uầy, Ngưu Hữu Đạo ngạc nhiên quay đầu, yêu, yêu tinh, thương triều tông nói tiếp, không sai, người bên dưới có thẩm tra, trụ trì viên phương thật sự đã qua đời, Chủ trì viên phương hiện tại chính là một con gấu nhỏ được tăng nhân Nam Sơn tự nhặt từ trong núi về nuôi hai năm trước, giờ có được chút đạo hạnh hóa thành viên phương. Nam Sơn tự và Thượng Thanh Tông này không có quan hệ gì, trước kia do Tống Diễn Thanh đến giao thủ nên mới ép yêu gấu này khuất phục thôi. Ánh mắt nghiêu hữu đạo chấp liên tục, yêu tinh, còn là yêu gấu, hắn vô cùng hứng thú. Mặc dù biết trên đời này có yêu tồn tại nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp được, chưa từng thấy nên dĩ nhiên cũng muốn xem thử ban nãy viên cương nhắc tới dĩ nhiên là cũng có hứng thú cũng muốn gặp cho biết một chút dù sao giờ hắn còn chuyện quan trọng khác phải làm không thể từ từ nghiên cứu yêu quái hắn đành dặn dò vương ra yêu tinh kia đừng thả chờ ta quay về trò chuyện một chút thương triều tông cười nói được giúp đạo gia giữ lại chờ một chút lam như đình đi vào một túi tiền được dâng lên hai mươi nhân mã cũng sắp xếp xong xuôi sau khi hai bên một lần nữa bí mật mưu đồ một phen mấy người thương triều tông cố ý ra khỏi Nam Sơn tự làm ra chút động tính hấp dẫn sự chú ý của mọi người, chẳng những muốn hấp dẫn đám người khuất ngũ mà còn tuân theo ý của Ngưu Hữu Đạo, hấp dẫn ánh mắt của giám thị triều đình có thể đang ẩn nấp trong bóng tối. Tất thảy những chuyện này đều để yểm hộ Ngưu Hữu Đạo rời đi. Còn Ngưu Hữu Đạo dẫn Viên Cương và 20 nhân mã nhân lúc trời tối lặng lẽ xuống núi. Ngoài Nam Sơn tự, trong mấy chậu than ánh lửa hừng thực, nhóm thương triều tông ra vẻ đang hóa vàng mã tế điện những thân vệ hy sinh giữa đường một thân vệ tiến vào đến sát bên thương triều tông thấp giọng bẩm báo nói vương ra người đã rời đi thuận lợi ừm thương triều tông khẽ gật đầu lần lượt thả mấy tờ tiền giấy trong tay vào chậu than đồng thời nhìn lam như đình ở bên nói cũng không biết hắn nói thật hay giả càng không biết có thể thành hay không hỏi cũng hỏi không rõ tóm lại không có câu lời thật tình khiến cho người ta nghe mà không hề nắm chắc lam như đình trần chờ nói người này làm việc nhìn thủ pháp lão đạo lòng giả dạ thật không giống với người tuổi này giống như chuyện gì cũng không muốn để người khác sở rõ ngọn nguồn của mình, làm người ta cảm thấy không giống với người trong chính đạo, thật sự không biết mắt nhìn của đông quách tiên sinh tại sao lại nhận đệ tử như vậy. Ngược lại quận chúa hình như hơi tin tưởng hắn, thương thuộc thanh nói tổng hợp tình hình các phương diện thì nếu hắn có vấn đề đã không giết tống diễn thanh. Ca, tiên sinh, chuyện tới nước này chúng ta đã không còn có quá nhiều lựa chọn, để hắn thử một chút cũng không tổn thất gì lớn. Chương 60 cũng không phải là ba hoa trích trẻ hay thương triều tông thả một chồng tiền giấy vào chậu than nhìn cho bụi từ từ bay lên khẽ thở dài rửa mắt mà đợi đi trong thành quách đèn đuốc giã rời một bóng dáng từ đầu đường đi tới đến ngoài một gian tử lâu ngẩng đầu nhìn chiêu bài chính là trần quy thạc hỏa kế nhiệt tình tiến lên chào hỏi khách quan mấy vị trần quy thạc không để ý đến gã ta một tay đẩy gã ta sang một bên trực tiếp xông đến trước quầy nhìn chằm chằm lão trưởng quỹ sau quầy lão trưởng quỹ ngẩng đầu nhìn lên sừng suốt một chút, chợt nghiêng đầu ra hiệu với hỏa kế đang dây dưa bên cạnh, hỏa kế đành phải lui ra. Thời gian đã muộn, đã sắp đóng cửa, lầu trên vẫn còn một bàn khách nhân. Lão trưởng quỹ nhìn xung quanh, dùng tay làm dấu mời với Trần Quy Thạc, dẫn Trần Quy Thạc đến một gian tĩnh thất vắng vẻ của hậu đường. Vừa đóng cửa, lão trưởng quỹ nhìn Trần Quy Thạc từ trên xuống dưới một chút, có chuyện gì không? Kỳ thật Trần Quy Thạc cũng không biết lão trưởng quỹ này là ai thậm chí ngay cả tên của đối phương cũng không biết nhưng trước đó đi theo Tống Diễn Thanh đi đường tắt tới đây đã có từng tiếp xúc. Y đại khái đoán ra từ lâu này có thể là một cứ điểm hoặc nhãn tuyến mà Tống Gia an bài bên này. Tống Gia quyền quý như vậy có an bài thế này cũng không có gì kỳ quái. Trên thực tế tuy y và hứa dĩ thiên là đệ tử Thượng Thanh Tông nhưng về sau cũng dần bị Tống Gia thu về thành nhãn tuyến, tiền đồ mà Tống Gia cho, dù Thượng Thanh Tông có sụp đổ y cũng không sợ. Tống Diễn Thanh gặp phải chuyện lớn như vậy, y không thể không bẩm báo cho Tống ra. Xảy ra chuyện, Trần Quy Thạc tê liệt ngồi trên ghế buông tiếng thở dài. Lão trưởng quỹ nhướng mày, xảy ra chuyện gì, Trần Quy Thạc nặng nề lắc đầu nói, sư huynh Tống diễn thanh của ta chết rồi. a à, lão trưởng quỹ giật nảy cả mình, vội hỏi chuyện gì xảy ra. Chúng ta đi Nam Sơn Tự, Trần Quy Thạc kể lại kỹ càng mọi chuyện đã xảy ra, sau đó lại trả lời vào câu hỏi của lão trưởng quỹ, nói tin tức người nghĩ cách truyền về Kinh Thành, ta còn phải chạy về Thượng Thanh Tông báo tin, giúp ta an bài một con ngựa, tốt nhất là giúp ta làm một thân phận để ta có thể đổi ngựa ở dịch trạm ven đường. Lão trưởng quỹ nhanh chóng sắp xếp xong xuôi những chuyện này, xử lý cực kỳ nhanh nhẹn. Sau khi cho người đưa Trần Quy Thạc đi, lão trưởng quỹ lại đến mật thất của tử lâu cấp tốc viết mật báo, sau đó chụp một con mãnh cầm cơ thể đen nhanh hai cánh màu vàng ở trong chiếc lồng bên cạnh ra, nhét mật tín vào trong cái ống rỗng nhỏ trên chân mãnh cầm. Con chim này tên Kim Xí, cho dù là tốc độ hay hay sức bền đều không phải dạng bình thường, thần kỳ nhất chính là, dù con chim này ở nơi xa nhường nào cũng có thể tìm được nơi mình đẻ trứng, cho dù cách nhau bao xa cũng đều có thể phân biệt chính xác phương hướng tìm về, cũng bởi vậy nên chim kim xí mái sau khi được vần dưỡng dùng để đưa tin xong thì có giá cả đắt đỏ. Còn chim trống thì không có năng lực này, chỉ có thể dùng để giao phối, cũng không đáng tiền. Bỏ thư xong, lấy một mảnh vải che kim xí trong tay, lão trưởng quỹ vội vàng ra khỏi mật thất, đi vào một gian không thấy ánh đèn, đẩy cửa sổ ra, kéo vài tre, thuận tay vung kim xí ra ngoài cửa sổ, con chim nhanh chóng vỗ cánh đi, biến mất trong bóng đêm mờ mịt. Sáng hôm sau, nhóm thương triều tông rời khỏi Nam Sơn Tự, một lần nữa đến tế bái trước mộ thân vệ chiến tử, thần thái bi thương. Đây là đang làm theo lời Nhiêu Hữu Đạo nói, muốn kéo dài ở đây thêm vài ngày. Lúc ánh sáng mặt trời xé rừng núi chiếu vào, một thân vệ đi vào bẩm báo, Nhiêu Hữu Đạo đã bố trí thân vệ tùy hành trên đường đi, muốn cơ cấu thành một đường dây liên lạc tạm thời với bên Thương Triều Tông ở quận Quảng Nghĩa này, duy trì tin tức thông suốt. Đạo lý rất đơn giản, một con ngựa phải phi nhanh đường dài sẽ không chịu nổi, cần đổi ngựa mới có thể duy trì thiết tấu đưa tin hiệu suất cao, dĩ nhiên Nghiêu Hữu Đạo đã chuẩn bị trước cho điều này. Làm như đình nghe thấy thì khẽ gật đầu, cũng không phải chỉ ba hoa trích chè, người này quả nhiên không đơn giản. Cạnh đường lớn có trạm dịch, dãy hàng rào vây quanh, bên trong là cỏ khô trồng chất như núi. Nơi xa, một con ngựa khẩn cấp vào tới, đến gần trạm dịch thì giảm tốc độ, Trần Quy Thạc trực tiếp phóng ngựa quẹo vào trong trạm dịch. Ghim ngựa đi vào, nhảy xuống ngựa, giơ một tấm lệnh bài về phía tiểu lại chạy ra đón. Rất nhanh, tiểu lại dắt một con ngựa tốt đã nghỉ ngơi dưỡng sức khỏe mạnh ra cho y, Trần Quy Thạc xoay người lên ngựa, lại vò thẳng ra khỏi trạm dịch, ra roi thúc ngựa, ngựa người không ngừng nghỉ. Trên đường lớn nào đó ở biên giới Quảng Nghĩa, Nhiêu Hữu Đạo dẫn đầu một nhóm 10 kỵ binh, chạy băng băng, đoạn đường đi tới này dù sao bọn họ không có trạm dịch có thể dùng, cần suy xét đến tiêu hao thể lực của ngựa. Toàn bộ thân vệ của Thương Triều Tông đã thay thường phục, một phần được Ngưu Hữu Đạo sắp xếp ở ven đường, một phần thì cùng đi theo. Trước mặt, tường thành đồ sộ của quận thành đã xuất hiện trong tầm mắt, Viên Cương làm thủ thế, hai kỵ binh hai bên đi sau cùng ở lại, quẹo vào núi rừng bên cạnh ẩn thân, chịu trách nhiệm chi viện truyền đạt tin tức. Nhóm còn lại ngựa vẫn không ngừng vó, đến cửa thành xuống ngựa tiếp nhận kiểm tra, đã có thân vệ Thương Triều Tông tiến lên chuẩn bị ứng phó vượt qua kiểm tra. Thương Triều Tông tuy nghèo túng nhưng cũng không phải người bình thường có thể so sánh, dưới tình huống không phải thời chiến cần đề phòng chu đáo chặt chẽ, chuẩn bị thân phận yểm trợ thương hộ vào thành có lẽ không thành vấn đề. Tiến vào quận thành Quảng Nghĩa thì có thể phát hiện vùng đất giàu lắm cá nhiều thóc và đông đúc này đúng là không tầm thường. Đầu đường tương đối sầm uất, người đi đường như thoi đưa, cửa hàng san sát, không ít người ăn mặc quý phái, không phải kiểu bên ngoài rách nát tiêu điều, điều có thể so sánh nghiêu hữu đạo cưỡi trên lưng ngựa cao to băng qua đám người một đường hết nhìn đông tới nhìn tây đánh giá thế gian phồn hoa này tìm một nhà trọ không tệ ngựa đã có tiểu nhị của nhà trọ dắt đi chăm sóc thân vệ được dẫn vào phòng dành khách đã chuẩn bị sẵn một nhóm tìm tới nhận biết căn phòng khách dành cho mình sau đó tụ tập lại ở cùng